mấy ngày sau đó ngân chỉ phu nhân đều ở trong quan ngọc lâu tu luyện trùng kích thoát tục tầng thứ năm đồng thời hắn còn ra lệnh cho tư đồ phượng vũ đi mua sắm và tìm kiếm tài liệu luyện chế đại địa độc tôn đan trong số huyền đan cao cấp đại địa độc tôn đan cũng được xem là đan được đỉnh cấp cần có 7 loại huyền dược hiếm có làm chủ dược 37 huyền dược làm phụ dược thời gian luyện chế không chế hỏa hầu đều cực kỳ tinh diệu chỉ cần hơi sai một chút đều khó có khả năng trở thành đan bảy loại chủ huyền dược khư hoành tìm kiếm nhiều năm đã tìm được năm loại trong đó bởi vì hắn cầu ninh tiểu xuyên giúp hắn luyện chế đại địa độc tôn đan cho nên hắn mới giao năm loại chủ huyền dược này cho ngân trì phu nhân bây giờ cũng chỉ còn thiếu hai loại chủ huyền dược nữa đó là đại địa kỳ hoa và địa tâm nham tương huyết về phần 37 phụ dược mặc dù cũng là huyền dược hiếm có nhưng vẫn có thể dùng giá cao để mua ở ba đại dưỡng tâm điện hiện tại việc trọng yếu nhất trước mắt chính là công tác chuẩn bị chỉ cần tìm được hai loại chủ dược còn lại là có thể luyện chế đại địa độc tôn đan đại địa độc tôn đan không phải là đan dược tầm thường mà do cổ nhân dùng trí tuệ siêu phàm nghiên cứu ra, trải qua nhiều thế hệ cải tiến, bổ sung, cuối cùng ghi chép thành đan phương, bảo tồn lại. Trên đan phương không chỉ ghi lại các loại huyền dược để luyện chế đại địa độc tôn đan, mà còn hướng dẫn không chế hỏa hầu và trình tự cho huyền dược vào. Mặc dù chỉ là một đan phương, nhưng chính là do vô số anh kiệt dùng tâm huyết cả đời của mình viết thành, là chân bảo vô giá của dưỡng tâm sư. Đối với dưỡng tâm sư cao cấp mà nói, có thể dễ dàng luyện chế trung cấp đan là bởi vì trung cấp đan đơn giản hơn cao cấp đan rất nhiều, sử dụng huyền dược cũng tương đối đơn giản, thậm chí không cần đan phương chỉ cần dưỡng tâm sư dựa theo dược lý để phối hợp, liền có thể tự nghiên cứu ra một loại trung cấp đan của bản thân. Thế nhưng, tại Ngọc Lam Đế quốc, có rất ít người có thể tự nghiên cứu ra cao cấp đan. Đó là bởi vì cao cấp đan không phải dễ dàng nghiên cứu ra, độ phức tạp của nó còn gấp 10, gấp trăm lần trung cấp đan, phải sử dụng đan phương do cổ nhân lưu lại thì mới có thể luyện chế ra cao cấp đan. Đối với dưỡng tâm sư trung cấp mà nói, chuyện trọng yếu nhất chính là tìm kiếm tài liệu luyện chế chân đỉnh, dung hợp chân đỉnh. Đối với dưỡng tâm sư cao cấp mà nói, chuyện trọng yếu nhất chính là tìm kiếm đan phương Mỗi một đan phương đều là bảo vật vô giá đối với dưỡng tâm sư cao cấp, ý nghĩa chính là có thể luyện chế được một loại cao cấp đan, trở thành dưỡng tâm sư cao cấp được người người kính ngưỡng. Đương nhiên, đan phương cao cấp đan cũng cực kỳ khó tìm, thưa thất vô cùng, phần lớn đều được cất sâu trong bảo khố của vương hầu, hoàng cung đại nội, bí phủ tông môn, dưỡng tâm sư bình thường căn bản không thể tiếp xúc, cho dù là những dưỡng tâm sư cao cấp có hậu trường, cũng chưa chắc có được đan phương. Đan phương đại địa độc tôn đan cũng tương không tính là quá khan hiếm, rất nhiều vương hầu phủ đệ cổ xưa đều có thể tìm được. Không giống những đan phương cao cấp đan đặc thù khác, đan phương đều là độc nhất vô nhị chỉ có dưỡng tâm sư có vận khí tốt thì mới có thể tìm được bên trong kiếm các hầu phủ tất nhiên cũng có đan phương đại địa độc tôn đan ninh tiểu xuyên dự định sẽ đi lấy đan phương ngay bây giờ ninh tiểu xuyên đã đáp ứng khư hành hội là trong vòng 3 tháng sẽ luyện chế ra đại địa độc tôn đan bây giờ đã qua hai tháng thần kiếm cung bắt đầu phát triển u linh sơn trang cũng giống chống khua chiêng công thành đoạt đất uy hiếp đến từ vô sinh đạo đã bị hắn tạm thời giải quyết cuối cùng cũng có thể rảnh tay luyện chế đại địa độc tôn đan rồi đương nhiên ninh tiểu xuyên luyện chế đại địa độc tôn đan không phải chỉ để trả ân tình cho khư hành hội mà đồng thời còn luyện chế cho chính mình thậm chí là giúp mộ dung hoa đột phá thần thể tầng thứ 9, đạt tới địa tôn cảnh được phong làm võ tôn nếu như hoàng tam chỉ và mộ dung hoa đều là võ tôn như vậy thì u linh sơn trang sẽ có được hai vị võ tôn số lượng võ tôn có thể sánh ngang với kiếm các hầu phủ huống hồ ninh tiểu xuyên sớm muộn cũng sẽ trùng kích địa tôn cảnh bây giờ luyện chế ra đại địa độc tôn đan cũng là chuẩn bị cho mình về sau tư đồ phượng vũ nhận được mệnh lệnh của ninh tiểu xuyên liền đi mua sắm huyền dược để luyện chế đại địa độc tôn đan nàng đi ra khỏi quan ngọc lâu liền lập tức hướng về phủ thái tử mà đi không ngờ ninh tiểu xuyên lại cho rằng chỉ bằng vào một cổ trùng là có thể khống chế được bản tiểu thư cổ trùng cho dù lợi hại thì cũng không phải là không có cách nào giải trừ chờ sau khi ta đem bí mật của hắn nói cho thái tử biết thì lúc đó cũng chính là tử kỳ của hắn u linh sơn trang cũng sẽ bị hủy diệt tư đồ phượng vũ thần phục ninh tiểu xuyên chẳng qua là muốn tiếp cận hắn điều tra thân phận của hắn bây giờ nàng đã biết được thân phận của ninh tiểu xuyên hơn nữa ninh tiểu xuyên còn phái nàng đi ra ngoài một mình nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này phải ngay lập tức đem tin tức này nói cho thái tử thái tử cung được xây trong thiên la thành vực ở nội thành khắp nơi đều là phủ đệ vọng tộc tường đỏ ngói xanh đường đi cũng rộng lớn hơn so với nơi khác cho dù là hạ nhân đi trên đường cũng đều ngừng đầu ưỡn ngực khí chất bất phàm có cảm giác tài giỏi hơn người thái tử cung được xem là một tòa phủ đệ to lớn hùng tráng nhất mảnh thành vực này tùy thời đều có xa giá nối đuôi ra vào trước cổng chính nghi thức chỉnh tề hạ nhân rất nhiều tốc độ của tư đồ phượng vũ cực nhanh thân thể tựa như một cái bóng trắng, lướt tới bên ngoài thái tử cung, bước vào bên trong thái tử cung. Vụt, trước mắt nàng hoa lên, liền trông thấy có một nam tử trẻ tuổi đứng chắn trước mặt nàng, đồng thời đưa lưng về phía nàng. Tư đồ tiểu thư, người đi thái tử cung làm gì? Ninh tiểu xuyên đứng trước mặt tư đồ phượng vũ, trên mặt mang mặt nạ vàng, nhìn chầm chầm vào thái tử cung to lớn, trên mặt thoáng lộ nụ cười. Tư đồ Phượng Vũ phát hiện trên người Ninh Tiểu Xuyên tản ra hàn khí, sắc mặt lập tức trắng bệch, đôi chân thon dài dưới lớp quần áo bắt đầu run dày. Ninh Tiểu Xuyên nói, chẳng lẽ người muốn mua huyền dược trong thái tử cung tư đồ phượng vũ không dám nói gì thái tử cung chỉ còn cách nàng gan tấc chỉ cần vượt qua gan tấc này nàng liền có thể nhìn thấy thái tử điện hạ mà nàng ngày nhớ đêm mong sau đó nói cho thái tử biết thân phận thực sự của xuyên công tử thế nhưng khoảng cách gan tấc đó lại bị ninh tiểu xuyên vô tình cắt nứt trở nên vô cùng xa xôi ninh tiểu xuyên nói tư đồ tiểu thư ngươi phải hiểu rằng bây giờ ngươi đang là tùy tùng của ta nếu như dám bán đứng chủ nhân của mình hạ chàng sẽ rất thảm ta biết người muốn làm nữ nhân của thái tử cũng muốn trở thành thái tử phi thế nhưng đầu tiên ngươi nên nghe lời của ta bằng không thì đừng nói là thái tử phi ngay cả nô bộc e rằng ngươi cũng không làm được thuộc hạ lần sau không dám thanh âm của tư đồ phượng vũ có chút run rẩy ngày mai có lẽ là lúc cổ trùng phát tác lần này sẽ để ngươi ghi nhớ thật lâu làm sai chuyện gì thì đều luôn phải nhận lấy trừng phạt ninh tiểu xuyên thản nhiên nói trang chủ đừng tư đồ phượng vũ biết rõ sự thống khổ của cổ trùng phệ tâm không chỉ là thống khổ mà thôi ninh tiểu xuyên cũng không phải là người canh nhiệt ngoan độc chẳng qua bây giờ hắn muốn làm trang chủ U Linh Sơn Trang, thì nhất định phải nghiêm khắc với hạ nhân, thủ đoạn cũng phải hung ác, bằng không thì căn bản không thể chấn nhiếp được. Người khác, một người thủ đoạn không đủ cứng rắn, thì khẳng định không có tư cách làm trang chủ U Linh Sơn Trang, ngược lại còn bị thuộc hạ của mình nuốt chừng. Giống như hôm nay, nếu như hắn để cho tư đồ Phượng Vũ thực sự gặp được Thái Tử, Thái Tử nhất định sẽ lập tức phái một lượng lớn cao thủ đến Quan Ngọc Lâu để đối phó với Ninh Tiểu Xuyên. Đến lúc đó, không chỉ Ninh Tiểu Xuyên sẽ chất thảm, mà e rằng còn có thể liên lụy đến Ngọc Ngưng Xanh và Kiếm Tắc Hầu Phủ cho nên đối phó với cấp dưới thì thủ đoạn vẫn phải hung ác một chút ninh tiểu xuyên khẽ vuốt lên gò má bóng loáng mềm mại của tư đồ phượng vũ nhẹ nhàng nói ngươi yên tâm chỉ cần ngươi nghe lời tương lai nói không chừng ta còn giúp ngươi một tay để ngươi trở thành thái tử phi đương triều trong ánh mắt tư đồ phượng vũ lập tức lộ ra một tia thần sắc chờ mong ác cảm đối với ninh tiểu xuyên cũng bớt đi mấy phần đột nhiên hàng lông mày của ninh tiểu xuyên nhíu chặt liền bắt lấy bả vai của tư đồ phượng vũ sau đó phóng đi trốn vào trong một cái hẻm nhỏ ầm um, một cái thủ ấn cực lớn từ trên thái tử cung bay ra đánh vào vị trí mà ninh tiểu xuyên và tư đồ phượng vũ vừa đứng tạo thành một cái hố sâu hình bàn tay kiến trúc xung quanh cái hố lớn đều bị chấn động đến sụp đổ mặt đất xuất hiện từng vết nứt lớn mặt đất giống như muốn sụp đổ xuống dưới võ hồn pháp thân của thái tử bay lên trời lơ lửng trên cao nhìn chằm chằm ninh tiểu xuyên và tư đồ phượng vũ cao giọng cười một tiếng xuyên công tử không ngờ ngươi lại dám đến bên ngoài thái tử cung hôm nay ta muốn ngươi phải chất không có chỗ chôn thây ninh tiểu xuyên không ngờ tâm thần của thái tử lại cường đại đến như vậy mặc dù chỉ xuất hiện ở bên ngoài thái tử cung, thế mà vẫn bị hắn phát giác được. Lần này nguy rồi, trên thực tế, tâm thần cảm ứng của thái tử cũng không phải nhầm vào Ninh Tiểu Xuyên, mà là tư đồ phượng vũ. Lúc tư đồ phượng vũ xuất hiện ở bên ngoài thái tử cung, tâm thần của thái tử đã phát giác ra, nhưng lại dùng tư đồ phượng vũ làm mồi dụ, dẫn Ninh Tiểu Xuyên mắc câu. Đợi cho đến khi Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, hắn mới lập tức động thủ. Nhìn thấy võ hồn pháp thân của thái tử xuất hiện, trong lòng tư đồ phượng vũ cũng không hề mừng rỡ như trong tưởng tượng, bởi vì vừa rồi nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên ra tay, rất có thể nàng đã chất dưới đạo trưởng ấn kia rồi. Võ hồn pháp thân của thái tử lập tức ra tay lần nữa, đánh ra đạo thủ ấn thứ hai, giống như một đám mây ầm ầm ép xuống. Đại thủ ấn hoàn toàn phong tỏa Ninh Tiểu Xuyên, căn bản không có cách né tránh, chỉ có thể liều mạng. Ninh Tiểu Xuyên lập tức gọi ra ma kiếm, điều động lực lượng toàn thân, chớm ra một kiếm, đánh nát đại thủ ấn, biến thành một đám sương mù huyền khí. Thái tuế, Ninh Tiểu Xuyên triệu hoán thái tuế thú ra, độn địa đào tẩu. Tu vi của thái tử là địa tôn cảnh hàng thật giá thật, hơn nữa trong thái tử cung cao thủ vô số, một khi bị vây khốn, e rằng hôm nay sẽ khó mà thoát khỏi cái chất. Thế nhưng, trên mặt đất lại xuất hiện một tầng kết giới cường đại, biết kín đại địa, ngay cả thái tuế thú cũng không thể độn địa. Ha ha, xuyên công tử, lão hủ cũng chờ người đã lâu rồi. Một lão giả mặc đạo bào từ trong thái tử cung đi ra, trên đầu đội đạo quan, trong tay cầm phất chân, lộ vẻ cực kỳ tiên phong đạo cốt. Đạo bào của hắn màu xanh, phía trước là hình âm dương bát quái, phía sau là tam giác đạo đỉnh. Kết giới trên mặt đất chính là do hắn bố trí thành, phong kín đại địa, phong tỏa không gian, không gian xung quanh thái tử cung liền biến thành một cái lồng vây kín thiên địa ngay sau đó bên trong thái tử cung lại xông ra một lượng lớn cao thủ võ đạo trong tay cầm huyền khí nhìn chằm chằm vào ninh tiểu xuyên phong kín toàn bộ đường lui của hắn bên ngoài thái tử cung tụ tập đông đảo cao thủ tình huống vô cùng nguy hiểm mà ninh tiểu xuyên lúc này ngược lại cũng bình tĩnh hơn rất nhiều tuyệt đối phải tỉnh táo chỉ có tỉnh táo thì mới có thể xông ra khỏi tuyệt cảnh này ninh tiểu xuyên biểu hiện nhẹ nhàng thong dong cười nói sau lần từ biệt tại vân hồ tập thái tử điện hạ không xảy ra vấn đề gì chứ chân thân của thái tử từ trong cửa phủ đi ra mặc hoa bào óng ánh kim sắc eo mang đai ngọc đầu đội lưu ly kim quan mỗi bước chân của hắn đều khiến rèm trâu trên mũ chấn động hiển lộ rõ uy nghiêm võ tôn và quý khí của hoàng thất tất cả võ giả đều lộ ra thần sắc cung kính hành lễ với thái tử thái tử vẫn rất bình thản cười nói trận chiến ở vân hồ tập trang chủ đi quá nhanh chúng ta còn chưa nói được mấy câu nếu như hôm nay trang chủ đã tới vậy thì cũng đừng đi nữa vừa vặn Linh Nhất Quốc Sư cũng đang ở đây, chúng ta cùng tiến vào Thái Tử Cung tâm tình một phen, được không? Linh nhất quốc sư chính là vị tam phẩm quốc sư đã bố trí kết giới, nhậm chức nhất phẩm giám thiếu thừa của hoàng thành, quyền cao chức trọng, có địa vị tiếp cận với cửu công tại đương triều. Thái sư và cửu công đều là tiên hiền đạo gia, mặc dù vẫn được phong làm quốc sư, nhưng đều một mực ở trong nhà, chuyên tâm tu đạo, rất ít khi hỏi đến thế sự triều đình. Chỉ khi tế tự tông miếu thì mới có thể mời được một hai người trong đó. Cho nên trên triều đường chính thức nắm giữ thực quyền đều là những tam phẩm quốc sư tứ phẩm quốc sư có quyền lợi không kém vương hầu bao nhiêu linh nhất quốc sư đứng giữa đường lớn nhưng lại biết kín linh huyệt trong không gian thiên địa xung quanh mượn nhờ lực lượng của linh huyệt mà thi triển đạo thuật bố trí kết giới trên mặt đất trong không khí bố trí trận hồn khiến thiên địa biến thành một cái lồng giam cực lớn khóa chặt ninh tiểu xuyên ở trong lồng hai người tu vi cường đại nhất ở đây chính là thái tử và linh nhất quốc sư tạo thành uy hiếp rất lớn đối với ninh tiểu xuyên trong đầu ninh tiểu xuyên thoáng hiện ra hơn 10 đối sách nhưng tất cả đều bị hắn bác bỏ, bởi vì những đối sách này đối mặt với võ tôn đều trở nên cực kỳ yếu ớt. Ngay lúc Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy hôm nay khó có thể chạy thoát, đột nhiên viên cốt châu trong ngực tản mát ra từng vòng ánh sáng nhu hòa, tuôn tràn huyền khí nồng đậm. Những huyền khí nồng đậm này đều biến thành thể lòng, viên cốt châu này cùng một chất liệu với huyền thú giám, có thể trợ giúp Ninh Tiểu Xuyên tu luyện thiên địa huyền khí nhanh hơn. Lúc huyền khí trong cốt châu tràn ra, thiên địa huyền khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên không ngờ lại tự động vận chuyển, lấy võ đạo tâm cung làm trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Viên cốt châu này giống như một cái linh huyệt, thậm chí còn lớn hơn cái linh huyệt mà linh nhất quốc sư đang đứng, trở thành trung tâm huyền khí của không gian xung quanh. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lập tức mừng rỡ, vội vàng toàn lực vận chuyển, thiên địa huyền khí, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa huyền khí. Kết giới và trận hồn mà linh nhất quốc sư bố trí, đều lấy cơ sở là huyền khí, mà hắn lại đứng tại linh huyệt lớn nhất trong không gian xung quanh, quả thực có thể nói là không gì phá nổi. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên mượn nhờ lực lượng của cốt châu, cho nên mới khiến cho không gian xung quanh bị nhiễu loạn, sau đó bắt đầu hấp thu huyền khí với tốc độ nhanh gấp 64 lần. Rất nhanh, Ninh Tiểu Xuyên đã hấp thu toàn bộ huyền khí vào trong cơ thể, giống như một dòng sông huyền khí đột nhiên tràn vào cơ thể, tụ tập đến võ đạo tâm cung. Cùng lúc đó, Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy trong cơ thể mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như sắp đột phá đến thoát tục tầng thứ 5 vậy. Gần đây, Ninh Tiểu Xuyên đã luyện hóa được hai viên thoát tục đan, tu vi cũng tiếp cận thoát tục tầng thứ 5. Lúc này, lợi dụng lực lượng của cốt châu, hấp thu huyền khí vào trong cơ thể, liền sắp phá tan bình cảnh, bắt đầu tiến đến cảnh giới thoát tục tầng thứ 5 bởi vì thiên địa huyền khí bị rút sạch cho nên kết giới và trận hồn mà linh nhất quốc sư bố trí cũng đều biến mất lồng giam cũng tự động sụp đổ tại sao có thể như vậy linh nhất quốc sư có nằm mơ cũng không ngờ trong tay ninh tiểu xuyên lại nắm giữ trí bảo giống như cốt châu tựa như một cái linh huyệt cực lớn nuốt trừng tất cả linh huyệt xung quanh linh nhất quốc sư lập tức muốn bố trí kết giới một lần nữa ninh tiểu xuyên tất nhiên sẽ không cho hắn cơ hội đó vụt hắn gọi ma kiếm ra trên ma kiếm lập tức tản mát một tầng huyết quang chói mắt một kiếm chớm ra ngoài phiến đá trên mặt đất đều bị lật tung lên trời hơn 20 cao thủ võ đạo của Thái Tử cung đều bị đánh bay ra ngoài, kiếm khí lập tức cắt đứt xương cốt tay chân bọn họ. Ninh Tiểu Xuyên chụp lấy Tư Đồ Phượng Vũ, triển khai thân pháp cực hạn, thoát khỏi vòng vây. "Xuyên công tử, người không thoát được đâu." Lão giả từ trong Thái Tử cung đi ra, liền rớt lên phía trước, đánh ra một cây quạt huyền khí màu xanh. Mặc dù hắn tuổi già sức yếu, sâu bạc tóc trắng, nhưng tu vi võ đạo lại không thấp, đã đạt tới cảnh giới thoát tục tầng thứ sáu. Vận chuyển huyền khí vào trong quạt sắt, mỗi cái nan quạt đều phát ra âm thanh rắc rắc, dài ra đến 5 mét cây quạt vung lên một cơn lốc mãnh liệt quét tới đem kiến trúc hai bên đường đều cuốn đi xa hơn 10 thước ninh tiểu xuyên sợ bị người khác nhận ra cho nên không dám sử dụng nộ phong chi dực chỉ có thể cưỡng ép cố định thân thể trong cuồng phong hai chân chìm vào trong lòng đất tựa như đinh sắt cắm rễ trên mặt đất một khi sử dụng nộ phong chi dực quả thật có thể ngược gió mà phi hành trong cuồng phong nhưng như vậy thì cũng sẽ bại lộ thân phận thực sự bởi vì nộ phong chi dực chính là thần thông võ đạo của ninh tiểu xuyên mà thân phận của hắn bây giờ lại là xuyên công tử Ninh Tiểu Xuyên sở dĩ không hề e ngại mà sử dụng ma kiếm và hư ảnh tổ sư diệt thế đạo, đó là bởi vì Ninh Tiểu Xuyên rất ít khi sử dụng những thủ đoạn này trước mặt mọi người. Cho dù có người biết được Ninh Tiểu Xuyên đã sử dụng những thủ đoạn này, vậy thì người đó cũng trở thành người chất rồi. Trong cuồng phong, lòng bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên phóng ra một đạo hồng quang, ngưng tụ thành một thanh ma kiếm. ầm, ma kiếm liền bổ đôi cuồng phong, đánh lên quạt huyền khí. Quạt huyền khí căn bản không thể ngăn được ma kiếm, liền bị kiếm khí chấm nát, biến thành từng đám nan quạt vụn nát vị lão nhân thoát tục tầng thứ sáu cũng hết thảm một tiếng hai tay đã bị ma kiếm chặt đứt hai bàn tay rơi xuống đất mấu trong cổ tay không ngừng tràn ra lực lượng của ma kiếm đã xâm nhập vào thân thể của hắn cho dù hắn sử dụng huyền khí võ đạo cũng không thể cầm mấu được ánh mắt của ninh tiểu xuyên vô cùng kiên định một kiếm đâm thùng thân thể hắn mấu tươi như thác nước tràn ra chảy lênh láng trên mặt đất ma kiếm liền hấp thu mấu tươi từng tia mạch mấu trên thân kiếm nổi lên giống như ma văn càng lúc càng đỏ hơn sau khi ma kiếm luyện hóa một luồng huyết khí khổng lồ lại đưa luồng lực lượng đó trở về trong cơ thể ninh tiểu xuyên bồi dưỡng thực lực của hắn trợ giúp hắn nhanh chóng trùng kích thoát tục tầng thứ năm hơn ma sát chi khí trên người ninh tiểu xuyên càng lúc càng đập chân dẫm mạnh lên mặt đất liền lưu lại dấu chân đã bị ma hóa biến thành màu đen bởi vì ninh tiểu xuyên bị lão già kia ngăn cản trong giây lát cho nên thái tử đã đuổi tới đứng trên tường vây của thái tử cung trong cơ thể tràn ra một đám mây kim sắc thi triển thần thông võ đạo ngưng tụ thành một đầu kim long đây là thần thông võ đạo của hắn cửu ngũ thần long khí mỗi một thời đế hoàng trong hoàng tộc đều tu luyện ra long khí cũng chỉ có đế hoàng mới có thể tu luyện nó nếu như võ giả khác dám học trộm sẽ bị xem là xâm phạm hoàng quyền thái tử có được tu vi cấp bậc võ tôn một khi thi triển thần thông võ đạo hiển nhiên sẽ khiến thiên địa biến sắc không gian hỗn loạn long uy khổng lồ lập tức chân áp cho tất cả võ giả ở đây đều quỳ dạp trên mặt đất đây chính là lực lượng áp bách cấp bậc võ tôn không ai có thể ngăn cản được ninh tiểu xuyên cũng cảm giác được trên đỉnh đầu giống như có một tòa đại sơn vạn cân ép tới mức trái tim hắn như ngừng đập huyết mạch như muốn sụp đổ mặc dù hắn nắm giữ ma kiếm nhưng tu vi võ đạo lại tranh lệch quá lớn với võ tôn căn bản không phải là cùng một cấp bậc lực lượng nếu như võ tôn toàn lực ra tay ninh tiểu xuyên căn bản không có khả năng chống đỡ được nếu đổi lại là một võ giả thoát tục tầng thứ tư khác không có được thủ đoạn như ninh tiểu xuyên vậy thì đừng nói là giao thủ với võ tôn e rằng chỉ cần võ hồn pháp thân của võ tôn bày ra cũng đủ trấn áp cho hắn không dám nhúc nhích rồi còn chưa chính diện giao phong nhưng tạng phủ của ninh tiểu xuyên đã bị trọng thương bị cửu ngũ thần long khí chấn thương ta đã thi triển ra cửu ngũ thần long khí rồi không ngờ xuyên công tử vẫn khí định thần nhàn như vậy chẳng lẽ tu vi của hắn đã cường đại đến mức có thể phá giải được cửu ngũ thần long khí theo thái tử xuyên công tử là cường địch cấp bậc võ tôn biểu hiện của xuyên công tử càng thong dong thì trong lòng hắn lại càng lo lắng hắn không biết rằng lúc này xuyên công tử đã thuộc trọng thương rồi chẳng qua là đang giả vờ chấn định mà thôi thái tử lúc này lại càng không chắc chắn hơn lập tức toàn lực ra tay muốn phân thắng bại cùng với vị trang chủ u linh sơn trang trước mặt Rào, cự long kim sắc xông thẳng về phía ninh tiểu xuyên một cái long trào cực lớn duỗi ra đánh về phía đỉnh đầu ninh tiểu xuyên đối diện với thần thông cường đại của võ tôn ninh tiểu xuyên căn bản ngay cả lực hoàn thủ cũng không có chỉ có thể trơ mắt nhìn long trào đánh xuống hắn chậm rãi nhắm mắt lại thầm hô một tiếng mạng ta xong rồi cảnh giới tu vi chênh lệch quá lớn muốn chạy trốn cũng khó như lên trời thế nhưng trên đời này vẫn luôn phát sinh những chuyện bất ngờ ngay lúc long trào sắp đánh lên người ninh tiểu xuyên long mạch bên trong võ đạo tâm cung cũng tản mát ra một luồng long khí khổng lồ hấp thu đầu cự long kim sắc này chuyển hóa thành lực lượng bồi dưỡng long mạch Ầm, um, võ đạo tâm cung của Ninh Tiểu Xuyên phát ra một tiếng nổ vang, long mạch trở nên lấp lánh rực rỡ, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo cửu ngũ thần long khí kim sắc quấn quanh long mạch. Sợi long mạch này chính là do tiểu long màu đỏ để lại trong võ đạo tâm cung của Ninh Tiểu Xuyên, đại biểu cho thân phận đấu chiến thần long sứ của hắn, có thể hấp thu lực lượng long khí, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Ninh Tiểu Xuyên cũng thật sự không ngờ rằng sợi long mạch này lại có tác dụng lớn như vậy, có thể cứu mình một mạng. Càng khiến Ninh Tiểu Xuyên cao hứng hơn là sau khi hấp thu đạo cửu ngũ thần long khí này, Ninh Tiểu Xuyên lập tức phá tan bình cảnh, bước vào thoát tục tầng thứ 5. Thái tử lúc này lại càng giật mình kinh hãi, không ngờ thần thông võ đạo, cửu ngũ thần long khí mà hắn đánh ra, lại bị Xuyên công tử dễ dàng hóa giải như vậy. Tu vi của Xuyên công tử cũng quá đáng sợ rồi. Từ trước đến nay, thái tử chưa từng gặp qua người nào có thể dễ dàng hóa giải cửu ngũ thần long khí của mình như vậy. Thái tử lập tức lui về phía sau, cảm thấy bất an vô cùng. Ninh Tiểu Xuyên cười lớn một tiếng, điều động lực lượng long mạch, đánh ra ngoài một trường, cửu ngũ thần long khí liền ngưng tụ thành một đầu cự long kim sắc. Thái tử lại đánh ra một chiêu phích lịch, thủ, nghiền nát cự long kim sắc, nhưng lúc này xuyên công tử và Tư Đồ Phượng Vũ đã biến mất trên con đường lớn rồi. Thái tử điện hạ, không tiến, xuyên công tử phát ra tiếng cười lãnh ngạo, từ xa truyền lại, quanh quẩn bên tai thái tử. Thái tử đứng trên tường vây đổ nát, ánh mắt nhìn về phía long khí tiêu tán trong không khí, hừ lạnh một tiếng, nói: "Không ngờ xuyên công tử cũng có thể đánh ra cửu ngũ thần long khí." Thân thể linh nhất quốc sư hóa thành một đám sương mù, bay xuống đường lớn, nói: có lẽ hắn sử dụng một loại thần thông nào đó hấp thu cửu ngũ thần long khí vào trong cơ thể sau đó lại từ trong cơ thể đánh ra cũng không phải là thật sự tinh thông cửu ngũ thần long khí dù sao thì đây cũng là bất truyền chi thuật của hoàng tộc tu vi võ đạo của xuyên công tử quả thật đáng sợ e rằng tương lai sẽ trở thành đại họa thái tử nói linh nhất quốc sư cũng khẽ gật đầu thái tử liếc nhìn những tên võ giả ở bên dưới hạ lệnh toàn lực lùng bắt xuyên công tử nhất định không thể để hắn trốn trong hoàng thành vâng toàn bộ cao thủ võ đạo của thái tử cung đều lập tức đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên chạy vào trong một hẻm nhỏ, thương thế trên người cuối cùng cũng không thể áp chế được nữa, trong ngực đau nhói, miệng lập tức hộc ra một ngụm máu tươi, khiến cho mặt đất bị sói mòn thành một cái hố lớn. Đam Mỹ Sắc, với tu vi võ đạo của hắn hiện nay, một giọt máu có thể xuyên thủng cả phiến đá. Tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên dù sao cũng chênh lệch rất lớn với võ tôn, cho dù miễn cưỡng chân nhiếp thái tử, từ thái tử cung đào thoát, nhưng bây giờ thương thế cũng gần như khiến hắn sụp đổ, huyết mạch trong cơ thể hầu như bị nghiền nát không còn. Ngươi làm sao vậy? Tư Đồ Phượng Vũ giật mình sợ hãi, trong mắt nàng, Vừa rồi giao thủ, xuyên công tử chiếm thượng phong tuyệt đối, đánh lui cả thái tử và linh nhất quốc sư. Nhưng tại sao bây giờ xuyên công tử lại bị trọng thương? Ngay cả thái tử còn không nhìn ra xuyên công tử đang hư trương thanh thế, thì nàng hiển nhiên lại càng không thể nhìn ra. Vốn dĩ, nàng còn cho rằng tu vi của xuyên công tử cường đại hơn cả thái tử và linh nhất quốc sư cộng lại. Không có gì, giúp ta hộ pháp, Ninh tiểu xuyên cưỡng ép chống đỡ thân thể suy yếu, liền ngồi xếp bằng trong hẻm nhỏ, bắt đầu trị thương. Tư đồ phượng vũ nhìn chằm chằm ninh tiểu xuyên, trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, huyền khí võ đạo trong cơ thể bắt đầu chậm rãi vận chuyển, trong lòng đang suy nghĩ không biết có nên cho xuyên công tử một kích chí mạng vào lúc này hay không. Thế nhưng, cuối cùng nàng vẫn nhịn xuống, bởi vì nàng không đoán ra xuyên công tử rốt cuộc là trọng thương thật hay là đang thăm dò nàng. Nếu như tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ chất trong tay xuyên công tử. Trong cơ thể ninh tiểu xuyên sinh ra đạo diệt thế chi khí thứ bảy, xông vào trái tim, lượn lờ quanh ma kiếm làn da trên người phát ra quang mang trong suốt có một cái bia văn thần bí ẩn hiện trên làn da, tản mát ra ma tính dày đặc. Làn da trên người từ từ chóc ra, biến thành một tấm tục da rơi trên mặt đất. Chính thức bước vào thoát tục tầng thứ 5, Ninh Tiểu Xuyên mở hai mắt ra, cuối cùng cũng tạm thời áp chế được thương thế, không đến mức nguy hiểm đến sinh mệnh. Đôi mắt từ đồ phượng vũ mở lớn, thốt lên, người vẫn là cảnh giới thoát tục. Ninh Tiểu Xuyên nhặt lớp tục ra lên, thu vào trong túi càn khôn, nghiêng đầu nhìn tư đồ phượng vũ, nói. Hối hận vì vừa rồi không ra tay rất ta sao tư đồ phượng vũ quả thật rất hối hận nhưng tuyệt đối không thể biểu hiện loại tâm tình này ra ngoài nói trang chủ có ân cứu mạng với phượng vũ phượng vũ nào dám làm hại trang chủ ninh tiểu xuyên cũng không quan tâm nàng nói thật hay nói dối liền dự định rời khỏi nơi này xuyên công tử đã xuất hiện trong hoàng thành với quyền lực của thái tử nhất định sẽ lùng sục khắp thành cho đến khi tìm ra được xuyên công tử mới thôi ninh tiểu xuyên vừa mới đi đến đầu hẻm liền có một cái xa giá lớn chặn đứng ở trước hẻm xa giá này cực kỳ hoa lệ dùng huyền linh mục làm khung bên trên khảm nạm lưu ly treo ngọc châu, giống như một tòa cung điện di động, chỉ e rằng chiếc xa giá này phải đáng giá ngàn vàng. Kéo xe chính là 12 đầu huyền thú nhất phẩm, chủng loại huyền thú đều không giống nhau, nhưng bộ lông đều là thuần một màu trắng tinh. Bên trong xa giá, truyền ra giọng nói nữ nhân, ngọt ngào động lòng người. Bên ngoài trời lạnh, không biết trang chủ có bằng lòng vào xa giá, bồi ta uống một chén rượu ấm hay không. Ninh Tiểu Xuyên khẽ ngửi, liền ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, nhạt từ trong xa giá truyền ra, cực kỳ giống hương hoa, thế nhưng mùi thơm này lại rất mê người, giống như da thịt nữ tử tuyết trắng, ngọt ngào mềm mại. Đúng lúc này, đám cao thủ võ đạo trong Thái tử cung đang vội vàng chạy tới hẻm nhỏ. Một thanh âm lãnh ngạo cao vút vang lên, "Thái tử cung điều tra tà nhân, đắc tội, ngươi đắc tội nổi không?" Một thị nữ mặc quần áo màu xanh nhạt, vén rèm xe lên, lộ ra gương mặt trắng nõn như trứng ngỗng, lạnh lùng nói. "Xa giá của Ngân Chỉ phu nhân, các ngươi cũng dám cả gan tiến vào điều tra." Sắc mặt đám cao thủ võ đạo của Thái tử cung lập tức đại biến, vội vàng quỳ xuống hành lễ, sau đó xám xịt rời đi. Thanh danh của Ngân Chỉ phu nhân mặc dù không tốt, nhưng dù sao cũng là người cầm quyền trong tề thiên hầu phủ, tại hoàng thành này, người dám đắc tội với nàng, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ninh Tiểu Xuyên biết người của Thái tử Cung nhất định đang lùng bắt hắn khắp toàn thành, mà bây giờ bản thân lại đang trọng thương, tình thế cực kỳ bất lợi. Đa tạ phu nhân đã thay tại hạ giải vây, Ninh Tiểu Xuyên nói, nếu đã đa tạ, vậy có phải nên bồi ta uống một chén rượu hay không? Ngân chỉ phu nhân ngồi trong xe, thanh âm ngọt như mật, mềm đến mức tê người, quả thực thanh thoát như tiếng mèo kêu. Trong thiên hạ, bất luận là nam tử nào, nghe thấy lời mời mê người như vậy, cũng đều khó có khả năng cự tuyệt. Cung kính không bằng tuân mệnh, Ninh Tiểu Xuyên lập tức tiến vào xa giá của ngân trì phu nhân. Thùng xe khá lớn, so với xe ngựa của thường dân còn lớn hơn gấp 7, 8 lần, cho dù 10 người cùng ngồi trong xe cũng không hề chật trội chút nào. Trong xe phủ thảm nhung trắng, tại trung tâm đặt một cái đỉnh đồng, bên trong tản mát ra mùi thơm của huyền dược. Mùi thơm này vô cùng thanh nhã, không chỉ không gai mũi mà còn có thể khiến tốc độ huyền khí võ đạo trong cơ thể lưu chuyển nhanh hơn. Trong xe có một cái bàn do huyền linh mộc chạm trổ thành, vách tường treo tranh chữ, gièm chân châu phỉ thúy khảm huyền thạch lấp lánh rực rỡ quả thực xa hoa tới cực điểm ngân chỉ phu nhân ngồi ngay ngắn trên chiếc giường hàn băng ngọc thạch bên dưới thân thể tinh tế lung linh có trải một tấm thảm thơm mềm mại trên giường đặt một cái bàn thấp trên bàn đặt một bầu rượu mã não chén rượu giả quang bên trong chén rượu rót đầy mỹ tử lộ ra ánh sáng nhẹ nhàng trang chủ mời ngồi ánh mắt của ngân chỉ phu nhân vô cùng ôn nhu con người thanh tịnh, trên người không có chút vị thái nào ngược lại càng giống như tiên tử không nhiễm khói bụi trần gian nàng mặc một chiếc áo tơ trắng trên người không hề có bất kỳ vật phẩm trang sức nào tạo thành sự đối lập rõ rệt với xa giá phú quý lộng lẫy ninh tiểu xuyên cởi giày đi đến bên giường ngồi đối diện với ngân trì phu nhân khẽ nâng chén rượu đặt bên môi người một cái liền tán thưởng thuần mà không ấy hảo tử xa giá bắt đầu tiến về phía trước nhưng trong xe vẫn vô cùng thăng bằng ngân trì phu nhân vẫn luôn nhìn chăm chú nhất cử nhất động của ninh tiểu xuyên cười nói trang chủ tuổi trẻ tài cao lại tuấn lãng oai hùng tại sao từ đầu tới cuối lại đeo mặt nạ Ninh Tiểu Xuyên khẽ cười một tiếng, nói, bởi vì ta đang ở trong phòng phu nhân, phòng ta, ta sợ phu nhân nhìn thấy dáng vẻ tuấn lãng ngoài hùng của ta, sẽ không nhịn được mà mê luyến, không thể kiềm chế. Ha ha, đôi mắt đẹp của Ngân Trì phu nhân nổi lên gợn sóng, Tiếu Dung hàm yên, nói, trang chủ có biết tại sao ta lại mời người uống rượu không? Ninh Tiểu Xuyên nói, phu nhân có chuyện xin cứ nói, không biết trang chủ có hứng thú nghe ta giảng một cố sự hay không? Ngân Trì phu nhân nói, xin rửa tay lắng nghe, Ngân Trì phu nhân bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấc một ngụm, trong mắt toát ra ánh sáng mông lung, nói: "16 năm trước, một nữ tử Mỹ lệ tên Nguyệt Danh Hoa một mình tiến vào hoàng thành, nàng tựa như tiên nữ hạ phàm, thuần khiết không nhiễm một hạt bụi. Với dung nhan tuyệt mỹ và thiên tư võ đạo cao tuyệt, tài nghệ chân áp quần phương của mình, nàng đã trở thành nữ thần mà tất cả nam nhân toàn bộ hoàng thành đều tha thiết ước mơ, được phong làm đệ nhất mỹ nhân của hoàng thành lúc đó. Nguyệt Danh Hoa tự cho rằng mình đã đạt tới đỉnh cao của cuộc sống, căn bản không đặt bất kỳ nam tử nào vào mắt, coi trời bằng vung, thậm chí ngay cả vương hầu muốn gặp mặt nàng một lần cũng đều bị nàng từ tuyệt ngoài cửa." Nếu nữ nhân có được mỹ mạo, tất nhiên lòng giả cũng cao hơn, nhưng khi nàng từ trên cao ngã xuống đất, mới phát hiện ra rằng, thì ra cuối cùng mình vẫn chỉ là một nữ tử yếu đuối, cho dù có được mỹ mạo tuyệt luân thì chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi dưới thân cường giả. Nguyệt Danh Hoa đã gặp một nam nhân như vậy, một cánh tay xô nàng ngã xuống đất, trà đạp hết tất cả sự cao ngạo quý phái của nàng, bao gồm cả thân thể nàng. Nguyệt Danh Hoa chưa bao giờ nhận phải sự khuất nhục lớn đến như vậy, cho nên nàng đã làm ra một quyết định ngoan độc. Nàng muốn gả cho người nam nhân đó, nàng muốn trả thù người nam nhân đó, khiến cho người nam nhân đó phải thống khổ, Ninh Tiểu Xuyên nghe đến đây, cũng hiểu được một chút, nói. Vị nguyệt danh hoa cô nương này, hẳn là phu nhân 16 năm trước. Mặc dù 16 năm đã qua đi, thế nhưng ngân chỉ phu nhân vẫn xinh đẹp như trước, thanh xuân như ngọc, lông mày thanh mảnh, mũi ngọc tinh xảo, môi hồng nhuận phơn phớt, mang theo một luồng tiên khí không nhiễm khói bụi trần gian, khiến người ta cảm thấy cao không thể chạm tới. Đồng thời, nàng cũng nhiều hơn vài phần thành thục của nữ nhân, hết sức hàm xúc ý vị, mỗi một tấc da thịt của nàng đều như đang khiêu khích thần kinh căng thẳng của nam nhân, Ninh Tiểu Xuyên có thể tưởng tượng được, 16 năm trước, Ngân Chỉ Phu Nhân khẳng định là diễm tuyệt thiên hạ, khiến cho tất cả mỹ nữ trong hoàng thành đều ảm đạm thất sắc, trở thành vật làm nền cho nàng. Cho dù là 16 năm đã qua đi, nàng vẫn là một trong ba đại mỹ nhân của hoàng thành, tiếp cận với Ngọc Ngưng Xanh, xếp thứ hai trong vô số mỹ nhân tại hoàng thành. Một nữ nhân có thể xinh đẹp 10 năm, cũng là chuyện rất bình thường, nhưng một nữ nhân lại có thể xinh đẹp hơn 20 năm, thì cũng không nhiều lắm. Ngân Chỉ Phu Nhân mắt hạnh hàm yên, hàng lông nghi dịu dàng rũ xuống, tiếp tục kể cố sự của nàng lúc ấy nguyệt danh hoa gả cho tề thiên hầu uy chấn thiên hạ trở thành phòng tiểu thiếp thứ 19 của tề thiên hầu người phải biết rằng lúc ấy tu vi của tề thiên hầu đã đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 9, quyền khuynh triều chính đồng thời cũng đã là một lão giả đã hơn trăm tuổi nguyệt danh hoa phong hoa tuyệt đại đệ nhất mỹ nhân hoàng thành lại gả cho một lão giả gần đất xa trời thậm chí còn là một tiểu thiếp lúc đó đã dẫn đến chấn động cực lớn tại hoàng thành không biết bao nhiêu võ giả ái mộ nguyệt danh hoa đã khóc hàng đêm trước tề thiên hầu phủ rất nhiều người đã thương tâm gần chất thậm chí số người nhảy sông tự vấn cũng không phải ít, Ninh Tiểu Xuyên lặng lẽ lắng nghe, Ngân Trì Phu Nhân nói, không đến 2 năm, Nguyệt Danh Hoa đã sinh hạ cho Tề Thiên Hầu một trai một gái, Tề Thiên Hầu đã già gần chất, tất nhiên là cao hứng tới tột cùng. Thế nhưng, cho đến một ngày nọ, Tề Thiên Hầu rốt cuộc phát hiện Nguyệt Danh Hoa không ngờ lại yêu đương vụng trộm với con trai trưởng của mình, trong cơn giận dữ, Tề Thiên Hầu đã một trường đánh chất con trai trưởng của mình. Nguyệt Danh Hoa lại nói cho hắn biết, kỳ thật cha ruột mà nàng sinh hạ cho hắn, cũng không phải là của hắn, mà là của người con thứ hai. Vì vậy, dưới cơn thịnh nộ, Tề Thiên Hầu lại từ tay rất chất đứa con thứ hai của mình. Sau khi Tề Thiên Hầu rất chất con trai trưởng và con trai thứ hai thì mới hoàn toàn tỉnh ngộ, trong lòng hối hận không thôi, khóc lóc bi thương, vô cùng hối hận vì đã trêu chọc tiện nhân Nguyệt Danh Hoa. Trong lòng hắn đã quyết định, nhất định phải khiến cho tiện nhân kia chất không yên lành. Ngay lúc hắn chuẩn bị xử tử Nguyệt Danh Hoa, Nguyệt Danh Hoa lại chủ động tới tìm hắn. Cuối cùng Tề Thiên Hầu không thể hạ thủ rất nàng được, bởi vì nàng thật sự quá đẹp. Nam nhân đối diện với nữ tử mỹ lệ, luôn luôn sẽ mềm lòng, nếu tâm đã mềm thì cũng không thể hạ độc thủ được. Mà ngay trong đêm đó, Tề Thiên Hầu đã chất ngay trên giường của Nguyệt Danh Hoa. Nguyệt Danh Hoa ném thi cốt của hắn cho khuyển thú, sáng hôm sau, khuyển thú đã gặm hắn thành một đống xương vụn. Ninh Tiểu Xuyên day day huyệt thái dương, hít một hơi thật sâu, nói. Nguyệt Danh Hoa rất hắn, Ngân Chỉ Phu Nhân lắc đầu, nói, nếu như Nguyệt Danh Hoa động thủ rất hắn, có lẽ là quá dễ dãi cho hắn rồi, không ngờ Tề Thiên Hầu lại tự mình thức chất, bởi vì, khi hắn đi vào phòng của Nguyệt Danh Hoa, hắn đã nhìn thấy hạ nhân của mình nằm trên giường của Nguyệt Danh Hoa. Bất kỳ một nam nhân nào, nếu gặp phải một nữ nhân thế này, e rằng đều tức đến chất mà thôi. Thế nhưng, cũng phải trách Tề Thiên Hầu, rõ ràng là đã già rồi, không ngờ lại dây vào Nguyệt Danh Hoa trẻ tuổi, mỹ miều, cũng khó trách bị Nguyệt Danh Hoa báo thù. Bất kỳ một nữ nhân nào, nếu như bị một lão già cướp mất trinh tiết, e rằng đều cảm thấy ám ảnh trong lòng, muốn báo thù. Hơn nữa, Nguyệt Danh Hoa lúc đó còn là một nữ nhân tâm cao khí ngạo. Nữ nhân thật sự là một loài sinh vật đáng sợ ninh tiểu xuyên nâng cốc rượu lên uống cạn rồi nói nguyệt danh hoa trà đạp bản thân làm hại bản thân mình như vậy liệu có đáng không ngân trì phu nhân mím nhẹ môi nói đáng ninh tiểu xuyên không muốn làm một kẻ vệ đạo đại nhân đại nghĩa cũng không muốn dạy người khác phải làm như thế nào nhưng vẫn nói nguyệt danh hoa cho dù báo thù thành công thì cũng không được gì bản thân liệu có thỏa mãn không nguyệt danh hoa băng thanh ngọc khiết cũng đã chất rồi bây giờ đang sống chỉ là một ngân trì phu nhân đang đắm chìm trong đọa lạc không cách nào giải thoát năm ngón tay ngọc trắng như tuyết của ngân chỉ phu nhân giấu trong ống tay áo rộng nắm chặt lại hàm răng như pha lê khẽ cắn môi vung tay hất đổ hết rượu ra sàn dầm nàng lật đổ chiếc bàn trên giường giả nhân giả nghĩa ta đã nghe quá nhiều rồi ta không tin là ngươi lại không muốn ngủ với ta ngân chỉ phu nhân yêu nhã đứng lên áo bào rộng từ thân thể tinh tế như ngọc rơi xuống lộ ra một thân thể hoàn mỹ kiểu diễm hoàn mỹ vô khuyết của ngân chỉ phu nhân tuyệt đối là thân thể mê hoặc nhất thiên hạ đôi ngực căng đầy vùng bụng nhẵn nhụi đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp bờ mông cong cong vành cao trước ngực của nàng được che bởi một yếm ngực màu hồng mỏng như tơ khiến cho đôi bồng đảo dưới ngực lúc ẩn lúc hiện mà bên trên yếm ngực lại nhô ra hai gò đồi tròn trịa trắng ngẩn giống như lòng trắng trứng gà vừa mới bóc nàng rất hiểu thân thể của phụ nữ làm thế nào mới hấp dẫn được nam nhân sẽ không lột trần cơ thể mình mà cần một loại mơ hồ thần bí mê hoặc khiến cho nam nhân tự cởi bỏ những hàng rào trên người nàng như vậy trong lòng của nam nhân mới có cảm giác thành công vưu vật mê người như ngân trì phu nhân cho dù là tề thiên hầu có tu vi cao tới địa tôn cảnh tầng thứ 9 thì e rằng cũng không thể hạ thủ rất nàng sẽ bị nàng mê hoặc đến hồn siêu phách lạc, cuối cùng chết trong tay của nàng. Huống hồ người trẻ tuổi khí thịnh như Ninh Tiểu Xuyên, nếu nói Ninh Tiểu Xuyên thực sự có thể hoàn toàn áp chế tàn niệm trong lòng, đó mới là việc lạ. Phu nhân, cáo từ, Ninh Tiểu Xuyên không muốn đi theo vết xe đổ của Tề Thiên Hầu, liền cắn chặt đầu lưỡi, tự nhủ với bản thân nhất định phải giữ vững lý trí, dùng ý chí quật cường để chiến thắng dục nghiệp, lập tức phải rời khỏi khoang xe. Trang chủ sao lại vội vàng rời đi, hay là nô gia chiêu đãi không chu đáo? Ngân Chỉ phu nhân tóm lấy tay của Ninh Tiểu Xuyên, thân thể kiều diễm thuận thế ngã vào lòng ninh tiểu xuyên cánh tay ngọc mềm mại ôm lấy cổ của ninh tiểu xuyên đôi ngọc phong mềm mại áp lên ngực của ninh tiểu xuyên một loại kích thích như dòng điện từ ngực truyền tới toàn thân của ninh tiểu xuyên bất luận là kiếp trước hay kiếp này ninh tiểu xuyên đều chưa từng gặp qua loại kích thích này huống hồ lại là một nữ tử vô cùng mỹ lệ yêu kiều đây thực sự là một loại mê hoặc câu hồn đoạt phách hắn còn muốn trốn sao ha ha phàm là con mồi bị ta nhắm vào thì đều không thể thoát khỏi tay ta ngân chỉ phu nhân nhìn ninh tiểu xuyên toàn thân run rẩy là biết ninh tiểu xuyên đã không thể thoát khỏi xa xương này Hôm nay lại có một nam nhân bị nàng thu phục. Chỉ cần nam nhân này bị nàng thu phục thì cho dù hắn có là trang chủ của U Linh Sơn Trang thì nàng cũng chỉ xem như một đồ chơi thấp hèn hơn cả nô lệ, có thể đem tôn nghiêm của hắn ra dẫm đạp bất cứ lúc nào. Ngón tay của Ngân Chỉ Phu Nhân sờ lên ngực của Ninh Tiểu Xuyên, cởi cúc áo của hắn, ngón tay vuốt từ ngực lên trên má của Ninh Tiểu Xuyên, như muốn chút mặt nạ của Ninh Tiểu Xuyên xuống. ầm, um, Ninh Tiểu Xuyên một tay hất Ngân Chỉ Phu Nhân ra xa, hít một hơi thật sâu. Nguy hiểm quá, loại mê hoặc này nam nhân cơ bản không thể chịu đựng nổi cho dù Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng đã đẩy Ngân Chỉ Phu Nhân ra, nhưng đôi mắt lại vẫn dán chặt lên thân thể của nàng, cơ bản là không thể điều khiển được ánh mắt mình. Một khi đã trở thành người của Ngân Chỉ Phu Nhân, cuối cùng sẽ chết dưới tay của Ngân Chỉ Phu Nhân, ai cũng không ngoại lệ. Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn chọc giận đầu ông chúa độc ác này. Ngân Chỉ Phu Nhân cũng hơi ngạc nhiên, đây là nam nhân đầu tiên chủ động cự tuyệt nàng. Ai ra, ngươi làm đau nô ra rồi. Ngân Chỉ Phu Nhân ngã ra tấm thảm trên giường, miệng phát ra âm thanh mềm mại, một góc áo ngực trên người rơi xuống, lộ ra nửa bầu ngực đầy đặn, căng tròn mà săn chắc chỉ nhìn thôi cũng biết là nếu nắm vào, chắc chắn sẽ có cảm giác đầy đặn, mềm mại, khiến người khác thần điên bắt đảo. Ninh Tiểu Xuyên cắn mạnh đầu lưỡi, trong tay ngưng tụ một thanh đoạn kiếm huyền khí sắc nhọn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngân Trì phu nhân, mang theo một tia sát khí dày đặc. Ngân Trì phu nhân cảm thấy có sát khí, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giảm đi nửa phần, ánh mắt mơ màng, khẽ cười nhạt. Nàng cơ bản không tin là Ninh Tiểu Xuyên nỡ ra tay rất nàng. Phập, Ninh Tiểu Xuyên đâm một nhát vào đùi mình, máu tươi phun ra, rơi xuống thảm, một cảm giác đau đớn lập tức lan truyền khắp toàn thân khiến hắn dần thanh tỉnh lại ngân trì phu nhân cũng kinh ngạc trong mắt thoáng hiện một tia dị dạng ninh tiểu xuyên thu lại đoàn kiếm nhìn ngân trì phu nhân một cái nói ta đã gặp về thiên nhi bây giờ ta đã hiểu vì sao cô ấy lại không muốn tu luyện trong tề thiên hầu phủ vì sao lại ghét mẫu thân mình như vậy đến nữ nhi của ngươi còn xem thường ngươi phu nhân ngươi hãy tự trọng dứt lời ninh tiểu xuyên liền nhanh chóng thoát khỏi xa xương để lại ngân trì phu nhân vẫn đang kinh ngạc ngồi trên thảm nhìn về phía đùi vẫn đang chảy máu ninh tiểu xuyên trong đầu vang vọng âm thanh của ninh tiểu xuyên phu nhân xuyên công tử hắn á thị nữ đi vào xa xương nhìn thấy trên sàn toàn là mấu liền kinh ngạc không thôi ngân chỉ phu nhân khoác áo bảo lên người mặc lại chỉnh tề ngồi xuống giường bình tĩnh nói xuyên công tử hắn đi rồi sao vâng thị nữ gật đầu ánh mắt của ngân chỉ phu nhân nhìn vào đính hương chính giữa xa xương ánh mắt mê ly cười nghĩ hắn cho rằng đã thoát khỏi tay ta nhưng hắn không biết đây mới là bắt đầu nhưng Thiên Nhi rõ ràng đang ở trong Thiên Đế Học Cung tu luyện, tại sao hắn lại quen biết Thiên Nhi, lẽ nào hắn cũng là người trong Thiên Đế Học Cung? Ngân Chỉ phu nhân hận Ninh Tiểu Xuyên sâu sắc, vì câu nói trước lúc đi của Ninh Tiểu Xuyên đã đâm thẳng vào tim của nàng, khiến nàng đau đớn không thôi. Nàng ghét nhất là bị người khác vạch trần, trong khi lại bị Xuyên công tử vạch trần một cách vô tình. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên nàng thất bại trước một nam nhân, trong thâm tâm nàng thề rằng, nhất định phải chinh phục được Xuyên công tử, bằng không thì trong thâm tâm nàng không thể yên ổn được, Trang chủ, ngài và ngân chỉ phu nhân ở trong khoang xe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tư đồ Phượng Vũ rất hiếu kỳ hỏi. Tư đồ Phượng Vũ đương nhiên biết ngân chỉ phu nhân là loại nữ nhân thế nào, càng biết thủ đoạn của nàng đối với nam nhân ra sao, cũng bởi vì lý do này mà lại càng hiếu kỳ, không biết Ninh Tiểu Xuyên trong khoang xe đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại khiến mình bị thương? Những gì không nên hỏi, ta khuyên cô tốt nhất không nên hỏi." Ninh Tiểu Xuyên nhảy từ trong xe của ngân chỉ phu nhân ra, trong cơ thể tràn ngập dục hỏa, huyết dịch toàn thân giống như đang thiêu đốt, cho dù nhìn thấy vòng eo thon thả của Tư đồ Phượng Vũ, trong lòng cũng nảy sinh tàn niệm kích động đến mức nảy sinh ý nghĩ muốn lột sạch mọi thứ trên người nàng ninh tiểu xuyên rõ hơn ai hết loại ý nghĩ này rất nguy hiểm bởi vậy đang cố gắng kiềm chế bản thân tư đồ phượng vũ bị ánh mắt của ninh tiểu xuyên dọa cho sợ hãi không dám nói thêm nửa lời ninh tiểu xuyên vận chuyển huyền khí hồi phục vết thương hít sâu một hơi dẫn tư đồ phượng vũ theo thông đạo bí mật tiến vào kiếm các hầu phủ ai hai lão giả đang coi giữ thông đạo nhìn thấy ninh tiểu xuyên dẫn theo một nữ nhân tiến vào lập tức bộc phát huyền khí cực mạnh huyền khí bao quanh hai thanh chiến đao Ninh Tiểu Xuyên lấy ra Thanh Ngọc Lệnh, nói, ta muốn gặp Hầu Gia. Hai lão giả nhìn thấy Thanh Ngọc Lệnh, lập tức thu lại chiến lại, cúi người hành lễ. Ninh Tiểu Xuyên đi thẳng vào trong kiếm các hầu phủ, tiến về phía thư phòng của lão Hầu Gia. Vào đi, tiếng của lão Hầu Gia từ trong thư phòng vọng ra. Ninh Tiểu Xuyên để tư đồ phượng vũ đợi ở bên ngoài, một mình tiến vào thư phòng. Lão Hầu Gia ngồi ở vị trí thủ thượng trong thư phòng, nhìn Ninh Tiểu Xuyên tiến đến trước mặt, nhắm mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên, quan tâm hỏi. Ngươi bị thương phải không? Vừa rồi giao đấu với thái tử, bị thương một chút, bây giờ không sao rồi. Ninh Tiểu Xuyên gỡ mặt nạ trên mặt xuống, nhìn về một góc của thư phòng, hơi cúi người xuống hành lễ, thoáng lộ thần sắc nghi hoặc. Nhị bá không phải đã trở lại quân doanh cầm quân rồi ư? Sao lại quay về đây? Trong kiếm các hầu phủ, Ninh Tiểu Xuyên chỉ coi lão hầu gia và Ninh Hinh Nhi là người thân, còn lại thì phải tính đến vị nhị bá Ninh Thiên Thành này. Mặc dù, thời gian mà Ninh Tiểu Xuyên và Ninh Thiên Thành tiếp xúc với nhau không nhiều, nhưng cũng biết tình cảm mà vị nhị bá này dành cho mình có thừa, cho dù ở ngoài cầm. Quân, nhưng mỗi năm đều tìm huyền dược gửi về cho hắn chữa bệnh bởi vậy ninh tiểu xuyên đương nhiên kính trọng ninh thiên thành như bậc trưởng bối trên người ninh thiên thành vẫn mặc áo giáp từ trong túi áo giáp lấy ra một bình ngọc đưa cho ninh tiểu xuyên thô lỗ nói cái gì mà không sao huyết mạch nội thể sắp đứt hết rồi còn giả vờ nói không sao đây là bình đoạ tục liệu thương đan người hãy dùng trước một viên đợi vết thương hoàn toàn ổn định chúng ta sẽ nói đến chính sự đúng rồi là thái tử đã đánh người bị thương phải không còn bà nó, xem ra năm xưa vẫn chưa mạnh tay với hắn, có cơ hội phải đánh hắn một lần nữa mới được. Ninh Tiểu Xuyên đã từng nghe nói vị nhị bá này lúc còn trẻ tuổi là mưa làm gió trong hoàng thành, đến thái tử cũng bị hắn đánh, thì ra lời đồn là có thật. Ninh Tiểu Xuyên dùng một gốc đoạn tục liệu thương đan, dần dần bắt đầu luyện hóa đan khí, liệu dưỡng vết thương trong cơ thể. Trong thư phòng, chỉ có Kiếm Các Hầu, Ninh Thiên Thành và Ninh Tiểu Xuyên. Bọn họ là ba người mạnh nhất của ba thế hệ Kiếm Các Hầu phủ, cũng là người nắm quyền tuyệt đối của Kiếm Các Hầu phủ, Thiên Thành, người nói xem có việc lớn gì, nói cả cho Ninh Tiểu Xuyên cùng biết, kiếm các hầu nói. Thân sắc của Ninh Thiên Thành trở nên nghiêm trọng, lấy một tấm bản đồ da rồng từ trên giá sách xuống. Đây là tấm bản đồ bằng da rồng thật, lột từ người của Ác Long, bên trên khắc những tuyến đường dày đặc, bản đồ đánh dấu 63 vực của Ngọc Lam Đế Quốc. Vị trí cổ thành, trọng trấn vẽ hình tròn, vị trí quân đội và hiểm quan vẽ hình người, còn có một số địa điểm quan trọng đánh dấu hình tròn màu đỏ. Ngoài lãnh thổ của Ngọc Lam Đế Quốc, trên bản đồ còn đánh dấu các phương triều, vương quốc, liên bang xung quanh Ngọc Lam Đế Quốc, có tiểu quốc đủ rộng lớn để gọi là một khu vực của Ngọc Lam đế quốc có tiểu quốc trên bản đồ lãnh thổ chỉ nhỏ như ngón tay. Ở phía Tây, tổng cộng có 43 vương quốc tam phẩm văn minh phụ thuộc vào Ngọc Lam đế quốc. Nhưng, cách đây không lâu, quân đội của 30 vương quốc tập trung tại biên giới, tổng cộng 1.700 vạn đại quân nhìn chằm chằm vào đế quốc có khí thế nuốt sơn hà. Nếu như liên quân của 30 vương quốc tiến về phía Đông, ba vực phía tây của đế quốc nhất định sẽ lâm vào chiến loạn vô cùng lúc đó bách tính sẽ nhà tan cửa nát thi thể chất thành núi của cải lương thực nữ nhân đều bị cướp sạch cho dù hùng sư của đế quốc đi trước chân áp ít nhất cũng phải mất thời gian vài năm thì mới có thể yên ổn lại được ninh thiên thành vẽ ba điểm tròn đỏ trên bản đồ đánh dấu vị trí tập kết của đại quân lên trên bản đồ ninh tiểu xuyên nói tài nguyên của những tam phẩm văn minh có hạt, võ đạo lạc hậu cho dù có liên quân tập kết thì cũng chỉ là chiếm ưu thế về số lượng đứng trước hùng sư đại quân của đế cung chắc chắc sẽ bị đánh cho tơi bời Ninh Thiên Thành cười nói, tiểu xuyên ngươi biết thế nào là đánh trận trên giấy không? Ngươi bây giờ đang cầm quân trên giấy, khi ngươi thực sự cầm quân xuất trận, ngươi sẽ phát hiện ra, quân sĩ quá vạn, sẽ biến thành biển người. Chỉ có một vạn quân sĩ, mà lại như núi người biển người, 1.700 vạn đại quân thì sẽ thành như thế nào? Cho dù quân sĩ của Ngọc Lam Đế Quốc đều là cao thủ một địch 10 người, nhưng khi 1.700 vạn đại quân cùng xông lên, vậy thì các cao thủ đó liệu chặn được mấy người? Khi đại quân này xông qua biên quan, tiến vào trong đế quốc, sẽ gây ra đại loạn rất khủng khiếp, đây là điều chúng ta không thể tưởng tượng được. Ninh Tiểu Xuyên nói, có một việc mà ta rất hiếu kỳ, hiện nay Ngọc Lam Đế Quốc đang là triều đại cường thịnh, võ phong thịnh hành, võ tôn xuất hiện lấp lấp, các đại vương hầu đều là nhân vật hùng tài vĩ lược. Những tam phẩm văn minh này lấy bản lĩnh gì mà dám đấu lại với Ngọc Lam Đế Quốc? Chẳng lẽ bọn họ không sợ họa diệt quốc? Sao? Ninh Thiên Thành gật đầu nói, đây là nguyên nhân mà ta trở về Hoàng Thành, những tam phẩm văn minh này rốt cuộc lấy dũng khí ở đâu? Ai ở đằng sau hậu thuẫn cho họ? ánh mắt của ninh tiểu xuyên và ninh thiên thành đồng thời nhìn về phía kiếm các hầu luận về cầm quân đánh giặc ninh thiên thành tuyệt đối là một người hãn tướng kiêu dũng một lương soái chuyên hoạch định chiến lược nhưng để luận về phân tích thế cục triều đình nắm rõ đại cục nhìn xa trông rộng thì phải kể đến lão nhân kiếm các hầu người đã sống gần trăm tuổi mới có thể nhìn thông suốt được đây là lịch duyệt của con người kiếm các hầu nói e rằng ngọc lam đế quốc sắp xảy ra đại sự rồi chỉ trong vài năm không quá năm năm nhất định sẽ có vương hầu cầm quân mưu phản thân xác của ninh thiên thành nhất động nói Hầu gia nói như vậy là có ngãi là hậu thuẫn của những tam phẩm văn minh này đến từ nội bộ của Ngọc Lam Đế quốc. Là vị vương hầu quyền thế nào vậy? Kiếm Các Hầu nói, chính xác là một vị vương gia, Kiếm Các Hầu phủ trong số các đại hầu phủ cũng có thể coi là một trong những hầu phủ mạnh nhất, Kiếm Các Hầu phủ không có dũng khí đi cướp đế vị của Ngọc Lam Đế quốc, vậy thì các hầu phủ khác đương nhiên cũng không có năng lực này rồi. Bởi vậy chỉ có vương gia mà thôi, trong Ngọc Lam Đế quốc chỉ có bốn vị vương là thế tập vương vị, thế lực cũng là lớn nhất, Đại Kim Bằng Vương, Kỳ Lân Vương, Thần Long Vương, Khổng Tước Minh Vương. Đương nhiên, từ khi Ngọc Lam đế quốc đăng cơ đến nay, đã phong thưởng cho vài vị vương tước, nhưng những vị vương gia này cũng chỉ là cái danh hiệu, đợi khi bọn họ chết rồi, đời sau kế tiếp cũng không thể kế thừa vương vị của bọn họ. Bởi vậy những vương gia này cơ bản không thể so sánh với bốn đại vương gia thế tập được. Cũng chỉ có bốn đại vương gia mới có uy tín đủ lớn để ra lệnh cho quốc quân của Tam phẩm Văn Minh. Lẽ nào đại kim bằng vương chuẩn bị cướp ngôi rồi?" Ninh Thiên Thành nói, Kiếm Các Hầu nói, đại kim bằng vương nắm trong tay trên ba thành binh mã của ngọc lam đế quốc lại là đệ nhất cao thủ của triều đình chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể nhìn ra được việc bọn họ cướp đế vị chỉ là chuyện sớm muộn thôi ninh thiên thành nói dựa vào quyền thế của đại kim bằng vương trong triều đình uy tín trong quân đội muốn cướp đế vị của ngọc lam đế quốc thì quả thật là một chuyện quá dễ dàng cơ bản không cần nghĩ nhiều kế sách kiếm các hầu cười mỉa liếc nhìn ninh thiên thành một cái như đang nói tiểu tử người vẫn còn non lắm người thì biết cái gì trong thiên hạ này thứ khó mạo phạm nhất không phải là hoàng đế mà là hoàng vị cho dù đại kim bằng vương quyền thế che trời muốn cướp hoàng vị cũng phải suy đi tính lại nếu không sẽ lâm vào cảnh nhà tan cửa nát kiếm các hầu lại nói hơn nữa ngọc lam đế quốc thực sự nhìn yếu đuối như vẻ bề ngoài hay sao ta thì không thấy như vậy ít ra ba đại quân lớn nhất của ngọc lam đế quốc đang nằm trong tay của ngọc lam đại đế nếu như đại kim bằng vương và ngọc lam đại đế giao chiến hưu chất về tay ai cũng chưa thể nói trước được theo ta nếu đại kim bằng vương muốn cướp đế vị ít nhất phải đi ba nước cờ sau nước cờ thứ nhất nắm trong tay tứ phẩm văn minh tam phẩm văn minh Nhị phẩm Văn Minh, nhất phẩm Văn Minh xung quanh Ngọc Lam Đế quốc. Thế lực của các tiểu quốc Văn Minh tuy kém xa Ngọc Lam Đế quốc, nhưng với số lượng đông đảo, nếu có thể tập hợp lại với nhau sẽ là một luồng lực lượng hùng mạnh. Chủ yếu là những tiểu quốc Văn Minh này đều cách xa hoàng thành, cũng không chịu ảnh hưởng của hoàng quyền nhất, rất dễ nắm trong tay. Dựa vào tình thế hiện nay, Đại Kim Bằng Vương đã đi gần hết nước cờ thứ nhất rồi. Nước cờ thứ hai, lôi kéo vương hầu trong triều đình, nắm trong tay binh quyền của Ngọc Lam Đế quốc. Nước cờ thứ ba, nắm trong tay các thế lực mạnh của hoàng thành khi đi hết ba nước cờ này là lúc đại kim bằng vương làm khó ngọc lam đế quốc đương nhiên để đi hết ba nước cờ này tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng không qua một vài năm thì thế cục không thể rõ ràng được ninh thiên thành cười lớn nói nếu đại kim bằng vương muốn cướp đế vị kiếm các hầu phủ chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ ta sớm đã muốn làm thịt ngọc lam đại đế để báo thù rồi lỗ mãng kiếm các hầu mắng một tiếng ninh thiên thành lập tức thu lại nụ cười không dám kháng lại kiếm các hầu kiếm các hầu nói tiểu xuyên người nghĩ sao ninh tiểu xuyên nói ngọc lam đế quốc đất rộng người nhiều diện tích lãnh thổ rộng rãi có nơi rộng đến một vực có nơi nhỏ thì bằng một trấn thành đều có quân đội của triều đình cho dù đại kim bằng vương nắm trong tay binh mã thiên hạ muốn cướp đế vị thì cũng tuyệt đối không dễ dàng ngược lại còn có thể gây ra thiên hạ đại loạn cuối cùng lại khiến đế quốc rơi vào tay người ngoài đại kim bằng vương muốn cướp đế vị thì nhất định phải nỗ lực lôi kéo các đại vương triều tông môn gia tộc võ phủ Đại Kim Bằng Vương bày mưu tính kế liên quân 38 phẩm văn minh tập hợp ở phía tây, hội tụ ở biên cương, chính là phát tín hiệu cho những kẻ nắm quyền của Ngọc Lam Đế quốc mọi người có thể bắt đầu suy nghĩ nên đứng về phía Ngọc Lam Đại Đế hay là đứng về phía Đại Kim Bằng Vương. Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục nói, thực ra, bất luận là Ngọc Lam Đại Đế làm hoàng đế hay là Đại Kim Bằng Vương làm hoàng đế, đều không có lợi cho kiếm các hầu phủ chúng ta. Chỉ khi hai hổ đánh nhau, lặng lẽ phát triển thế lực hầu phủ, đây mới là điều nên làm kiếm các hầu phủ trở nên mạnh mẽ rồi, bất luận là Ngọc Lam Đại Đế hay Đại Kim Bằng Vương, cũng đều tìm đến chúng ta để lôi kéo chứ không phải đến tiêu diệt chúng ta. Ninh Thiên Thành nói, ý của Tiểu Xuyên là chúng ta sẽ không ủng hộ ai hết. Ninh Tiểu Xuyên nói, ít nhất thời kỳ đầu chúng ta phải duy trì thế trung lập, không được đắc tội với bên nào. Không đến bước đường cùng thì không nên đứng về phía bên nào. Một khi ủng hộ sai, thì cả bàn cờ sẽ kết thúc. Kiếm các hầu gật đầu cười nói, Tiểu Xuyên có năng khiếu điều hành thiên hạ. Ninh Tiểu Xuyên nói, Hầu ra, dám hỏi chuyện mua quặng mỏ, tiến triển thế nào rồi ạ? À? Kiếm các hầu cười thần bí, nói, ta đã đích thân bàn bạc với kỳ lân vương, nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ không bán, nhưng gần đây quặng mỏ ấy bị U Linh Sơn Trang nhầm vào, trở thành nơi không còn màu mỡ gì, nên ta đã mua về một cách nhẹ nhàng rồi. Nhưng U Linh Sơn Trang đúng là một rắc rối lớn, nếu không giải quyết được bọn họ thì cho dù chúng ta có mua về núi quặng cũng không thể khai thác được. Khóe miệng ninh tiểu xuyên khẽ giật, nhưng cuối cùng lại không nói cho kiếm các hầu biết thực tình hắn muốn thực sự quản lý được u linh sơn trang và khiến nó mạnh mẽ lên sau đó mới dần dần nói cho kiếm các hầu biết ninh tiểu xuyên nói ta có quen với một đại nhân vật của u linh sơn trang có giao tình thân thiết với hắn có thể thương lượng được kiếm các hầu nói thật sao ông đương nhiên không thể tưởng tượng được ninh tiểu xuyên gần đây đã trở thành nhân vật cao nhất của u linh sơn trang bởi vì ninh tiểu xuyên thực sự vẫn còn quá trẻ cho dù tài hoa hơn người thiên tư cao tuyệt cũng không thể trở thành kẻ cầm đầu của tà đạo ninh tiểu xuyên gật đầu nói hầu ra đã nghe qua chuyện của tư đồ gia tộc chưa Kiếm các hầu nói, tư đồ gia tộc là gia tộc luyện khí lớn nhất của Hoàng Thành. Nhưng nghe nói cách đây không lâu luyện khí sư và công cụ luyện khí của tư đồ gia tộc đã bị U Linh Sơn Trang cướp sạch rồi, e rằng đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Ninh Tiểu Xuyên cười nói, luyện khí sư và các công cụ luyện khí đó đã được ta mua lại từ vị hảo bằng hữu với giá cao, để xây. Dựng căn cứ luyện khí thuộc về kiếm các hầu phủ, nhằm chuẩn bị xây dựng thần kiếm cung. Được, kiếm các hầu kích động đến mức đập một trường lên bàn, cười lớn. Ta nghĩ là người xây dựng thần kiếm cung, ít nhất cũng cần thời gian 5 năm, lúc đó mới có thể phát triển lên được. Bây giờ đã có trong tay luyện khí sư và công cụ luyện khí, có lẽ chỉ mất một năm là có thể nhìn thấy quy mô bước đầu của thần kiếm cung, vang danh hoàng thành rồi. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói, xây dựng thần kiếm cung, không chỉ là vang danh hoàng thành, mà còn là uy chấn thiên hạ, trở thành thiên hạ đệ nhất thánh địa luyện khí. Hoàng thành chỉ là bước đầu tiên thôi, kiếm thần cung là chuyện gì vậy? Ninh Thiên Thành nghi hoặc hỏi, lập tức, Ninh Tiểu Xuyên lại kể chuyện trước kia bàn luận với kiếm các hầu, nói, việc xây dựng kiếm thần cung đã lên lịch trình nội trong một năm sẽ nhìn thấy quy mô bước đầu hiện nay có thể đi bước đầu tiên xây dựng mục trường thuộc về kiếm các hầu phủ nhị bá cả năm đóng quân ngoài biên quan nên càng rõ hơn có những mục trường lớn nào ninh thiên thành nói ý ngươi là sao ninh tiểu xuyên nói muốn từ từ bồi dưỡng mục trường không có thời gian vài trăm năm cơ bản là không thể hình thành quy mô chúng ta không thể đợi lâu vậy được bắt buộc phải dùng tốc độ nhanh nhất để phát triển kiếm các hầu phủ có tiền tài và tài nguyên bởi vậy chúng ta phải thu mua mục trường lớn Việc này để ta làm cho, ta đã nghĩ tới một nơi làm mục trường tuyệt vời rồi, nếu có đủ tiền bạc, ta chắc chắn chỉ trong 3 năm, sẽ xây dựng mục trường lớn nhất Ngọc Lam Đế Quốc. Ninh Thiên Thành rất tự tin nói, Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ, nếu việc này giao cho Ninh Thiên Thành trong tay nắm giữ trăm vạn đại quân đi làm, thì việc này đã thành công một nửa rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói, đợi khi vị trí cụ thể của mục trường xác định xong, ta sẽ bán sản nghiệp khác của kiếm các hầu phủ đi, mạnh tay thu mua huyền thú, di rời đến mục trường. Kiếm các hầu phủ muốn xây dựng mục trường thì nhất định phải đại lũng đoạn thị trường huyền thú, nắm trong tay, chiến mã và giao thông, coi như là cắt đứt toàn bộ huyết mạch của Ngọc Lam đế quốc. Kiếm các hầu nói, thiên thành, lần này kiếm các hầu phủ phải đánh một trận lớn, bất luận là cần bao nhiêu tiền, ngươi cứ báo cáo với ta, nghìn năm kiếm các hầu phủ tích lũy, chính là nền tảng vững chắc cho ngươi. Mua hết toàn bộ mục trường ở biên cương, tiêu bao nhiêu tiền cũng được. Nếu có người không muốn bán, hãy phái quân đội đến nói chuyện với họ, thực hiện các biện pháp mềm cứng, không từ thủ đoạn nào, ta không tin bọn họ không khuất phục tiếp theo, ninh tiểu xuyên và ninh thiên thành lại bàn bạc cụ thể các bước thực hiện, bàn bạc cả một buổi sáng, mới đưa ra được kế hoạch đại thể. ninh thiên thành mặc áo chiến giáp, rời khỏi kiếm các hầu phủ, lại hướng về biên quan cầm quân. ninh tiểu xuyên lấy được đan phương, đại địa độc tôn đan từ kiếm các hầu phủ cũng rời khỏi kiếm các hầu phủ, về đến quan ngọc lầu, ninh tiểu xuyên liền lập tức viết một bức thư, đưa cho tạ mộng giao, để nàng chuyển về u linh sơn trang nội dung trong thư của ninh tiểu xuyên đại khái là để thiên thần từ hộ tống luyện khí sư và công cụ luyện khí đến địa điểm chỉ định trong thư giao lại cho người của kiếm các hầu phủ ninh tiểu xuyên dự định bắt đầu xây dựng thánh địa luyện khí của kiếm các hầu phủ việc này gấp ngay trước mắt bắt buộc phải làm ngay lập tức tư đồ phượng vũ rụt rè theo sau ninh tiểu xuyên miệng mấp máy biểu hiện như muốn nói lại thôi có việc gì ngươi nói đi ninh tiểu xuyên cầm phương đan đại địa độc tôn đan nghiên cứu phương thức luyện đan ghi trên phương đan Tư đồ phượng vũ đột nhiên quỳ trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, khẽ cắn môi, đôi mắt đẹp dướm lệ nói. Xin trang chủ giúp ta dưỡng cổ trùng, ta không muốn. Chịu đựng nỗi đau bị cổ trùng phệ tâm, cầu xin trang chủ tha cho ta lần này. Ninh Tiểu Xuyên vẫn cầm phương đan, nghiên cứu dược lý, nói. Độc cổ trùng trong người ngươi, ngày mai mới phát tác. Đợi ngày mai rồi nói. Nhan sắc của tư đồ phượng vũ rất mỹ lệ, làn da mềm mại như mỡ đông, mái tóc đen nhánh buông xóa, lộ ra một loại khí chất cao quý không nói nên lời. Nàng nói, trang chủ, lần sau ta không dám phản bội U Linh Sơn Trang nữa, không dám nữa, cầu xin Trang chủ giúp ta dưỡng cổ trùng, ta không muốn đợi đến ngày mai. Tư đồ Phượng Vũ đã trải qua nỗi đau bị cổ trùng phệ tâm, đó là nỗi đau sống không bằng chất, nàng không muốn trải qua lần nào nữa. Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng hạ phương đan xuống, nhìn tư đồ Phượng Vũ quỳ trên mặt đất. Một nữ tử cao quý mỹ lệ như vậy, lại quỳ dưới đất cầu xin một nam nhân. Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve gò má tư đồ Phượng Vũ, da thịt trắng nón, xúc cảm vô cùng mềm mại, nói. Ngươi vốn dĩ phải hiểu, làm sai thì nhất định phải chịu sự trừng phạt. Dựa vào việc hôm nay ngươi làm, ta đã có thể rất ngươi, chính xác mà nói, ta còn có cách khiến ngươi sống không bằng chất hơn là rất chất ngươi. Thân thể tư đồ phượng vũ run lên cầm cập, đôi chân ngọc dưới váy mềm nhún, tê liệt ngồi bất động trên mặt đất. Ninh Tiểu Xuyên nói, nhưng, ta tin là ngươi sẽ không hủy đi tiền đồ trước mắt, càng không đem tính mạng mình ra đùa giỡn. Đúng không, không, tuyệt đối không, Ninh Tiểu Xuyên nói nghiêm túc, nếu ngươi có thể giúp ta làm một việc lớn, không những ta không phạt ngươi, mà nói không chừng còn giúp ngươi và thái tử kết duyên, trở thành thái tử phi mà người người ngưỡng mộ. Việc gì, ánh mắt từ đồ phượng vũ thể hiện sự mong đợi, Ninh Tiểu Xuyên nói, bọn ta đã bắt được một lượng lớn luyện khí sư ưu tú từ tư đồ gia tộc, nếu như ta ra mặt, thì những luyện khí sư này chắc chắc sẽ không nghe lời ta, không giúp ta luyện khí. Nhưng nếu là cô ra mặt, bọn họ sẽ càng tin tưởng cô, đúng không? Tư đồ phượng vũ nhìn Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng đang do dự. Nàng hiểu rõ, Ninh Tiểu Xuyên đang lợi dụng nàng, đây cũng là lý do Ninh Tiểu Xuyên đến bây giờ vẫn không rất nàng. Ninh Tiểu Xuyên lại nói, kiếm các hầu phủ sẽ xây dựng kiếm thần cung, xây dựng một thánh địa luyện khí. Ta tin rằng, người nhất định hiểu rõ việc xây dựng thánh địa luyện khí hơn ta, càng hiểu rõ làm thế nào để vận hành một hệ thống luyện khí lớn. Người có đồng ý giúp ta xây dựng kiếm thần cung không? Tư đồ phượng vũ nói, ta, ta đã hứa với thái tử điện hạ, sẽ giúp ngài ấy xây dựng căn cứ luyện khí, ta. Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên trở nên lạnh lùng, một tay nắm lấy cầm cô, nói. Tư đồ phượng vũ, ta bây giờ không phải đang thương lượng với ngươi, nếu ngươi không làm theo ý ta, ta sẽ khiến cho ngươi mãi mãi không thể thành thái tử phi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng vào trong ngực của nàng, có thể nhìn thấy đôi gò bồng lộ ra một nửa, mềm mại trắng như tuyết, cười một cách tà khí ám muội nói. Ngươi có tin không, tư đồ phượng vũ tim đập loạn xạ, cuối cùng cũng gật đầu, nói. Tin, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của trang chủ, phượng vũ không dám trái lời nửa câu. Ninh Tiểu Xuyên hài lòng gật đầu, buông cầm của nàng ra. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên hét lên một tiếng, phải đóng giả là một kẻ đại ác nhân thật là mệt, nhưng không giả làm đại ác nhân, sẽ không thể dọa nổi người khác. Ninh Tiểu Xuyên kỳ thực không muốn làm một kẻ ác nhân, nhưng không thể không làm. Tuy nhiên, đã lựa chọn con đường này, thì chỉ có thể càng đi càng lún sâu hơn. Buổi tối, tạm mộng giao đem thư của thiên thần tử trở về quan ngọc lâu. Ninh Tiểu Xuyên mở thư ra, chỉ nhìn thấy trên thư viết. Luyện khí sư và công cụ luyện khí của tư đồ gia tộc đều là tài sản của U Linh Sơn Trang, do người của U Linh Sơn Trang dùng mạng đổi lại, nếu như Trang chủ đưa cho kiếm các hầu. Phủ, e là người trong sơn trang sẽ không phục mong trang chủ suy nghĩ lại trước khi hành động đọc xong nội dung trong thư biểu hiện của ninh tiểu xuyên vẫn tâm bình khí hòa đặt bức thư lên bàn cười nói hay cho thiên thần tử quả nhiên là không coi trang chủ ta ra gì xem ra u linh sơn trang quả thực không phải là do ta làm chủ tạo mộng dao cười ma mị nhẹ nhàng đến bên cạnh rót nước trà cho ninh tiểu xuyên nói trang chủ hiểu lầm rồi sư tôn lão nhân chỉ là lo sợ làm như vậy sẽ khiến cho người trong u linh sơn trang kích động không hề có ý phản lại trang chủ Ninh Tiểu Xuyên nhìn tạ mộng giao, nói, nói như vậy, người sớm đã biết nội dung trong thư rồi. Việc này, trong lòng của tạ mộng giao hoảng sợ, quỳ xuống đất nói. Việc này, là sư tôn chính miệng nói với ta, sư tôn lo lắng cho sự ổn định trong Sơn Trang, sợ có người không phục, dù sao thì U Linh Sơn Trang vẫn phát triển quá nhanh, lòng người chưa ổn định. Ninh Tiểu Xuyên ngoác ngón tay, nói, mộng giao, người qua đây, tạ mộng giao do dự một lát, nhưng vẫn đến trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt Mỹ lệ lộ ra thần sắc ôn nhu, nói. Trang chủ, có gì phân phó? Ninh Tiểu xuyên nói, xưa tôn ngươi cử ngươi đến bên cạnh ta, là muốn ngươi trở thành nữ nhân của ta, đúng không? Tạ Mộng Giao hơi xấu hổ, ngoảnh mặt sang một bên, khuôn mặt như ngọc hiện lên ánh hồng, thấp giọng nói, nếu như trang chủ cần, Tạ Mộng Giao lúc nào cũng có thể trở thành nữ nhân của ngài. Nếu là tối nay ta cần ngươi thị tẩm thì sao? Ninh Tiểu xuyên nhìn vào mắt của nàng, nhìn khuôn mặt quyến rũ lòng người, ngọc phong đầy đặt, eo thon nhỏ, thân thể đường cong rõ ràng, còn chưa chính thức thị tẩm, thì đã có thể đoán được nàng nhất định là một yêu nữ khiến nam nhân dục tiên dục tử. Tư Đồ Phượng Vũ đứng ở một bên, mặt cũng đỏ lên, trong lòng thầm chửi rủa, đôi nam nữ không biết xấu hổ này. Tạ Mộng Dao không chút xấu hổ, như đợi ngày này từ lâu lắm rồi, khẽ nói: "Bây giờ ta sẽ đi tắm rửa, thay y phục." Ninh Tiểu Xuyên nhìn theo bóng dáng Tạ Mộng Dao rời khỏi, khóe miệng thoáng cong lên, sau đó lại tiếp tục nghiên cứu Phương Đan, Đại Địa Tôn Độc Đan. Tư Đồ Phượng Vũ có chút nôn nóng, biết rằng lát nữa ở đây sẽ diễn ra chuyện trướng mắt, liền nói: Trang chủ, ta, ta có thể rời khỏi đây trước được không?" "Đi làm gì, ở lại đây cùng xem kịch hay đi." ninh tiểu xuyên nói tư đồ phượng vũ dù sao cũng là thiên kim tiểu thư của đại gia tộc từ nhỏ học kinh thư lễ nghĩa loại việc như thế này quả thực không cách nào đối mặt được lúc này mặt nàng đỏ tía tai chỉ hận không có cái hố nào để chui xuống xuyên công tử quả nhiên không phải là người tốt loại việc này mà vẫn muốn để cho ta xem ư tư đồ phượng vũ cắn răng cảm thấy công tử xuyên thật biến thái lẽ nào hắn có mưu đồ khác với mình tư đồ phượng vũ bắt đầu cảm thấy không yên cảm thấy công tử xuyên để nàng ở lại đây nhất định là không có ý tốt Ninh Tiểu Xuyên không thèm để ý đến suy nghĩ ám muội của nàng, lập tức thả lỏng tâm tư, cảm nhận huyền khí lưu động trong thiên địa. Đột nhiên, một luồng sát khí từ phía trên truyền xuống. Ninh Tiểu Xuyên giống như đã biết trước mọi việc, trên đầu ngưng tụ một thanh huyền khí chiến kiếm, dài tầm ba tấc, một kiếm chớm ra, kéo theo một đường kiếm quang, xuyên thủng nóc nhà. Dầm, cả phòng đều bị kiếm khí chớm tan tành, tường ngói nổ tung, gạch vụn không ngừng rơi xuống. Trong bóng tối, truyền đến một tiếng hừ khẽ, một bóng hình yểu điệu ở trong không trung xoay chuyển một vòng, trên lưng mở ra một đôi băng hỏa song phi dực, bay vọt lên cao, lơ lửng trên không trung cách mặt đất tầm 10 mét, nhìn Ninh Tiểu Xuyên ở bên dưới. Toàn thân nàng đều mặc áo bào màu đen, tay cầm một thanh long lân hắc kiếm, trên mặt đeo mặt nạ, trên lưng mở ra một đôi băng hỏa song phi dực, ma khí cực mạnh chuyển động bao quanh. Thân thể, quả thực là một tuyệt đại ma nữ, trong không trung, đường vân huyền khí tràn ngập, liên kết với nhau thành lưới, ngưng tụ thành kết giới. Không gian của hậu viện Quan Ngọc lâu hoàn toàn bị cô lập. Hiển nhiên, nữ thích khách này đã bố trí toàn bộ, không muốn kinh động người trong Quan Ngọc lâu, mà dùng cách bí mật để rớt chất Ninh Tiểu Xuyên. Hơn nữa, nàng còn tu luyện công pháp đạo gia, Ninh Tiểu Xuyên đứng trên mặt đất, mặt đất dưới chân như một màn ánh sáng, mỗi bước chân đều nổi lên gợn sóng. Kẻ nào không ngờ lại dám thích sát trang chủ, Tư Đồ Phượng Vũ trầm mặc nói. Ninh Tiểu Xuyên giơ tay ra ngăn cô lại, mang theo ý cười nhìn về phía nữ thích khách đang bay giữa trời, nói: "Mộng Dao, không phải ngươi nói là đi tắm và thay y phục ư, lẽ nào lại đi thay bộ quần áo rất người này?" Nữ thích khách đang bay trong không trung phát ra tiếng cười như chuông bạc đôi chân trắng như ngọc bên dưới áo bảo đen lúc ẩn lúc hiện trên người phát ra ma khí cực mạnh nói sao ngươi biết là ta muốn rất ngươi một trận hàn phong thổi qua làm tung bay hắc bào của nàng phát ra âm thanh phần phật ninh tiểu xuyên nói thiên thần tử phái ngươi tới bên cạnh ta không phải là muốn mượn tay ngươi rất ta sao một khi ta sắp mạnh lên cũng là lúc ngươi rất ta thế nhưng với tu vi của ta sao có thể rất được ngươi nữ thích khách cười nói ninh tiểu xuyên nói bởi vì ngươi ẩn giấu tu vi thủ đoạn thực sự của ngươi không phải là thần thông võ đạo mà là pháp thuật đạo môn, tạo mộng giao chính xác là võ đạo song vi sao, không chỉ tu luyện võ đạo, mà còn tu luyện công pháp đạo gia. Tu vi võ đạo của cô thực ra kém xa Ninh Tiểu Xuyên, nhưng tu vi đạo gia lại rất cao thâm khó lường, có thể so sánh với quốc sư tứ phẩm, ngũ phẩm. Nữ thích khách nói, ta tu luyện giới ma thiên cơ quyết, có thể khiến tu vi đạo gia trong cơ thể hòa nhập vào huyết dịch, hóa thành vô hình, cơ bản không lộ ra sơ hở. Sao ngươi lại biết ta đã tu luyện công pháp đạo gia? Ninh Tiểu Xuyên nói, thực ra ta cũng chỉ đoán mà thôi cho đến trước khi ngươi động thủ rất ta ta vẫn không dám khẳng định là chính xác ngươi có biết ta bắt đầu nghi ngờ ngươi từ lúc nào không khi nào nữ thích khách nói ninh tiểu xuyên nói ngươi còn nhớ là ngươi đã nói với ta ngươi đã rời khỏi thiên đế học cung như thế nào không ngươi nói thân phận của ngươi bại lộ bị danh dương truy sát sau đó mới trốn ra khỏi thiên đế học cung với tu vi của ngươi lúc đó cơ bản là không thể mở nổi thiên môn càng không thể thoát khỏi đó chỉ có thể chứng minh một điều tu vi của ngươi không đơn giản như bề ngoài của ngươi Trang chủ quả nhiên suy nghĩ uyên thâm, khó trách sư tôn luôn nhắc nhở ta ngàn lần khôn được khinh suất, xem ra ra đã xem nhẹ trang chủ ngươi rồi. Nữ thích khách thở dài nói, Ninh Tiểu Xuyên nói, ta rất hiếu kỳ, trước đây ngươi ở Hắc Ám Thiên Đế Thành, rốt cuộc là có thân phận gì? Thiên thần tử phái ngươi đến bên cạnh ta, vậy thì ngươi nhất định không phải là một nhân vật tầm thường. Nữ thích khách cười nói, trang chủ sao lại có hứng thú với ta vậy, hay là đã thích ra rồi? Ninh Tiểu Xuyên vẫy tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một vệt máu đỏ, ngừng tụ lại thành một ma kiếm, dưới chân hình thành một tấm ma đổ núi thây biển mấu nói ta e là lát nữa người sẽ không còn cơ hội để nói nữa đâu trên người nữ thích khách ngưng tụ ma khí vô biên một tầng áo giáp kim sắc hình thành trên không trung bao quanh thân hình nhỏ nhắn yêu kiều của nàng thành đại hắc đao trong tay phát ra hỏa diễm nói nếu trang chủ muốn biết vậy thì ta sẽ cho người biết tạo mộng dao không phải tên thật của ta trước đây thân phận của ta là đệ nhất nhân kim bài sát thủ của hắc ám đế thành mộng ảnh phốc thân thể của nữ thích khách hóa thành sáu đường khói đen tan biến tại nơi ban đầu hoàn toàn dung nhập vào giữa đất trời ninh tiểu xuyên lập tức thi triển vân hà quy nguyên khí toàn thân đều được bao quanh một màn hào quang trở thành một vòng huyền khí cực lớn thân pháp của mộng ảnh cực kỳ quỷ dị kết hợp giữa đạo gia và võ gia giải ma tán thể dung nhập vào thế giới tự nhiên biến mất không còn bóng dáng cho dù ninh tiểu xuyên có thể cảm nhận trong tâm thức cũng rất khó tìm ra vị trí của nàng hắc ám đế thành đã từng xếp hạng đệ nhất kim bài sát thủ có những thủ đoạn ẩn nấp cường đại như vậy cũng đều trong dự liệu của ninh tiểu xuyên vụt một đường hắc kiếm trước mắt ninh tiểu xuyên quá nhanh chỉ trong chớp mắt thực sự là quá nhanh ninh tiểu xuyên còn chưa bắt kịp đường kiếm thì đường kiếm đã biến mất ninh tiểu xuyên cảm thấy từ cổ truyền đến một cảm giác đau đớn có mấu tươi ấm nóng rơi xuống nhanh quá ninh tiểu xuyên dùng ta sờ vào vết thương ở cổ chỉ lưu lại một vệt mấu nhạt nhạt không hề cướp đi tính mạng của hắn nhưng có thể tưởng tượng đối phương nếu muốn cướp đi tính mạng của hắn thì nhát kiếm vừa rồi là đủ trang chủ người thấy giải thể ma ảnh của ta nhanh hơn hay là thải hồng na di của ngươi nhanh hơn ma xương trong không trung ngưng tụ thành một hình dáng quỷ dị mà tuyệt mỹ tay nàng cầm một đại hắc đao môi cong cong mắt đẹp nhìn ninh tiểu xuyên mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ngón tay của ninh tiểu xuyên dính một giọt mát vẫn rất bình tĩnh nói nếu trong cùng một cảnh giới thì tốc độ của ta sẽ nhanh bằng tốc độ của ngươi ha ha trang chủ đừng xem ta như đứa trẻ dễ lừa gạt như vậy ta sẽ không hạ thấp cảnh giới xuống để chiến đấu với ngươi đối với một sát thủ như ta rất người là quan trọng nhất về tỷ võ đấu dũng đó là việc mà chỉ có học viên của thiên đế học cung mới làm vậy trong âm thanh của mộng ảnh, mang theo ý cười ngọt ngào. Ninh Tiểu Xuyên nói, tại sao vừa rồi lại không rất ta? Trang chủ, tuổi trẻ anh Tuấn, tài hoa hơn người, là kỳ tài trong thiên hạ, tương lai nhất định là nhân vật nổi tiếng. Trang chủ còn trẻ tuổi mà đã trở thành dưỡng tâm sư trung cấp, tương lai nhất định sẽ trở thành đại dưỡng tâm sư. Ta sao nỡ rất chất một người như trang chủ đây chứ? Người ta còn định nọt người không được nữa là, mộng ảnh nói, sát thủ mà mềm lòng, nhất định sẽ chất càng sớm hơn. Vậy còn phải xem là đối với ai? Không phải sao, Ninh Tiểu Xuyên nói, theo lời ngươi nói, chúng ta vẫn có thể thương lượng. Đương nhiên, chỉ cần trang chủ đồng ý, thương lượng thế nào cũng được." Mộng Ảnh nói, nhát kiếm vừa rồi của Mộng Ảnh chính là để chứng minh với Ninh Tiểu Xuyên thực lực của mình, chứng minh mình có khả năng rất chất hắn. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể nâng cao giá trị của mình khi đàm phán. Ninh Tiểu Xuyên nói, thiên thần tử là sư tôn của ngươi, nếu ngươi không rất ta thì sẽ ăn nói thế nào với hắn?" Mộng Ảnh nói, thiên thần tử chẳng qua chỉ xem ta như thanh kiếm rất người cho hắn hắn cho rằng ta vẫn là một đứa trẻ một con dối chỉ biết rất người nhưng hắn không biết chẳng ai can tâm làm con dối cả ai cũng muốn nắm giữ vận mệnh của bản thân mình lông mày của ninh tiểu xuyên khẽ giật nói cô muốn làm trang chủ của u linh sơn trang ha ha ta không có dã tâm lớn đến mức ấy ta chỉ muốn trở thành trang chủ phu nhân của u linh sơn trang trang chủ ngài nói xem yêu cầu này của ta có quá đáng không mộng ảnh hóa thành một đám hắc khói rơi xuống trước người ninh tiểu xuyên rồi lại ngưng tụ thành hình mộng ảnh hiểu rõ với gia thế và tu vi võ đạo của mình có thể trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ, nhưng tuyệt đối không thể trở thành chủ nhân của U Linh Sơn Trang. Ninh Tiểu Xuyên có thể trở thành trang chủ của U Linh Sơn Trang là vì có kiếm các hầu phủ ở đằng sau hậu thuẫn, lại có sự trợ giúp của các cao thủ như Hoàng Tam Chỉ và Mộ. Dung Hoa, bởi vậy, Mộng Ảnh hiểu rất rõ mình cần phải làm gì, càng hiểu rõ mình cần phải đi theo ai. Thế lực của Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối mạnh hơn Thiên Thần Tử rất nhiều. Đây là nguyên nhân mà nàng đi theo Ninh Tiểu Xuyên, đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, đây tuyệt đối không phải là một yêu cầu quá đáng, không những thoát chất lần này, mà còn được ôm người đẹp quay về, còn gì vui hơn. Nhưng, lúc nào hy vọng chẳng đẹp đẽ, mà sự thực thì rất phố phàng. Phốc, thiên địa tách ra, tạo thành một vết dạn nứt, ngọc ngưng xanh từ vết nước tiến vào, y phục trắng muốt, tóc dài thướt tha, trên mặt đeo một chiếc khăn mỏng, che đi dung nhan tuyệt thế. Cả không gian đều bị hàn khí bao phủ, tự động ngưng tụ thành một trận tuyết rơi. Gió lạnh thổi qua, hoa tuyết bị thổi tung lên, bao quanh thân thể nàng, hình thành một đầu băng long. Sắc mặt của mộng ảnh có chút thay đổi, hóa thành sáu luồng hắc khí. Lần nữa ngưng tụ thân thể, nàng đã đứng trên không trung cao 10 mét, trên lưng mở ra đôi cánh, chớp mắt một cái, nói. Ngọc Ngưng xanh, đây là điều khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên, nàng bố trí thiên địa kết giới huyền diệu vô song, người bình thường cơ bản là không thể phát sát ra được, cho dù có phát sát ra thì cũng không thể phá vỡ được. Nhưng Ngọc Ngưng xanh lại phá vỡ kết giới và đi vào trong một cách dễ dàng. Nữ tử lầu xanh sao lại có tu vi mạnh như vậy? Ninh Tiểu Xuyên lộ ra ý cười, thu lại ma kiếm, nói: "Thánh nữ điện hạ, xem ra ta lại nợ ngươi một mạng rồi." Ngọc Ngưng Xanh đi trên tuyết, nói, ta thì không thấy thế, trong lòng ngươi đang thầm trách ta hay quản chuyện bao đồng, rốt cuộc, rất có thể người đứng trước mặt ta, tương lai sẽ là phu nhân của U Linh Sơn Trang, người không sợ ta sẽ làm tổn hại đến trang chủ phu nhân sao. Ninh Tiểu Xuyên cười nhưng không nói gì, không hề giải thích với nàng. Ta thấy ngươi không phải là quản chuyện bao đồng mà là sợ ta cướp mất Ninh Tiểu Xuyên phải không? Miệng của mộng ảnh phát ra tiếng cười, hóa ra thánh nữ ma môn lại ẩn thân ở quan ngọc lâu, còn là đệ nhất mỹ nhân của Hoàng Thành chuyện này mà đồn ra ngoài thì thánh nữ điện hạ e là không còn trốn dung thân ở hoàng thành nữa rồi ngươi nghĩ là hôm nay ngươi có thể sống sót thoát khỏi quan ngọc lâu sao ngọc ngưng xanh giơ một tay ngọc lên ngón tay phát ra huyền khí ngưng tụ thành từng làn sóng trắng huyền khí hóa thành tuyết bay khắp trời khiến cả đất trời toàn là tuyết làm đóng băng thiên địa kết giới của mộng ảnh phụt phụt mộng ảnh đứng ở trên không trung áo bảo đen tung bay để lộ làn da trắng như tuyết đem hắc lân kiếm trong tay đâm vào linh huyệt giữ vững cả một không gian ngọc ngưng xanh ngưng luyện ra võ đạo thần thông có uy lực đóng băng thế giới làm đóng băng linh huyệt trên không trung đến huyền khí cũng bị đóng băng thành sợi băng thánh nữ điện hạ quả không hổ danh là cao thủ một thời của ma môn tu vi võ đạo khiến người ta phải bái phục mộng ảnh vẫy tay một nhát kiếm đâm vỡ hàn băng nội thể phát ra những tia hỏa diễm ngưng tụ thành một ngọn liên hỏa đẩy lùi hàn khí xung quanh thân thể hóa thành những giọt xương trắng rất rõ ràng trong lần giao đấu đầu tiên ngọc ngưng xanh đã thắng một bước đã khiến mộng ảnh chỉ có thể bị động phòng thủ nhưng vừa rồi mới chỉ là giao đấu trên không trung chứ chưa thực sự giao đấu ai chất dưới tay ai vẫn chưa thể nói trước được khẩu viện của quan ngọc lâu bị bao vây bởi các đường kết giới cô lập với thế giới bên ngoài ngọc ngưng xanh và mộng ảnh một mặc áo bào trắng một mặc áo bào đen cả hai cùng treo lơ lửng trên không trung bọn họ đều là tuyệt đại mộng ảnh nữ khí chất trên cơ thể lại hoàn toàn đối ngược nhau phốc trên bề mặt hắc lân kiếm bùng lên ngọc lửa đâm rách tảng băng giống như một khối vẫn thạch tấn công đâm tới ngọc ngưng xanh thân thể của mộng ảnh được bao quanh trong lửa trong đôi mắt ẩn sau mặt nạ kim sắc chợt lóe lên một tia tinh quang Ngọc Ngưng xanh giống như một băng liên tiên tử treo lơ lửng giữa bầu trời, đứng yên bất động, đưa bàn tay ngọc ra, phát ra một màn băng xương hàn khí màu xanh. Rác rác, ngọn lửa đâm xuyên qua xương băng, xương băng cũng chân áp sức mạnh của ngọn lửa. Khi hắc lân kiếm đâm vào lòng bàn tay của Ngọc Ngưng xanh, ngọn lửa trên thân kiếm đã hoàn toàn biến mất. Rác rác rác, hàn băng bao quanh thân kiếm, hình thành tảng băng lan rộng về phía bàn tay của Mộng Ảnh. Đôi cánh trên lưng của Mộng Ảnh cũng biến mất, hóa thành khí hòa tan cùng hỏa băng từ trên cánh tay đâm ra đẩy lùi hàn khí. Hắc Lân kiếm sắc nhọn lại đốt cháy lên ánh sáng của ngọn lửa. Ngọc Ngưng Xanh trôi nổi lùi lại. Mộng ảnh sử dụng thân pháp giải thề mộng ảnh biến mất từ trong không trung. Rác Đường kiếm xuất hiện từ phía sau lưng của Ngọc Ngưng Xanh, một kiếm chớm qua cổ của Ngọc Ngưng Xanh, cắt đứt một đoạn tóc của nàng. Ngọc Ngưng Xanh cũng thi chuyển thân pháp tuyệt thế, tốc độ rất nhanh, giống như một ánh sáng thoát khỏi nhát kiếm tử thần của Mộng ảnh. Một người là Thánh Nữ Ma môn, một người là Kim bài sát thủ đệ nhất của Hắc Ám Đế Thành, đều là yêu nữ thiên giới, tu vi tuyệt đỉnh, là những tuyệt đại cao thủ trong cùng thế hệ. Ở giữa trời, hai bóng hình một đen một trắng tuyệt đẹp đang giao đấu, giữa ánh sáng hỏa thạch, có thể đếm đến hơn chục cái bóng đang bay trên không trung. Khiến người nhìn phải hoa mắt, không phân biệt được đâu mới là hình thật của bọn họ. Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc lại rất thoải mái, lại trở về chỗ ngồi, bắt đầu nghiên cứu công pháp và thủ đoạn của Mộng Ảnh và Ngọc Ngưng Xanh, suy nghĩ sách lược đối phó với bọn họ, nếu như sau này phải coi họ là kẻ thù, như vậy thì có thể sẽ dùng tới. Người không lo xa, ắt sẽ phải lo lắng họa gần. Bắt buộc phải cảnh giác với mỗi người, hiện nay có thể là bạn, nhưng sau này thì chưa chắc. Cha à, mẹ đánh nhau với ai đó. Tiểu Linh Nhi đi xuyên qua kết giới, đi vào trong không gian, đôi mắt tròn vo giống như hai ngôi sao. Cô bé đi chân trần, có mái tóc dài, đúng người đi đến trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, ôm chặt lấy chân của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vô cùng kinh ngạc, Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng quả nhiên là trời sinh đã khác người, có thể đi xuyên qua rào chắn của kết giới. Không biết hai gia hỏa này từ đâu đến, Tiểu Linh Nhi, đã đói chưa? Ninh Tiểu Xuyên ôm lấy Tiểu Linh Nhi, đặt ở trên đùi, lấy một gốc huyền dược từ trong túi càn khôn ra, đưa cho Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nhìn thấy huyền dược, hai mắt càng mở to, bắt lấy nhét ngay vào miệng nhai, nhóp nhép. Cha à, có thể bảo mẹ đừng đánh nhau với người ta nữa không? Tiểu Linh Nhi nói, được, đương nhiên là được, nhưng phải là con đi bảo mẹ, vì mẹ nghe lời Tiểu Linh Nhi nhất. Ninh Tiểu Xuyên vuốt nhẹ đầu của Tiểu Linh Nhi, đột nhiên thấy trong đầu của Tiểu Linh Nhi phát ra một dòng điện, nhắm thẳng vào huyết quản của Ninh Tiểu Xuyên, truyền vào tới tim. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên sụp sôi lên, mỗi một giọt máu như thể đều dung hợp lôi điện. Ninh Tiểu Xuyên giỏ một giọt máu từ đầu ngón tay mình, huyết dịch trôi nổi trong không trung, trực tiếp biến thành ba đầu thần hổ, phát ra tiếng kêu gào vang tận trời cao. Một giọt máu lại hóa thành ba hổ, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên mừng thầm, kinh ngạc nhìn bàn tay mình, lại nhìn sang đầu của Tiểu Linh Nhi. Tự nhiên lại nâng cao đẳng cấp của huyết dịch, xem ra trên thân thể của Tiểu Linh Nhi quả thật có ẩn dấu bí mật. Cha à, sao tay cha lại phát ra điện thế, khiến đầu của Tiểu Linh Nhi đau quá. Tiểu Linh Nhi mím môi, hiếu kỳ nhìn tay của Ninh Tiểu Xuyên. Cha cũng muốn biết nguyên nhân, Tiểu Linh Nhi, con nằm xuống, ta sẽ tìm hiểu trong cơ thể con rốt. "Cuộc có cái gì?" Tiểu Linh Nhi rất ngoan, nằm trong lòng của Ninh Tiểu Xuyên, nhắm hai mắt lại. Tay của Ninh Tiểu Xuyên từ từ đặt lên đầu của Tiểu Linh Nhi, dùng tinh khí thần dung nhập vào trong tâm, phát ra tâm thần cảm ứng, hướng về phía mi tâm của Tiểu Linh Nhi mà thăm dò. Trong đầu của Ninh Tiểu Xuyên hiện ra hình ảnh khiến người ta giật mình, trong lông mày của Tiểu Linh Nhi lại trôi nổi một ngôi sao màu tìm. Đây là một ngôi sao thật, bề mặt ngôi sao bị màu xanh của cây cối che mất, trong đó có mây sương, có ngọn núi, dòng sông, biển lớn, còn có những cung điện trôi nổi. Lâu đài trôi nổi trên mặt biển, hình thành một đại thế giới khôi lệ hoành vĩ. Ngôi sao màu tím ấy đang quay ở chính trong đầu của cô bé. Cũng không biết là ai đã đem ngôi sao này phong ấn đến nhỏ bé như vậy. Ninh Tiểu Xuyên vô cùng kinh ngạc, khi hắn đang định thi triển tâm thần cảm ứng dung nhập vào trong ngôi sao màu tím, thì bên trong ngôi sao màu tím liền dựng lên một bức tường thánh quang, đẩy lùi tâm thần cảm ứng của hắn vào trong cơ thể. Thân thể của Tiểu Linh Nhi run rẩy, toàn thân bị bao quanh bởi thánh quang, có những hạt ánh sáng như mưa đang bao quanh cô bé, tiến vào trong cơ thể. Ầm, um, bên trên Ngọc Ngưng Xanh sử dụng một ngọn thanh đồng thần đăng, lấy một ít mấu giỏ vào trong đèn. Thanh đồng thần đăng tự động cháy lên, phát ra ánh lửa màu xanh. Mộng ảnh thi chuyển thân pháp quỷ dị khôn lường, nhưng dưới ánh sáng của bát tướng Minh Đăng vẫn không thể nào ẩn thân được. Trong ánh đèn xuất hiện ảo ảnh võ đạo tám đầu tôn thú, đánh ra bát tướng thần quyền, đánh mộng ảnh bay ra xa, miệng hộc mấu, thân thụ trọng thương. Ma môn thánh nữ đúng là danh bất hư truyền, người hãy đợi đại quân triều đình ngày mai sẽ đến bao vây quan ngọc lâu đi. Mộng ảnh rơi xuống nóc nhà, chân vừa dẫm xuống, trên lưng liền mọc ra đôi cánh, bay lên trên thiên địa kết giới biến mất trong màn đêm ngọc ngưng xanh đem theo bát tướng minh đăng hóa thành ánh sáng đuổi theo vẫn để cho ả à ta thoát rồi không lâu sau đó ngọc ngưng xanh liền cưỡi băng tuyết trở về đáp xuống mặt đất trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng lần này thân phận của hai chúng ta đều bị bại lộ rồi ninh tiểu xuyên nói không đến bước đường cùng nàng ta sẽ không tiết lộ thân phận của chúng ta đâu bởi vì nàng ta vẫn muốn làm phu nhân của u linh sơn trang ngọc ngưng xanh nói ninh tiểu xuyên cũng không hề phản đối Cơ thể của Ngọc Ngưng Xanh tỏa mùi hương nhẹ nhẹ, đi đến gần, quan tâm hỏi. Tiểu Linh Nhi sao vậy? Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu nhẹ nhẹ, thánh quang trên người Tiểu Linh Nhi bắt đầu dần dần thu lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ô, cô bé có vẻ cao hơn trước một chút thì phải. Ninh Tiểu Xuyên nói, nếu nói, Tiểu Linh Nhi trước đây chỉ hơn 2 tuổi thì bây giờ đã thành 3 tuổi rồi. Lẽ nào sự trưởng thành của cô bé có liên quan đến ngôi sao màu tím trong lông mày? Tiểu Linh Nhi từ từ mở mắt, ngồi dậy trong lòng Ninh Tiểu Xuyên, chớp chớp đôi mắt to, nói. Cha ơi, Tiểu Linh Nhi lại đói rồi sao ngươi còn ăn nhiều hơn cả tiểu hồng thế ninh tiểu xuyên vuốt nhẹ đầu của tiểu linh nhi trên mặt nở nụ cười tiểu huyền thú này thực sự là rất đáng yêu tiểu hồng ăn rất nhiều sao ninh tiểu xuyên gật đầu nói sau này ta sẽ dẫn ngươi đi gặp nó ta tin là ngươi và nó sẽ là một đôi bạn tốt thiên địa kết giới ở hậu viện quan ngọc lâu dần dần biến mất lộ ra một khung cảnh hỗn độn khắp nơi đều là vết kiếm tàn tích khắp nơi đều là gạch vỡ gỗ vụn mộng ảnh đã trốn thoát nàng ta có thể sẽ không tiết lộ thân phận của ninh tiểu xuyên nhưng chắc chắn sẽ tìm cách đối phó với ngọc ngưng xanh tin tức ngọc ngưng xanh vẫn là thánh nữ ma môn rất nhanh sẽ bị truyền đến hoàng thành nếu như ngọc ngưng xanh vẫn còn ở quan ngọc lâu sẽ rất nguy hiểm hãy theo ta đến u linh sơn trang ninh tiểu xuyên nói ngọc ngưng xanh đứng trên đống gạch đổ nát nhìn lên mặt trăng tròn trên người phát ra khí chất mê hoặc nói ngươi nghĩ là sau khi thân phận bại lộ ta sẽ không có chỗ đứng trong hoàng thành phải cần đến sự giúp đỡ của ngươi sao ninh tiểu xuyên lắc đầu nói nơi ở của ma môn trong hoàng thành đương nhiên không chỉ có một nơi này nhưng không có nơi nào an toàn hơn u linh sơn trang hơn nữa ta mời ngươi đến U Linh Sơn Trang chỉ là mời ngươi đến làm khách, càng hy vọng ngươi có thể giúp ta diệt trừ một mầm họa lớn. Nếu ta không đồng ý thì sao? Ngọc Ngưng Xanh nhìn vào mắt của Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Tiểu Xuyên nói, vậy ta xin cáo từ, thánh nữ điện hạ bảo trọng. Ân tình tối nay ta nợ ngươi, nhất định khi khác sẽ trả. Ninh Tiểu Xuyên lập tức phải đuổi đến U Linh Sơn Trang, khi Thiên Thần Tử vẫn chưa kịp phản ứng, diệt trừ mầm họa này. Kỳ thực không cần phải mượn sự trợ giúp của Ngọc Ngưng Xanh, Ninh Tiểu Xuyên cũng chắc chắn đến 7 phần là có thể đối phó với Thiên Thần Tử. Mời Ngọc Ngưng xanh đến U Linh Sơn trang chỉ là muốn trả nợ ân tình của nàng. "Cha ơi, cha đừng đi có được không?" Tiểu Linh Nhi chạy đến, ôm chặt chân của Ninh Tiểu Xuyên, hai mắt ngấn lệ. Ninh Tiểu Xuyên vuốt ve má của Tiểu Linh Nhi, cười nói: "Tiểu Linh Nhi ngoan, cha sẽ lại về thăm hai mẹ con." Thánh nữ điện hạ, Tiểu Linh Nhi lại nhờ cô chăm sóc rồi. Nói xong câu này, Ninh Tiểu Xuyên và tư đồ Phượng Vũ liền rời khỏi Quan Ngọc Lâu, hướng về phía ngoài hoàng thành mà đi. Tiểu Linh Nhi khóc đến nước mắt đầy mặt, lại ôm lấy Ngọc Ngưng xanh, điệu bộ đáng thương nói: Mẹ, sao mẹ không đi cùng với cha?" Ngọc Ngưng xanh nắm tay Tiểu Linh Nhi, ánh mắt mờ mịt, nói: "Ta không thể đến U Linh Sơn Trang, một khi đến đó, cao thủ của Ma Môn chắc chắn sẽ đến tìm U Linh Sơn Trang, đến lúc đó cha của con sẽ gặp nguy hiểm." Thân phận Ngọc Ngưng xanh vẫn là Thánh nữ Ma Môn, người nắm quyền cao nhất của Ma Môn trong hoàng thành. Nhất cử nhất động của nàng đều không giấu được các nhân vật lớn của Ma Môn. Lục Đạo đạo chủ của Ma Môn đều sắp đến hoàng thành, nàng không muốn vì mình mà Ninh Tiểu Xuyên sẽ bại lộ thân phận bởi vậy cho dù nàng rất muốn đến u linh sơn trang nhưng cũng đành phải kiềm chế vậy phải làm thế nào thì cha mới không gặp nguy hiểm tiểu linh nhi liến thoắng nhưng không khóc nữa trừ phi đại ma đầu của ma môn chất đi ngọc ngưng xanh nắm tay tiểu linh nhi đi ra khỏi quan ngọc lâu biến mất trong màn đêm lờ mờ lúc đêm khuya u linh sơn trang bao phủ trong một màn đêm u ám chỉ có mấy ngọn đèn vẫn sáng tựa như ma chơi trong mộ địa trong không khí phiêu đãng mùi thơm của hoa hải đường thiên thần tử ngồi trên một cái hành lang rộng toàn thân bọc trong áo đen chỉ hé lộ ra gương mặt già nua binh khí bài danh phổ mà ninh tiểu xuyên muốn biên soạn quả thật tuyệt diệu dùng một quyển bài danh phổ để khống chế thiên hạ người bình thường đúng là không nghĩ ra được hắc hắc thiên thần tử cầm trong tay một quyển gia thú vừa nghiên cứu vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đồng hồ cắt trước mặt với tu vi võ đạo của mộng ảnh e rằng chẳng mấy chốc sẽ đem đầu của ninh tiểu xuyên về trong lòng hắn đang nghĩ như vậy bên ngoài đại đường có một tên vệ sĩ hắc y đi tới quỳ một chân trên đất nói bẩm u linh sứ giả kiếm tùy tùng đại nhân đã trở lại rồi ồ nhanh để nàng vào khóe miệng thiên thần tử khẽ cong lên một cái, mộng ảnh làm việc quả nhiên hiệu suất. Ninh tiểu xuyên à Ninh tiểu xuyên, đừng trách bản tọa lòng dạ độc ác, chỉ có thể trách thế giới này vốn dĩ tràn ngập tàn nhẫn và ngoan độc. Một nữ tử mặc hắc bào kim giáp, tay cầm xích sắt, đi vào đại đường, xích sắt chó chặt trên người Ninh tiểu xuyên. Nàng quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói với thiên thần tử. Bẩm báo sư tôn, Ninh tiểu xuyên đã bị đồ nhi bắt giữ, xin sư tôn xử lý. Thiên thần tử vừa muốn đứng dậy, liền phát giác có gì đó không đúng. Liên liếc nhìn nữ tử kia một cái thật sâu, trong mắt lộ ra thần sắc hoài nghi, nói. Đứng lên đi, thiên thần tử không đổi sắc, chậm rãi bước về phía Ninh Tiểu Xuyên, trong cơ thể bắt đầu vận chuyển huyền khí võ đạo. Ngay lúc hắn đi tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, đột nhiên vung một trường đánh về phía nữ tử mặc hắc bào kim giáp. Một trường này nhanh mà sắc bén, xuất kỳ bất ý. Trường ấn cực lớn đánh nát hộ thể huyền cương của nữ tử áo đen, thân thể nàng giống như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài, đụng vào trên vách tường đại đường, rất mạnh xuống đất mặt nạ màu vàng rơi khỏi mặt tư đồ phượng vũ sắc mặt nàng trắng bệch trong miệng phun ra máu tươi tạng phủ trong cơ thể vỡ vụn huyết mạch đứt đoạn ma khí xâm nhập thân thể liền trực tiếp mất đi tính cảnh giác thật cao ninh tiểu xuyên chấn vỡ xích sắt trên người cánh tay vung lên đánh ra một đầu thiểm điện thần thú hình thái như rồng như hổ phát ra thanh âm thiểm điện đùng đùng thiên thần tử tựa như một đạo u linh quỷ dị thân hình lướt ngang ra ngoài tránh thoát một kích của ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên người có thể qua được ải của mộng ảnh quả thật nằm ngoài dự liệu của ta nhưng ngươi cho rằng có thể tính kế được ta sao? Ta tính toán người khác đã mấy chục năm, thủ đoạn gì mà chưa từng thấy. Trên người thiên thần tử tản mát ra một luồng khí lạnh, trong mắt như có quỷ hỏa đang bùng cháy, miệng không ngừng cười lạnh. Ninh Tiểu Xuyên khí định thần nhàn, nói, ta cho rằng, ta đã cứu ngươi một mạng, ngươi dù muốn chiếm lấy vị trí trang chủ U Linh Sơn Trang, cũng sẽ không rất ta mới đúng. Thế nhưng, ngươi thật sự làm quá tuyệt, ta phái mộng ảnh đi rất ngươi, cũng đã phân phó nàng cho ngươi một cái chất thông khoái. Như vậy cũng xem như báo ân cứu mạng của ngươi rồi con người của ta trước sau đều ân oán phân minh, thiên thần tử thản nhiên nói, hay cho câu ân oán phân minh, tất nhiên đã ân oán phân minh rồi, vậy hôm nay để xem ai rất được ai. Ninh Tiểu Xuyên chắp tay sau lưng, đứng tại trung tâm đại đường, ánh mắt sắc bén nhìn thiên thần tử. Thiên thần tử khinh thường nói, tiểu tử, người còn chưa phải đối thủ của ta, vậy người có muốn thử hay không? Ninh Tiểu Xuyên nói, thiên thần tử thấy Ninh Tiểu Xuyên không hề sợ hãi, trong lòng lại càng khả nghi hơn, cũng không dám khinh thường vọng động. Hắn vốn dĩ là một người vô cùng đa nghi, ngay cả mộng ảnh cũng không lấy được mạng của hắn, chẳng lẽ hắn thật sự che giấu thủ đoạn? Thiên thần tử là một mưu lược gia, không phải là một dân cờ bạc. Hắn không dám đánh cược. ầm, trong người thiên thần tử phóng ra một đạo hào quang, thân hình đột nhiên bay lên cao, phá tan nóc nhà, muốn bỏ chạy. Ta chờ đã lâu rồi. Mộ Dung Hoa đang đứng trên nóc nhà, thấy ánh sáng phóng lên, liền đánh ra một chiêu thần thông võ đạo, hóa thành một đầu long hồn cực lớn, chân áp xuống. Long hồn đánh thẳng lên người thiên thần tử, đánh hắn bay xa mấy ngàn thước, đụng vào trong một tòa núi lớn u linh sơn trang lương dựa vào một tòa sơn lĩnh hoang tàn vắng vẻ thiên thần tử đâm vào trong một tòa núi lớn liền khiến cho ngọn núi không ngừng lay động đá lớn không ngừng lăn xuống ầm 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 vụt vụt mộ dung hoa và ninh tiểu xuyên đều triển khai thân pháp cực hạn bay vào sơn lĩnh mộ dung hoa đứng ở dưới núi đứng bên cạnh dòng suối nhỏ bên cạnh người có từng tia tiểu long huyền khí lượn lờ xung quanh thân thể ninh tiểu xuyên triển khai thất thải na di thân hình hóa thành một đạo cầu vồng bảy sắc rơi xuống trên đỉnh núi gọi ma kiếm ra trên đỉnh đầu của hắn liền hình thành một tầng mây đen đậm đặc vô số thiểm điện dày đặc xẹt qua tầng mây khi thì chiếu sáng cả mặt đất như ban ngày khi thì khắp nơi lại u ám như ban đêm thiên thần từ từ trong ngọn núi đi ra phủi phủi cho bụi trên người liếc nhìn mộ dung hoa lạnh lùng cười lớn chỉ bằng hai người cũng muốn đối phó với ta sao hoàng tam chỉ không có ở u linh sơn trang ta chính là đệ nhất nhân của u linh sơn trang ninh tiểu xuyên trong mắt của ta ngươi chẳng qua chỉ là một đứa trẻ chưa dứt sữa mà thôi hoàng tam chỉ vẫn còn đang ở vân hồ tập để đối phó với tư đồ gia tộc cho nên còn chưa quay về u linh sơn trang nếu như hắn nhanh chóng trở về với tu vi địa tôn cảnh của hắn hoàn toàn không tốn nhiều công sức là có thể trấn áp thiên thần tử ninh tiểu xuyên ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi ánh mắt sắc lạnh nói người cảm thấy chỉ bằng vào hai người chúng ta thì không thu thập được ngươi thiên thần tử cười mỉa nói u linh sơn trang vốn là do đích thân ta thành lập nó là thiên hạ mà ta đánh ra chờ ta rớt chất hai người xong nó vẫn sẽ là thiên hạ của ta không kẻ nào có thể đoạt được thiên thần tử vung cánh tay lên ném một khối huyền thạch lên trời ầm um, huyền thạch nổ tung bộc phát ra hào quang chói mắt bên trong u linh sơn trang lập tức xông ra mấy trăm tên tử sĩ tu vi cao thâm bọn hắn đều mặc trường bào màu đen chân đạp ngọn cây bay lên trên đỉnh núi vụt vụt bọn hắn rút ra cung nỏ dương tên nhằm thẳng vào ninh tiểu xuyên và mộ dung hoa mũi tên đều là do huyền thạch điêu khắc thành bên trên huyền thạch tràn ngập văn ấn một khi võ giả bị mũi tên này bắn trúng huyền thạch sẽ trực tiếp nổ tung bạo phát lực phát hoại siêu phàm đây chính là tử sĩ do thiên thần tử bồi dưỡng đều là tinh nhuệ lấy một địch trăm chỉ nghe mệnh lệnh của thiên thần tử mà thôi Phụt phụt phụt, mấy trăm đạo mũi tên đồng thời bắn ra ngoài, giống như lưu tịch vạch phá bầu trời, phát ra thanh âm xé gió. Đầu truyền tinh di, hai tay của Ninh Tiểu Xuyên xoay một vòng, trước người vẽ ra một cái vòng xoáy khổng lồ đường kính 10 mét, khiến cho thiên địa huyền khí xung quanh đều nhiễu loạn. Những mũi tên vừa bắn vào vòng xoáy, lập tức bị lực lượng của vòng xoáy ngăn trở, bắt đầu xoay vòng tròn. Trở về, hơn 200 đạo mũi tên biến thành một trận mưa tên, tốc độ nhanh hơn gấp 3 lần, liên tục không ngừng bắn về phía Thiên Thần tử. Thân hình Thiên Thần tử đạp đất mà nhảy lên, huyền khí màu đen bao trùm thân thể, cường thế chấn nát mưa tên, biến từng đám huyền thạch thành bột mịn. Hắn lại đánh ra một quyền về phía Ninh Tiểu Xuyên, trên nắm quyền ngưng tụ ra một cái đầu lâu cực lớn, mang theo âm thanh quỷ khóc sói gào bay đi. Hai chân Ninh Tiểu Xuyên trầm xuống, từ trên xuống dưới đều bị thiểm điện bao trùm, hai tay nắm ma kiếm, xung quanh thân thể đều là ma quang huyết hồng sắc, toàn bộ thiên địa đều vì khí tức của ma kiếm biến sắc. Vụt, Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển lực lượng khắp toàn thân, vung một kiếm chớm ra, kiếm khí sắc bén đánh nát đầu lâu hắc sắc, sau đó chớm lên nắm quyền của Thiên Thần Tử nắm quyền của thiên thần tử lập tức bị ma kiếm cứa lên một đường một giọt máu chảy ra bên trong dung hợp ma khí Rào, âm sát chi khí trên người thiên thần tử lại càng thêm dày đặc hình thành ngàn vạn quỷ ảnh không ngờ lại muốn phản vệ ma kiếm diệt thế kiếm phách trong không khí từng tia tinh phách bắt đầu hội tụ ngưng tụ thành hư ảnh khổng lồ của tổ sư diệt thế đạo tổ sư diệt thế đạo giống như một bức tượng chân thần đứng trong hư không mái tóc dài hơn ba ngàn trượng đôi mắt tựa như nhật nguyệt tinh thần thoáng cái mà huyền khí xung quanh đã bị khí tức trên người nàng hút sạch ma kiếm bay thẳng vào trong tay nàng, biến thành một thanh cửa kiếm huyết hồng sắc, giống như có thể đâm thủng cả bầu trời. ầm, um, ma kiếm vung lên, toàn núi cao dưới chân Ninh Tiểu xuyên lập tức sụp đổ, trên mặt đất xuất hiện một đường vết kiếm kéo dài mấy trăm mét, tựa như một cái khe. núi, mấy trăm tên tử sĩ áo đen đều bị núi sụp trôn vùi, bị từng khối cửa thạch đập chúng, có người xương cốt đứt gãy, có người đầu bị nghiền nát, có người bụng thủng ruột trào ra ngoài đây là một kiếm vô cùng khủng bố mặc dù ninh tiểu xuyên chỉ là thoát tục tầng thứ tư nhưng uy lực bạo phát ra ngoài lại khiến cho võ giả thoát tục tầng thứ 9 cũng phải vội vàng đón đỡ đây chính là chỗ kinh khủng của ma kiếm cũng là chỗ cường đại của diệt thế đạo trước ngực thiên thần tử bị chớm ra một vết kiếm dài đến một thước từ cổ kéo dài xuống dưới nách huyết nhục bị xẻ ra lộ cả xương trắng vết thương bị ma kiếm chấm trúng bốc lên từng đám xương khói màu đen miệng vết thương không có cách nào khép lại được chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi tuôn trào xối xả ninh tiểu xuyên ta quả thật đã xem thường ngươi rồi, không ngờ trong tay ngươi lại nắm giữ một thanh ma binh mạnh mẽ như vậy, nếu như ta nắm giữ thanh ma binh này, ta hoàn toàn có thể rất chất cả võ tôn. Trong mắt thiên thần tử lóe lên một tia nóng bỏng, rất muốn đoạt lấy ma kiếm trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Trên người mộ dung hoa được một luồng huyền khí hình rồng bao trùm, xuyên qua rừng cây trùng điệp, hạ xuống sau lưng thiên thần tử, đứng trên đỉnh một gốc cổ mộc hơn trăm năm. Mộ dung hoa, ngươi đi theo tên tiểu bối Ninh Tiểu Xuyên này, chẳng lẽ trong lòng không thấy uất ức? Không bằng chúng ta liên thủ bắt hắn lại, Thiên đế nhận và Bắc Minh thần công thuộc về ngươi, mà kiếm trong tay hắn thuộc về ta, ngươi thấy thế nào?" Thiên thần tử bắt đầu châm ngòi mối quan hệ giữa Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Hoa, muốn mượn tay Mộ Dung Hoa để đối phó với Ninh Tiểu Xuyên. Mộ Dung Hoa lộ ra ánh mắt khinh thường, cười lạnh một tiếng, nói: "Thiên thần tử, ngươi cho rằng mỗi người đều là hạng vong ân phụ nghĩa giống như ngươi?" Thiên thần tử tiếp tục nói: "Mộ Dung Hoa, ngươi từng bị thương nặng, thân thể cũng bị tổn hao, kiếp này gần như không có khả năng đạt tới địa tôn cảnh. Nhưng nếu ngươi đạt được Bắc Minh thần công, đừng nói là địa tôn cảnh." cho dù tương lai trở thành đệ nhất cao thủ võ đạo của ngọc lam đế quốc cũng không phải là chuyện không thể ngươi cho rằng trên đời này chỉ có hai chữ lợi ích thôi sao thiên thần tử người rơi vào kết cục hôm nay chỉ có thể trách ngươi quá không hiểu về nhân tình mà thôi mộ dung hoa cũng không nói nhảm với thiên thần tử nữa trong miệng phát ra thanh âm như long ngâm đánh ra bảy đầu cự long kim sắc tựa như thần long xuất hải đằng vân giá vũ khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên hỗn loạn mộ dung hoa đã từng là thần long chiến sĩ đã uống qua mấu rồng ngay cả thần thông võ đạo trong cơ thể cũng nhiễm phải long tính một khi thi triển ra, thần thông sẽ tự động hóa thành rồng. Các người thật sự cho rằng có thể diệt được ta? Nực cười, huyết ma giải linh, thân thể thiên thần tử nứt ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, biến thành tinh huyết hình dạng như kỳ lân. Thi triển thần thông, huyết ma giải linh này, hắn sẽ tự động hóa giải diệt thế chi khí xâm nhập trong cơ thể. Kỳ lân tinh huyết, liền nhuộm đỏ cả bầu trời, mỗi một giọt máu chính là một đầu kỳ lân, huyền khí tràn ngập bầu trời, ngàn vạn đầu kỳ lân tràn ra, bộc phát âm thanh gào thét chấn động thiên địa. Huyết khí của một người có thể cường đại đến trình độ này, cũng chỉ có võ giả tu vi võ đạo cao thâm thì mới có thể làm được. Rào, Ninh Tiểu Xuyên chắp tay trước ngực, huyết dịch trong cơ thể dâng lên, thân thể cũng hóa thành một đám huyết vụ, ngưng tụ thành ngàn vạn đầu thần hổ, biến cả mặt đất thành màu huyết hồng. Thần hổ ngửa mặt lên trời, thét dài, đứng song song với Kỳ Lân. Một giọt máu là ba đầu thần hổ, số lượng còn nhiều gấp ba lần Kỳ Lân. Thủ đoạn mà Thiên Thần Tử và Ninh Tiểu Xuyên bày ra, không những có thể xưng là thần thông võ đạo, mà còn có thể xưng là huyết khí võ giả toàn bộ võ giả ở nam sơn tập đều có thể nhìn thấy một đám mây huyết hồng sắc dày đặc trong sơn lính bên trong huyết phân tràn ngập một luồng sát khí hung tợn căn bản không có người nào dám tới gần một đầu kỳ lân to lớn từ trong huyết phân lao ra cái đầu cực lớn bốn vó rắn chắc lưng mở ra cánh dài trong miệng phát ra tiếng người ninh tiểu xuyên với tu vi của ngươi mà có thể đạt tới tinh lực nồng đậm như vậy quả nhiên không hổ là kỳ tài ngút trời đây đều là do bắc minh thần công giúp ngươi thôn vệ tinh lực sao phía dưới ngọn núi cao có một đầu thần hổ đang ngửa mặt lên trời thét dài nói Ngươi sợ sao, ta sợ, ha ha, với cảnh giới võ đạo của ngươi, cho dù huyết khí có nồng đậm hơn thì cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Để ta thôn về một thân huyết khí của ngươi, đột phá địa tôn cảnh đi. Kỳ lân to lớn nhảy xuống, sau lưng kỳ lân kéo theo một mảng lớn huyết vụ, đánh ra hàng ngàn móng vuốt kỳ lân. Kỳ lân và thần hổ đều hung hăng va chạm vào nhau, tựa như thiên quân vạn mã đối chọi. Tại trung tâm thần hổ huyết hồng sắc, treo lơ lửng một thanh ma kiếm cực lớn. Một tia huyết khí tụ tập thành thân thể Ninh Tiểu Xuyên, đứng trên ma kiếm, ngựa kiếm phi hành hóa thành một đạo ánh kiếm đỏ ngầu đâm thẳng vào thân hình kỳ lân phành thân hình kỳ lân lập tức bị nghiền nát thế nhưng lại càng có nhiều kỳ lân hơn xuất hiện đánh ra hơn ngàn đạo móng vuốt đồng loạt đánh về phía ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên thi triển ra thần thông diệt thế kiếm phách toàn thân cuộn trào kiếm khí ngưng tụ thành một giải kiếm huyết hồng sắc cắn nát kỳ lân xé ra một vết rách cực lớn ha ha ninh tiểu xuyên cho dù tinh lực của ngươi có nồng đậm hơn ta nhưng cảnh giới võ đạo của ngươi vẫn còn kém rất xa ngươi lấy cái gì mà chiến thắng ta Thiên thần tử cười như điên, thanh âm vang lên trong huyết vụ. Đây là tinh lực của Ninh Tiểu Xuyên và thiên thần tử va chạm với nhau, tinh lực cả hai gần như hòa vào làm một thể, chiến đấu với nhau, chớm rất lẫn nhau. Mộ Dung Hoa đứng bên ngoài vòng chiến, căn bản không có cách nào nhúng tay vào được, trên gương mặt già nua lộ ra thần sắc sầu lo, nói. Tiểu Xuyên còn quá trẻ, không nên hành động theo cảm tính mà quyết đấu huyết khí với thiên thần tử. Nếu để thiên thần tử thôn phệ tinh lực của Ninh Tiểu Xuyên, rất có thể nhất cử trùng kích đến địa tôn cảnh, đến lúc đó thì đại họa lâm đầu rồi thân thể mộ dung hoa đã từng trọng thương huyết khí không đạt đến cấp bậc như thiên thần tử và ninh tiểu xuyên cho nên cũng không có cách nào hỗ trợ được thiên thần tử người đắc ý vẫn quá sớm rồi người quên là ta còn có bắc minh thần công sao ninh tiểu xuyên đứng trong tinh lực nồng đập hai tay nâng ma kiếm lên bảy đạo diệt thế chi khí chuyển động quanh thân thể ngăn cách tinh lực của thiên thần tử trùng kích tới bên trong huyết khí của thiên thần tử cũng ngưng tụ ra thân thể cười lớn lão phu đã sớm biết sẽ có ngày chiến một trận với ngươi cũng đã sớm tu luyện một loại thần thông bảo thuật đủ để ngăn chặn bắc minh thần công của ngươi Thật sao? Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt hỏi, ngươi không ngại thì thử xem. Thiên thần tử cười đắc ý, Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển lực lượng ma kiếm, lấy ma kiếm làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu thôn phệ tinh lực thiên thần tử. Thiên thần tử thoáng nheo mắt, cười nói, thì ra Bắc Minh thần công của ngươi cần phải mượn ma kiếm thì mới có thể thi triển, tốt, thật sự quá tốt, thanh kiếm này phải rơi vào tay ta. Thiên địa quy nhất, huyết khí vô tướng. Thiên thần tử thi triển ra thần thông, thiên địa vô tướng, đây là một loại thần thông võ đạo xếp thứ hai trên, thiên đỉnh thần thông bảng có thần uy thâu thiên hoán nhật sau khi thiên thần tử đánh ra một chiêu thần thông này liền đem toàn bộ thiên địa xung quanh hóa thành vô tướng bất kể đối phương phát ra công kích gì cũng đều không thể tác dụng lên người hắn lực lượng tôn vệ phát ra từ trong ma kiếm cũng bị một rời đi hóa thành vô tướng vô tung vô ảnh thiên thần tử cười lớn từng bước một đi về phía ninh tiểu xuyên nói ninh tiểu xuyên tiểu nhi bây giờ ngươi đã hiểu là mình còn rất non chưa cánh tay thiên thần tử hóa thành ấn ký huyết khí đánh lên đỉnh đầu ninh tiểu xuyên giống như muốn bao trùm lấy huyết khí của ninh tiểu xuyên luyện hóa thành tinh lực của bản thân Ninh Tiểu Xuyên chớm ra ma kiếm, chấn vỡ đạo ấn ký, sau đó đáp xuống đất. Thái Tuế, Ninh Tiểu Xuyên gọi Thái Tuế thú ra, cưỡi lên lưng Thái Tuế thú, trốn vào lòng đất. Đứng từ xa nhìn lại, liền có thể thấy rõ một luồng tinh lực cuộn trào đang liên tục không ngừng thẩm thấu vào lòng đất, biến mất hoàn toàn khỏi mặt đất. Chạy đi đâu? Kỳ Lân khổng lồ mở to miệng, đem một phần huyết khí của Ninh Tiểu Xuyên nuốt vào trong miệng. Sau khi Kỳ Lân thôn về huyết khí, lại lần nữa hóa thành thân thể Thiên Thần Tử. Sau khi Thiên Thần Tử hấp thu được tinh lực của Ninh Tiểu Xuyên, tu vi rõ ràng tăng lên một ít, trong miệng phát ra tiếng cười dữ tận. Huyết khí của thiên tài, quả nhiên là thuốc bổ, ta cảm thấy đã tìm ra thời cơ đột phá địa tôn cảnh rồi. Rào, mộ dung hoa đánh ra một đạo long khí, đánh thẳng về phía thiên thần tử. Thiên thần tử liền đánh ra thần thông, thiên địa vô tướng, phản long khí ngược trở về, đánh lui mộ dung hoa, sau đó cười lạnh một tiếng, nói. Mộ dung hoa, người đừng sốt ruột, chờ ta thu thập ninh tiểu xuyên xong, sẽ đến lấy mạng ngươi, Thân thể Thiên Thần Tử lại lần nữa hóa thành từng tia huyền khí, thẩm thấu vào lòng đất, xuyên qua bùn đất, đuổi rất Ninh Tiểu Xuyên. Thiên Thần Tử quả nhiên không hổ là người đứng đầu bốn đại thần tử của Hắc Ám Đế Thành, không ngờ lại tu luyện thành Thiên Địa Vô Tướng, thần thông võ đạo mạnh mẽ như vậy, tại cảnh giới thoát tục cảnh, e rằng không có mấy người có thể đánh bại. Từng tia huyền khí từ trong cơ thể mộ dung hoa tràn ra, bao trùm thân thể, sau đó cũng nhập vào lòng đất mà đuổi theo. Không ngờ Thiên Thần Tử đã tu luyện ra thần thông võ đạo ngăn cản ma kiếm, điều này quả thật nằm ngoài dự liệu của Ninh Tiểu Xuyên cho nên mới khiến ninh tiểu xuyên bị trọng thương huyết khí trong cơ thể gần như đã bị thiên thần tử hấp thu một phần ba lão quái vật sống gần trăm tuổi như thiên thần tử nhất định có rất nhiều át chủ bài bảo mệnh ta vốn dĩ phải thận trọng hơn mới đúng ninh tiểu xuyên ngồi xếp bằng trên lưng thái tuế thú củng cố tu vi để tránh cho cảnh giới thụt lùi sau lưng chuyển đến tiếng gầm thét của kỳ lân thanh âm càng lúc càng gần thiên thần tử đuổi theo thái tuế tốc độ nhanh hơn chút nữa ninh tiểu xuyên thúc giục thái tuế thú chính là sinh vật hoàng tộc trong lòng đất có thể di chuyển cực nhanh trong lòng đất thế nhưng vì nó chưa trưởng thành, cho nên mới bị thiên thần tử đuổi kịp. Tiểu tử, ta thấy người tài năng kinh thiên động địa, tương lai nhất định trở thành bá chủ võ đạo lên trời xuống đất, làm đau nô cho ta đi. Ta cho ngươi mượn lực lượng, giúp ngươi chảm địch. Mỗi lần Ninh Tiểu Xuyên gặp nguy cấp, thiên đế nhận đều sẽ nhảy ra đầu độc Ninh Tiểu Xuyên, muốn Ninh Tiểu Xuyên làm đau nô cho nó. Ta rất hiếu kỳ một chuyện, tại sao năm xưa thiên đế lại vứt bỏ ngươi? Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề vội vàng cự tuyệt, thiên đế nhận thấy có hy vọng, lập tức phấn chấn, cười lớn bởi vì ta nhiễm mấu tươi quá nhiều biến thành một thanh yêu binh ma khí thiên đế cảm thấy không xứng với thân phận của hắn cho nên vứt bỏ ta ở táng binh đại lục hắc hắc thế nhưng lão tử ta bản lãnh lớn lại trốn ra được từ táng binh đại lục cho nên ta quyết định trở về quật lên mộ táng của thiên đế chiếm lấy một giọt thiên đế huyết còn lưu lại trên thế gian tu thành một thân thần binh sau đó đi tìm thiên đế báo thù hai có phải ngươi thấy lão tử rất có bản lĩnh không ninh tiểu xuyên nghi hoặc nói táng binh đại lục là nơi nào tiểu tử ngươi quả thật cô lậu quả văn, ngươi lớn lên ở một nơi quá nhỏ bé, thật là không có tiền đồ. Làm đau nô cho ta đi, lão tử sẽ dẫn ngươi đi ngao du khắp thế giới. Thiên đế nhận nói, Ngọc Lam đế quốc này chẳng qua chỉ là ngũ phẩm văn minh, tại Thiên hư đại lục, ít nhất cũng phải có trên trăm cái ngũ phẩm văn minh giống như Ngọc Lam đế quốc. Mà Táng binh đại lục thì cách xa ngoài Thiên hư đại lục ngàn vạn dặm, cách nhau một hải dương minh mông vô cùng. Lão tử từ Táng binh đại lục cách ngoài ngàn dặm trở về, ngươi có cảm thấy lão tử rất bản lĩnh không? điều này ta cũng chỉ muốn biết là thiên đế còn sống hay đã chất mà thôi ninh tiểu xuyên nói ngươi rốt cuộc có muốn làm đao nô cho ta hay không thiên đế nhận nói ninh tiểu xuyên nói đây là chuyện tuyệt đối không thể không làm đao nô ngươi còn lằng nhằng lâu như vậy có tin bây giờ lão tử lập tức phế bỏ ngươi không thiên đế nhận nổi giận cảm thấy mình giống như bị ninh tiểu xuyên đùa giỡn chuyện liên quan tới đao nô chúng ta có thể từ từ nói sau thế nhưng việc cấp bách trước mắt là giải quyết tên đại địch đang truy đuổi sau lưng nếu không diệt trừ hắn, vậy thì ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt trong huyền thú giám. Ninh Tiểu Xuyên nói, thực sự vẫn có thể thương lượng, thiên đế nhận vẫn có chút không tin Ninh Tiểu Xuyên, thanh đao có bản lĩnh như ngươi, e rằng đã hơn trăm năm chưa từng rất người rồi. Nếu như không rất người, làm sao chứng minh được sự cường đại của ngươi? Ninh Tiểu Xuyên nói, nói nhảm, năm đó ta còn từng chớm rất tổ sư vũ môn hơn 8.000 năm, biến cả mảnh đại địa thành huyết thổ. Chẳng lẽ còn cần loại cặn bã kia để chứng minh bản lĩnh của mình? Thiên đế nhận tỏ ra rất khinh thường, Ninh Tiểu Xuyên nói, đó là vì ngươi nằm trong tay thiên đế, kỳ thật lúc đó là do lực lượng của thiên đế, không phải bản lãnh của ngươi. Nếu như ngươi rời khỏi thiên đế, ngươi cũng chỉ là một thanh đao nát mà thôi. Nếu ngươi đã hơn trăm năm chưa uống mấu, còn dám tự xưng mình là yêu đao ma binh. Thật là tức cười, được, hôm nay ta sẽ cho ngươi mượn lực lượng, để xem lão tử có phải có bản lĩnh thật sự hay không. Đương nhiên, ta cũng phải cảnh báo trước, mặc dù bản lĩnh của ta rất lớn, thế nhưng có thể phát huy được bao nhiêu lực lượng, còn phải xem tu vi của bản thân ngươi, Thiên Đế nhận cực kỳ sĩ diện, bị Ninh Tiểu Xuyên khinh thường, liền muốn chứng minh bản thân. Ninh Tiểu Xuyên thầm vui vẻ nói, vậy đa tạ tiền bối. Thiên Đế nhận có chút hối hận, có cảm giác giống như mình bị Ninh Tiểu Xuyên tính kế, nhưng dù sao thì cũng không thể bỏ qua thể diện mà hối lại, chỉ cảm thấy lần sau nhất định phải cẩn thận một chút, tránh cho lúc đó không những không thu được Đao Nô, ngược lại mình còn trở thành Đao Nô. Thiên Thần Tử đuổi theo dưới lòng đất, huyết khí ngưng tụ, hóa thành nhân ảnh màu đen, đôi mắt già nuôi lóe lên vẻ mừng rỡ, nói, không trốn nữa sao? Ninh Tiểu Xuyên đứng trên lưng thái tuế thú, đối mặt với thiên thần tử, vì cơ thể mất quá nhiều mấu, cho nên vẻ mặt có phần mệt mỏi, thở dài nói. Thiên thần tử tiền bối tu vi cái thế, ta làm sao có thể chạy thoát. Chẳng qua, ta từ trước đến nay đều chưa từng chịu thua, nên mới đổi một thanh binh khí khác để đánh với ngươi một trận. Thiên thần tử cười ha hả nói, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi cho rằng là tiểu hài tử đánh nhau sao? Cho dù ngươi đổi hàng trăm kiện binh khí thì kết quả cuối cùng vẫn vật. Đưa một thân huyết khí của ngươi cho ta, giúp ta trùng kích địa tôn cảnh nào. Sau khi ngươi chết, ta nhất định sẽ chọn cho ngươi một nơi phong thủy bảo địa để ngươi đại táng một cách phong quang. ngươi thấy thế nào? vậy tại sao ngươi không đem một thân huyết khí của ngươi cho ta, giúp ta đột phá cảnh giới? ninh tiểu xuyên lấy thiên đế nhận ra, cầm chặt trong tay chỉ là một thanh đoàn đao, nhìn không thấy có gì lạ. thế nhưng đây dù sao cũng là binh khí mà thiên đế từng sử dụng. thiên thần tử cảm thấy một tia nguy hiểm, đây chính là tâm thần cảm ứng bản năng của cao thủ võ đạo. thế nhưng luồng nguy hiểm này đến từ đâu? chẳng lẽ đến từ đoàn đao trong tay ninh tiểu xuyên? thiên thần tử nhìn đoàn đao trong tay ninh tiểu xuyên lại lắc đầu đoàn đao này này thật quá bình thường không có gì đặc biệt cho dù có lợi hại chẳng lẽ còn lợi hại được hơn ma kiếm thiên đế nhận và ma kiếm rốt cuộc ai mạnh ai yếu vấn đề này ngay cả ninh tiểu xuyên cũng không thể nói rõ thiên đế nhận là binh khí mà thiên đế đã từng sử dụng còn ma kiếm thì có thân phận không đơn giản nhưng có một điều có thể khẳng định đó là với cảnh giới của ninh tiểu xuyên bây giờ sử dụng thiên đế nhận quả thật có thể phát huy được uy lực càng mạnh hơn ma kiếm bởi vì trong thiên đế nhận có khí linh bản thân ẩn chứa chiến uy có thể cung cấp một phần lực lượng cho ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên chậm rãi nâng thiên đế nhận lên bên trong thiên đế nhận dường như tuôn tràn ra một luồng lực lượng mãnh liệt dung nhập vào trong cơ thể ninh tiểu xuyên gần như muốn khiến thân thể ninh tiểu xuyên nổ tung tiểu tử quả thật không có biện pháp với tu vi thoát tục tầng thứ năm của ngươi cũng chỉ có thể cho ngươi mượn được bấy nhiêu lực lượng mà thôi thân thể ngươi không thể chịu tải nhiều lực lượng hơn được nữa trong lòng thiên đế nhận thật ra cũng khiếp sợ không thôi, nếu đổi lại là một võ giả thoát tục tầng thứ năm khác, e rằng còn không chịu nổi một phần mười lực lượng như của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay. Bởi vậy có thể thấy được, thể chất của Ninh Tiểu Xuyên quả thật cực kỳ siêu phàm, mạnh gấp 10 lần võ giả cùng cảnh giới, là nhân tuyển tốt nhất để thu làm đao nô. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên phát ra hào quang chói mắt, đoàn đao trong tay tựa như biến thành một vầng trăng lưỡi liềm, từng tia từng tia võ đạo chi khí không ngừng lượn lờ trên đoàn đao. Sắc mặt Thiên Thần Tử cuối cùng cũng thay đổi, lẩm bẩm. Điều này sao có thể? Trong tay ngươi là Thiên Đế nhận, Hắc hắc, tiểu tử này rốt cuộc cũng nhận ra ra ra. Bên trong thiên đế nhận phát ra tiếng cười lớn, trong mắt nó, không chỉ Ninh Tiểu Xuyên là tiểu tử, mà ngay cả Thiên Thần tử cũng chỉ là một tiểu tử. Thiên Thần tử vội vàng thi triển ra Thần Thông Thiên Địa Vô Tướng, khiến không gian xung quanh trở nên thác loạn, vô tướng vô vị. Nếu như tu vi của Ninh Tiểu Xuyên yếu hơn hắn, tất nhiên không thể công phá được Thần Thông Thiên Địa Vô Tướng. Nhưng sau khi mượn nhờ lực lượng của Thiên Đế nhận, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đã có thể sánh ngang với võ giả thoát tục tầng thứ 9, cộng thêm thể chất siêu phàm của hắn, chiến lực bạo phát ra hoàn toàn vượt qua những võ giả thoát tục tầng thứ 9 khác, thậm chí triệt để áp chế thiên thần tử. Phá cho ta, Ninh Tiểu Xuyên bổ ra một đao chớm nát thiên địa vô tướng, chớm lên vai thiên thần tử, tạo thành một vết thương sâu ba tấc, cắt đứt một khối huyết nhục bằng lòng bàn tay. Thiên thần tử đau đớn, trong miệng phát ra một tiếng rên trầm thấp. Hắn đột nhiên nhảy lên, phá tan đất đá, đáp xuống mặt đất. Ninh Tiểu Xuyên duỗi tay ra, điều động ma kiếm trong cơ thể, hấp thu huyết khí mà thiên thần tử làm rơi vãi, luyện hóa thành lực lượng thuộc về bản thân. Phanh, Ninh Tiểu Xuyên cũng từ dưới lòng đất vọt lên, thu hồi thái tuế thú vào huyền thú giám triển khai thất thải na di đuổi tới trước mặt thiên thần tử một đao chém tới thiên thần tử lại lần nữa bình giải thân thể hóa thành từng giọt huyết dịch biến thành ngàn vạn đầu kỳ lân muốn tránh thoát công kích của thiên đế nhận ninh tiểu xuyên cắm thiên đế nhận xuống đất trên lưới đao bộc phát vô số đao khí bắn nát huyết khí ngưng tụ thành kỳ lân hóa thành một đám huyết châu bên trong huyết châu vang lên tiếng hét thảm thiết của thiên thần tử cuối cùng bị bức phải ngưng tụ thành hình người một lần nữa toàn thân thiên thần tử tràn ngập vết đao chật vật đến cực điểm trên mặt dày đặc lệ khí quát Ninh Tiểu Xuyên, chờ đến khi ta đột phá địa tôn cảnh trở về, nhất định sẽ đoạt lại tất cả mọi thứ của ta. Thiên thần tử thi triển thần thông võ đạo, hóa thành một đầu kỳ lân cực lớn, mở ra đôi cánh, bay vào trong tầng mây. Hết thảy mọi thứ của ngươi, sớm đã bị chính ngươi đánh mất rồi. Dưỡng tâm chân đỉnh trong tim Ninh Tiểu Xuyên bay ra ngoài, bị hai luồng lực lượng âm dương bao trùm, bên trong có một đoàn minh hỏa đang thiêu đốt. Bên trong dưỡng tâm chân đỉnh phát ra lực lượng âm dương, không gian vặn vẹo, bắt lấy đầu kỳ lân đang bay, thu vào trong dưỡng tâm chân đỉnh. Minh Hỏa dưỡng dục trong dưỡng tâm chân đỉnh, rất nhanh đã luyện hóa Thiên Thần Tử hồn phi phách tán, biến thành năm viên bảo đan huyết hồng sắc. Thiên Thần Tử chính là thoát tục tầng thứ 9, mỗi một giọt tinh huyết đều có thể sánh ngang một gốc huyền dược, huyết dịch toàn thân ngưng tụ cùng một chỗ, ngưng luyện ra năm viên bảo đan, dược tính của mỗi một viên bảo đan đều có thể so với nửa viên cao cấp đan. Ninh Tiểu Xuyên nhìn năm viên bảo đan này, dùng bình ngọc để chứa, sau đó thu hồi dưỡng tâm chân đỉnh vào trong cơ thể. Ninh Tiểu Xuyên thu lại túi càn khôn rơi dưới mặt đất của Thiên Thần Tử. Từ bên trong thu được 8 vạn 200 lượng lưu ly, 167 huyền thạch, chẳng qua phần lớn đều là huyền thạch hạ phẩm, tổng cộng chỉ có 17 huyền thạch trung phẩm. Ngoài ra, còn có 5 thanh huyền khí, huyền khí phẩm cấp thấp nhất cũng là huyền khí tứ phẩm, thậm chí còn có một kiện huyền khí thất phẩm. Huyền khí thất phẩm có hình dạng như cái bát, tài liệu là chất ngọc, toàn thân đều bị huyền quang bao trùm, giống như một kiện huyền khí phòng ngự, nếu như toàn lực thi triển ra, đủ để bao bọc cả một tòa thành nhỏ. Đưa kiện huyền khí thất phẩm kia cho ta." Thiên Đế nhận nói vì sao ninh tiểu xuyên nói đây là một kiện huyền khí thất phẩm cho dù là một vài võ tôn cũng chưa chắc có được huyền khí thất phẩm bởi vậy có thể thấy được huyền khí thất phẩm chân quý như thế nào ta cho ngươi mượn lực lượng rất địch ngươi cũng phải trả ta một ít thù lao nếu lần sau ngươi lại gặp nguy hiểm chỉ cần ngươi cũng đưa ta một kiện huyền khí thất phẩm thì ta cũng có thể cân nhắc mà cho ngươi mượn lực lượng thiên đế nhận nói ninh tiểu xuyên cầm lấy cái bát ngọc thoáng dừng lại một chút nói là ngươi chủ động muốn cho ta mượn lực lượng ta cũng không cầu xin ngươi chẳng qua nếu ngươi có thể trả lời ta một vấn đề, ta có thể cho ngươi kiện huyền khí thất phẩm này. Hỏi đi, Ninh Tiểu Xuyên nói. Lúc trước ngươi từng nói, Thiên Đế đã lưu lại một giọt huyết dịch tại Ngọc Lam Đế Quốc. Chuyện này là sao? Chuyện này Thiên Đế nhận thoáng do dự. Đây là tuyệt mật, Thiên Đế nhận không muốn để cho bất kỳ kẻ nào biết được. Nếu ngươi không nói, ta cũng chỉ có thể thu lại kiện huyền khí thất phẩm này mà thôi. Đừng, đừng a. À, thực ra thì chuyện này cũng chẳng có gì cả. Thiên Đế nhận ấp ấp úng nói. Lúc Thiên Đế sắp thành thần. Đột nhiên dự cảm được vạn năm sau sẽ có một vài đại sự phát sinh, vì vậy lưu lại một giọt thần huyết tại Thiên hư đại lục, dành cho người hữu duyên. Một giọt máu này đã vô cùng tiếp cận với thần huyết, ẩn chứa tinh túy võ đạo cả đời của Thiên đế, nếu như người nào có được giọt máu này, liền có thể tẩy luyện bản thân, siêu phàm thoát tục, áp đảo tất cả võ giả thế tục. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên là rất động tâm, đây chính là một giọt tinh huyết của Thiên đế ẩn. Chứa lực lượng tuyệt đối không đơn giản giống như Thiên đế nhận vừa miêu tả. Thiên đế lưu lại giọt máu đó trong Thiên đế mộ lâm. Ninh Tiểu Xuyên hỏi: không phải thiên đế mộ lâm ngoà tàu chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi lừa lão tử thảm rồi ta suy đoán rất có thể nó ở trong thiên đế thần cung thiên đế nhận biết mình vừa lỡ lời lập tức không nói gì thêm ninh tiểu xuyên cũng đã từng nghe qua truyền thuyết về thiên đế thần cung trong truyền thuyết đây là một tòa thần cung trôi nổi lơ lửng trên không trung ngọc lam đế quốc nhưng xưa nay chưa có ai tìm được nó ninh tiểu xuyên vốn không tin những lời đồn đại này thế nhưng trong tế thiên đại điển hư ảnh của thiên đế thần cung rõ ràng đã từng xuất hiện điều này chứng tỏ thiên đế thần cung quả thật tồn tại ninh tiểu xuyên nói thiên đế thần cung và thiên cung trong đế hư có quan hệ gì thiên đế nhận nói thiên đế thần cung là tầm cung của thiên đế còn thiên cung là đạo tràng tu luyện do thiên đế xây dựng tên gọi chính xác là bạch phân động thiên chẳng qua đám người cô lậu quả văn các ngươi không biết chân tướng cho nên mới gọi bậy mà thôi phàm là nơi có thể được xưng là động thiên đều không phải đơn giản chính là thánh địa tu luyện chân chính siêu thoát trên cả quốc gia sâu trong thiên hư đại lục vẫn còn một vài động thiên viễn cổ cường đại đến cực điểm có thể dễ dàng hủy diệt cả ngọc lam đế quốc nếu như để những gia tộc cổ xưa ở sâu trong thiên hư đại lục biết được ngọc lam đế quốc cất giấu một cái động thiên e rằng thiên cung trong đế hư đã sớm bị đoạt đi rồi ninh tiểu xuyên nói ta cảm thấy bên trong bạch phân động thiên nhất định cất giấu phương pháp tìm được thiên đế thần cung chuyện này thật sự có khả năng thế nhưng bên trong bạch phân động thiên có cao thủ thiên nhân cảnh tỏa trấn bằng vào lực lượng của ta cũng chưa chắc đấu lại hắn thiên đế nhận có chút động tâm ngươi không vào được nhưng ta lại có thể tiến vào a Ninh Tiểu Xuyên sớm đã có ý định quay về Thiên Đế Học Cung một lần nữa, đã rất lâu rồi không vượt ải Thông Thiên Kiều, cũng không biết là với tu vi hiện nay, có thể vượt đến tầng thứ mấy của Thông Thiên Kiều. Ninh Tiểu Xuyên giao kiện huyền khí thất phẩm cho Thiên Đế nhận. Bề mặt Thiên Đế nhận toát lên một trận quang bạch sắc, bao trùm lấy kiện huyền khí thất phẩm kia. Bạch quang lập tức chấn vỡ kiện huyền khí thất phẩm, mảnh vỡ liền bị hấp thu vào trong lưỡi đao. Sắc sắc, bên trong Thiên Đế nhận không ngừng vang lên thanh âm kim loại ma sát. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ binh khí còn có thể thôn vệ binh khí khác? thấy kỳ quái sao tuyệt thế thần binh như ta sớm đã siêu thoát phàm tục thoát ly ngũ hành hấp thu tinh hoa thiên địa tôi luyện nhật nguyệt huyền quang hấp thu binh khí khác để làm cường đại bản thân cũng chỉ là chuyện bình thường nhớ lại năm xưa lúc lão tử ở táng binh đại lục cũng có thể nói là bá chủ một phương thôn vệ không dưới 800 kiện huyền khí trên thất phẩm thậm chí còn thôn vệ một kiện trí tôn hoàng khí tiểu tử nói thật lần sau nếu ngươi có thể cho ta một kiện huyền khí thất phẩm ta có thể cho ngươi mượn lực lượng một lần có hứng thú không ngươi cho rằng huyền khí thất phẩm là củ cải chắc đối với rất nhiều đại tông môn mà nói huyền khí thất phẩm cũng là trấn tông chi bảo rồi há có thể dễ dàng đoạt được như vậy lực lượng của thiên đế nhận quả thật rất khả quan nhưng mỗi lần xuất thủ đều tốn một kiện huyền khí thất phẩm đừng nói là ninh tiểu xuyên không chịu nổi cho dù là ngọc lam đại đế cũng sẽ không chịu nổi tiêu hao này vẫn nên cố gắng tu luyện lực lượng của mình trở nên cường đại mới là chính sự a à, đại địa kỳ hoa trong lòng ninh tiểu xuyên mừng rỡ không thôi không ngờ lại tìm được một gốc huyền dược bát phẩm trong túi Càn khôn của thiên thần tử, đây chính là một trong bảy loại chủ dược để luyện chế đại địa độc tôn đan. Xem ra thiên thần tử cũng muốn đột phá địa tôn cảnh, cho nên cũng đang thu thập huyền dược luyện chế đại địa độc tôn đan. Lần này đúng là tiện nghi cho Ninh Tiểu Xuyên rồi, tìm được gốc huyền dược này, như vậy thì chỉ cần tìm được loại chủ dược cuối cùng là Địa Tâm Nham Tương Huyết, là có thể thu thập đủ huyền dược để luyện chế đại địa độc tôn đan rồi. Thiên thần tử đâu rồi? Mộ Dung Hoa một đường đuổi theo, chui lên mặt đất, đứng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Huyết khí của hắn thua kém Ninh Tiểu Xuyên và Thiên Thần Tử, cho nên mới bị bỏ lại sau lưng, đến lúc này mới đuổi tới. Ninh Tiểu Xuyên cười đáp, chất trong tay ta rồi. Mộ Dung Hoa thầm khiếp sợ, thiên thần tử uy danh hiển hách, không ngờ lại chất trong tay một thiếu niên 18 tuổi, như vậy đám cường giả thế hệ trước như bọn hắn làm sao mà chịu nổi. Đương nhiên, trong lòng hắn lại càng cao hứng hơn, điều này chứng tỏ Ninh Tiểu Xuyên thiên tư tuyệt đỉnh, thiếu niên là vương, tương lai thành tư võ đạo thật không thể hạn lượng. Ninh Tiểu Xuyên lấy một viên huyết khí bảo đan từ trong bình ngọc ra, đưa cho Mộ Dung Hoa, nói: "Đây là đan dược được luyện thành từ tinh lực của thiên thần tử, nếu mộ dung tiền bối ăn vào khẳng định có thể trị hết thương tổn trong cơ thể tương lai cũng có khả năng trùng kích đến địa tôn cảnh thân sắc của mộ dung hoa có chút ảm đạm nói thân thể của ta như thế nào thì ta là người rõ ràng nhất cả đời này cũng không có hy vọng đạt tới địa tôn cảnh nếu đã như vậy cần gì phải lãng phí một viên huyết khí bảo đan trang chủ lúc trước ngươi giao thủ cùng thiên thần tử cũng tổn thất không ít huyết khí hay là ngươi ăn viên bảo đan này đi như vậy tu vi của ngươi sẽ càng cường đại hơn tương lai mới có thể giúp chúng ta tìm nhạc vũ dương báo thù Ninh Tiểu Xuyên nói, tinh hoa tinh huyết của thiên thần tử, tổng cộng luyện chế ra 5 viên huyền khí bảo đan, đây chỉ là một trong số đó, ta vẫn còn 4 viên nữa. Hãy tin ta, cũng hãy tin chính bản thân mình, ngài nhất định có thể đạt tới địa tôn cảnh. Trong lòng mộ dung hoa chấn động, nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái thật sâu. Trải qua 10 năm đau thương dày vò, nhuệ khí trong lòng mộ dung hoa đã sớm hao mòn hầu như không còn, thậm chí còn có phần cam chịu. Nhưng lời nói của Ninh Tiểu Xuyên lại giống như cảnh tình hắn, khiến hắn đột nhiên bừng tình ngay cả một tên tiểu bối cũng có lòng tin với mình tại sao mình lại có thể đánh mất lòng tin được ánh mắt mộ dung hoa trở nên sắc bén dường như tìm lại được ngạo khí năm xưa liền nhận lấy huyết khí bảo đan nói thiên thần tử đã bại vong nhưng thân tín mà hắn lưu lại cũng không ít chúng ta phải lập tức trở về u linh sơn trang khống chế đại cục không nhất định phải rất toàn bộ những kẻ mà hắn lưu lại chỉ cần chịu quy thuận u linh sơn trang chúng ta vẫn có thể cho bọn hắn một con đường sống ninh tiểu xuyên nói mộ dung hoa và ninh tiểu xuyên đều là cường giả thoát tục cảnh tốc độ cực nhanh, không lâu sau đã trở về U Linh Sơn Trang. U Linh Sơn Trang giống như rắn mất đầu, quả nhiên phát sinh đại loạn, nhưng sau khi Mộ Dung Hoa và Ninh Tiểu Xuyên trở về, liền nhanh chóng trấn áp hỗn loạn. Lúc Ninh Tiểu Xuyên trở về từ khí viên thì sắc trời cũng đã tảng sáng. Đại chiến một trận với Thiên Thần Tử, Ninh Tiểu Xuyên cũng thuộc trọng thương, huyết khí trong cơ thể tiêu hao mất 1 phần 3. Còn may là sau khi hắn chu sát Thiên Thần Tử, lợi dụng bốn viên huyết khí bảo đan còn lại, nhất định có thể khôi phục những tinh lực đã tiêu hao đi, thậm chí còn có khả năng nâng cao một bước. Trải qua trận chiến này, Ninh Tiểu Xuyên cũng phát hiện cảnh giới tu vi của mình vẫn chưa đủ. Ninh Tiểu Xuyên hiện nay chính là thoát tục tầng thứ 5, nếu như không sử dụng ma kiếm, cũng có thể tranh phong với võ giả thoát tục tầng thứ 7, thậm chí có chiến lược giao phong với thoát tục tầng thứ 8. Nếu sử dụng ma kiếm, thậm chí có thể tranh đấu một phen với võ giả thoát tục tầng thứ 9 yếu nhược. Thế nhưng, cảnh giới võ đạo thấp vẫn là nhược điểm của hắn, có rất nhiều phương diện không sánh bằng võ giả thoát tục tầng thứ 7 trở lên, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ gặp thiệt thòi lớn giống như hắn và mộng ảnh giao thủ với nhau, tốc độ của mộng ảnh vượt xa hắn, liền có thể dễ dàng lấy mạng hắn. Nếu như có thể đạt tới thoát tục tầng thứ 6, cộng thêm uy lực của ma kiếm, mặc dù chưa chắc có thể giao phong với cao thủ cấp bậc như mộng ảnh, nhưng ít nhất cũng có thể khiêu chiến võ giả thoát tục tầng thứ 9 bình thường. Võ giả thoát tục tầng thứ 9 bình thường, trong giới võ đạo đã có thể xem là tồn tại cao không thể chạm tới rồi. Nếu như luyện hóa bốn viên huyết khí bảo đan này, có lẽ có thể trùng kích đến thoát tục tầng thứ sáu. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng dưới huyết thiềm mục thụ, bắt đầu ổn định huyết khí trong cơ thể khiến huyết khí huyết mạch đạt tới trạng thái cân bằng sau đó ăn vào huyết khí bảo đan thế nhưng ninh tiểu xuyên lại đột nhiên mở to mắt trong mắt hiện lên một đạo tinh mang nhìn thoáng xung quanh một lượt nói mộng ảnh ta biết người đã tới xuất hiện đi ngay bên cạnh ninh tiểu xuyên vang lên một tiếng cười quyến rũ động lòng người tính cảnh giác của trang chủ đã giảm xuống rồi nha xem ra trong lúc chiến đấu với sư tôn đã bị thương rồi thật khiến người ta đau lòng mà trong không khí xuất hiện một đoàn sương mù màu đen ngưng tụ thành một nữ tử mặc hắc bào, đứng bên trái cách Ninh Tiểu Xuyên 2 mét. Đối với cao thủ cấp bậc như Mộng Ảnh mà nói, 2 mét quả thật nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Nếu Võ Tôn để nàng thần không biết quỷ không hay tiếp cận trong phạm vi 2 mét, nàng hoàn toàn nắm chắc có thể khiến Võ Tôn đó trọng thương, thậm chí là đánh chết. Về phần Ninh Tiểu Xuyên, nếu như nàng cố tình ám sát Ninh Tiểu Xuyên, e rằng lúc này Ninh Tiểu Xuyên đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói, ngươi chẳng lẽ không quan tâm sư tôn của ngươi còn sống hay đã chết sao? Trang chủ còn sống thì tất nhiên lão quỷ kia đã chết rồi dáng người mộng ảnh mềm mại tựa như cành liếu đôi chân thon dài thẳng tắp như ngọc giấu trong hắc bào thoáng ẩn thoáng hiện đường cong toàn thân mỹ diệu động lòng người đến cực điểm vị thánh nữ điện hạ thích ăn giấm chua kia không đến u linh sơn trang sao nàng ta có thể để trang chủ mạo hiểm một mình ư còn may là trang chủ cao hơn một bậc diệt trừ được thiên thần tử nếu chẳng may trang chủ xảy ra chuyện gì ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta nàng ta không tới u linh sơn trang nhất định là vì có chuyện khó xử ngược lại người không đem thân phận của ngọc ngưng xanh tiết lộ ra ngoài chứ Ngươi đoán xem, thân thể mộng ảnh biến hóa thất thường, trong nháy mắt đã đến trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, gỡ mặt nạ màu vàng xuống, lộ ra dung nhan mỹ lệ tuyệt luân, u oán nói: "Người ta bị nàng đả thương, cũng không thấy ngươi thương tâm chút nào. Sau khi biết ngươi muốn đối phó thiên thần tử, liền ổn định thương thế rồi lập tức chạy tới đây giúp ngươi. Ngươi đúng là không có lương tâm, chỉ biết quan tâm đến nàng ta, chẳng lẽ không biết làm thế nào nịnh nọt nữ hài tử? Nàng quyến rũ, thật giống như một yêu cơ tuyệt đại, có thể câu dẫn hồn phách nam nhân." mà bộ dạng đáng thương lúc này lại càng giống một nữ tử yếu đuối điềm đạm đáng yêu ninh tiểu xuyên nói nếu ngươi ở lại đây ta có thể để ngươi tiếp nhận vị trí của thiên thần tử trở thành u linh sứ giả ngươi có bằng lòng không sau khi thiên thần tử chất u linh sơn trang cũng xem như nguyên khí đại thương thật sự là lúc cần dùng người với tu vi của mộng ảnh tuyệt đối có năng lực tiếp nhận vị trí của thiên thần tử hơn nữa nàng còn từng là đệ tử của thiên thần tử để nàng đi thu phục thân tín mà thiên thần tử lưu lại tất nhiên là chuyện không thể tốt hơn một cái vị trí u linh sứ giả đã muốn mua chuộc được ta trang chủ người chẳng lẽ không hiểu tâm tư của ta sao đôi mắt mộng ảnh sáng ngời giống như tinh quang đầy trời cực kỳ xinh đẹp khụ khụ có một số việc không thể miễn cưỡng ninh tiểu xuyên nói ngươi lúc nào cũng nghiêm trang như vậy chẳng lẽ ta thực sự đã làm khó ngươi ngươi hẳn cũng biết cho dù ta không xinh đẹp bằng ngọc ngưng xanh nhưng cũng tuyệt đối không phải là xấu thậm chí so với hoàng phi trong hoàng cung e rằng ta cũng không thua kém các nàng a à. tại sao ngươi vẫn luôn ghét bỏ ta ninh tiểu xuyên cũng không phải chính nhân quân tử trong lòng vẫn thanh tịnh như ngoài mặt chẳng qua hắn không phải là người của thế giới này quan niệm chế độ một vợ một chồng vẫn thâm căn cố đế trong lòng hắn cho nên lúc tìm kiếm một nửa của đời mình thì phải vô cùng thận trọng nếu như hắn ở thế giới này lâu một chút có lẽ sẽ dần dần quên đi loại quan niệm này bởi dù sao đi nữa tại thế giới này vương hầu có mấy chục thê thiếp cũng là chuyện rất bình thường một vài vương hầu phong lưu thậm chí có mấy trăm thê thiếp mỹ mạo đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì ninh tiểu xuyên nói nếu ngươi đồng ý giúp ta, ta có thể cho ngươi thêm một viên đại địa độc tôn đan. Giúp ngươi trùng kích địa tôn cảnh, ngươi thấy thế nào? Thiên tư của mộng ảnh cực cao, tâm tính cũng rất cường đại, cho nên mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng tu vi đã đạt đến thoát tục tầng thứ 9. Thế nhưng, giữa thoát tục tầng thứ 9 và địa tôn cảnh lại có một đường ranh giới rất lớn, cho dù thiên tư của ngươi tuyệt đỉnh, tâm trí cường đại, cũng rất có khả năng cả đời không đạt đến địa tôn cảnh. Thiên thần tử, khư Hành Hội, Mộ Dung Hoa, những nhân vật này lúc còn trẻ, có người nào không phải là thiên kiêu phong hoa tuyệt đại, nhưng tất cả đều dừng lại tại thoát tục tầng thứ 9, dù cố gắng mấy chục năm cũng không thể trùng kích đến địa tôn cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đạt tới địa tôn cảnh thì khó khăn như thế nào. Không chỉ cần thiên phú, mà còn cần kỳ ngộ. Trên thực tế, số lượng võ giả thoát tục tầng thứ 9 còn nhiều gấp mấy chục lần số lượng võ tôn. Rất nhiều võ giả tài hoa hơn người, nhưng đều bị dừng lại tại cảnh giới này. Thế nhưng, nếu như có được một viên đại địa độc tôn đan, liền có khả năng tăng xác suất đột phá địa tôn cảnh, đây chính là đan dược mà rất nhiều võ giả thoát tục tầng thứ 9 đều tha thiết ước mơ ngón tay tinh tế của mộng ảnh nhẹ nhàng vuốt cằm nói được thành giao thế nhưng nếu ta gặp lại vị thánh nữ điện hạ kia lần nữa ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng hơn nữa ha ha ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi dứt lời thân thể của nàng liền biến thành sáu đạo khói đen bay ra khỏi tử khí viên biến mất trong không khí ninh tiểu xuyên cười khổ lắc đầu đồng thời lại nghĩ tới một cô gái khác vì vậy lập tức đứng dậy thân thể khẽ động biến mất tại chỗ một khắc sau hắn đã đứng trong biệt viện mà thiên thần tử đã từng ở mặc dù thiên thần tử đã chết nhưng cũng không có người nào dám xông vào đây cho nên trong biệt viện này không có bất kỳ ai cả. Ninh Tiểu Xuyên đỡ Tư đồ Phượng Vũ trọng thương ngã dưới đất dậy kiểm tra mạch đập của nàng phát hiện tim vẫn còn đập còn chưa chết Ninh Tiểu Xuyên đặt tay lên lưng Tư đồ Phượng Vũ truyền từng đạo huyền khí vào trong cơ thể nàng giúp nàng chữa trị huyết mạch. Tư đồ Phượng Vũ bị một trưởng của thiên thần tử đánh trúng huyết mạch trong cơ thể gần như đứt hết ngay cả tạng phủ cũng bị hao tổn nếu như Ninh Tiểu Xuyên đến chế thêm một phút nữa e rằng nàng đã hương tiêu ngọc. Vẫn rồi, nửa ngày sau, từ đồ phượng vũ mới từ từ mở ra hai mắt, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, bờ môi khẽ mở ra, hư nhược nói. Đa tạ, ân cứu mạng, của trang chủ, khụ khụ. Trong miệng của nàng ho ra mấu tươi, vẻ mặt tái nhợt tới cực điểm, ngực không ngừng phập phồng. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi huyền khí, cho nàng phục dụng một viên đoạn tục liệu thương đan, nói. Đừng lộn xộn để ta giúp người luyện hóa đan dược. từ đồ phượng vũ khẽ gật đầu, lúc bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên luồn vào trong yếm ngực nàng, nàng liền cảm thấy có một luồng nhiệt lượng tiến vào cơ thể, trong lòng nàng tất nhiên biết rõ, Sở Dĩ Ninh tiểu xuyên hao phí nhiều khí lực như vậy để cứu nàng, chính là vì muốn nàng giúp hắn thành lập Thánh Địa luyện khí, thần kiếm cung, thế nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng vẫn cảm thấy có chút ấm áp. Lúc nàng bị thương nặng, cô độc nằm một mình dưới đất, căn bản không ai biết lúc đó trong lòng của nàng tuyệt vọng đến mức nào, cho rằng bản thân cứ lặng lẽ như vậy mà chết đi. Thế nhưng, khi nàng mở mắt lần nữa, không ngờ lại thấy mình đang nằm trong lòng của Ninh tiểu xuyên, trong lòng nàng đột nhiên sinh ra một tia cảm giác an toàn hết sức vi diệu sau khi ninh tiểu xuyên trợ giúp tư đồ phượng vũ luyện hóa đoạn tục liệu thương đan đan khí tiến vào thân thể thương thế trong người nàng cũng đã khôi phục được hơn phân nửa sắc mặt cũng hồng hào hơn một chút nàng lại hành lễ với ninh tiểu xuyên một lần nữa đa tạ trang chủ không có gì ninh tiểu xuyên lắc đầu liền quay người rời đi thế nhưng vừa bước đi một bước đầu óc lập tức choáng váng thân thể truyền đến một trận cảm giác cực kỳ suy yếu toàn thân lung lay muốn ngã trang chủ ngài làm sao vậy tư đồ phượng vô tiến lên đỡ lấy ninh tiểu xuyên lúc ninh tiểu xuyên chiến đấu với thiên thần tử chính hắn cũng bị trọng thương huyết khí tiêu hao rất lớn sau khi trở lại u linh sơn trang bản thân chưa chữa thương xong đã phải giúp tư đồ phượng vũ trị thương cho nên mới khiến thương thế của mình càng nặng hơn tu vi của tư đồ phượng vũ cũng không thấp cũng là nữ tử cực kỳ thông tuệ tất nhiên cũng nhìn ra được lúc ninh tiểu xuyên trị thương cho nàng hắn cũng đã trọng thương trong lòng nàng lại lần nữa cảm sinh ra cảm động không ngờ lại không nảy sinh tâm tư muốn rất hắn điều này khiến ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy kỳ quái không có gì ninh tiểu xuyên vận chuyển hát khu vực áp chế thương thế xuống, sau đó lập tức quay trở về huyết thiềm mục thụ, nuốt một viên huyết khí bảo đan vào, bắt đầu an dưỡng thân thể. Năm viên huyết khí bảo đan này không chỉ ẩn chứa một thân huyết khí của thiên thần tử, mà còn ẩn chứa cả huyền khí và thần thông võ đạo của hắn, tất cả đều được tinh luyện vào trong huyết khí bảo đan. Bất chi bất giác, hơn 10 ngày trôi qua, Ninh Tiểu Xuyên vẫn ngồi bất động dưới gốc huyết thiềm mục thụ, luyện hóa bốn viên huyết khí bảo đan, thân thể hoàn toàn bị một đoàn huyết vụ bao phủ. Không chỉ thương thế trong cơ thể hắn khỏi hẳn, mà huyết khí cũng cường thịnh hơn một bậc, một giọt máu tươi có thể ngưng hóa thành bốn đầu thần hổ. Tu vi võ đạo mặc dù không đột phá đến thoát tục tầng thứ sáu, nhưng vẫn tăng mạnh, đạt tới thoát tục tầng thứ 5 đỉnh phong. Thể chất võ giả càng kinh người, huyết khí càng hùng hậu, thì muốn đột phá cảnh giới càng khó hơn. Cũng giống như như Ninh Tiểu Xuyên, muốn đột phá cảnh giới, cần phải hao tổn tài nguyên nhiều gấp 10 lần võ giả cùng cảnh giới. Nếu đổi lại là một võ giả thoát tục tầng thứ 5, luyện hóa 4 viên huyết khí bảo đan, nói không chừng đã đột phá đến thoát tục tầng thứ 7 rồi. Trang chủ, U Linh Sơn Trang cơ bản đã ổn định lại, trong số dương nhiệt của thiên thần tử lưu lại, những phần tử ngoan cố đã bị diệt trừ, còn đám còn lại thì đã bị ta thu phục rồi. Mộng ảnh lăng, không xuất hiện sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, quả thực giống như quỷ hồn. Ninh Tiểu Xuyên nói, tư đồ phượng vũ đâu rồi, vị tư đồ tiểu thư này đột nhiên rất phối hợp, đã dẫn theo luyện khí sư của tư đồ gia tộc hội hợp với kiếm các hầu phủ, bây giờ cũng đã bắt tay thành lập luyện khí trường ở thần kiếm cung rồi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, đột nhiên chố mắt nhìn nàng, nói. Ta có một chuyện cảm thấy rất hiếu kỳ, vẫn luôn muốn hỏi ngươi, công pháp đạo gia của ngươi rốt cuộc là do ai dạy tại ngọc lam đế quốc chỉ có người của đạo môn mới tinh thông công pháp của đạo gia chẳng lẽ hắc ám đế thành cũng mua chuộc được người của đạo môn mộng ảnh cười nói nếu như ta nói là ta tự học thành tài e rằng trang chủ chắc chắn sẽ không tin ngươi không muốn nói thì bỏ đi ninh tiểu xuyên đứng dậy nhìn về phía hoàng thành một chút nói nên đến hoàng thành một chuyến thôi trang chủ đang lo lắng cho thánh nữ điện hạ mộng ảnh nói ta phải đi tìm kiếm loại huyền dược cuối cùng để luyện chế đại địa độc tôn đan Ninh Tiểu Xuyên ra lệnh cho người hầu chuẩn bị xe ngựa thanh lộc mã, một thân một mình ngồi lên xe, tiến đến Hoàng Thành. Vốn dĩ mộng ảnh muốn đi theo hắn, nhưng lại bị hắn nhã nhận từ chối. Ninh Tiểu Xuyên không chỉ đơn giản là đi tìm huyền dược luyện chế đại địa độc tôn đan, mà hắn còn muốn quay trở về thiên đế học cung một chuyến, tất nhiên không thể để mộng ảnh đi theo được. Xe thanh lộc mã, dừng lại bên ngoài dưỡng tâm điện kim bằng. Ninh Tiểu Xuyên mang mặt nạ màu vàng, từ trên xe đi xuống, phân phó đánh xe đứng chờ ở bên ngoài. Ninh Tiểu Xuyên một thân một mình đi vào dưỡng tâm điện kim bằng, lấy lệnh bài dưỡng tâm sư trung cấp ra, cho thủ vệ nhìn thoáng qua. Đám thủ vệ lập tức trở nên cung kính, đồng loạt hành lễ với Ninh Tiểu Xuyên. Bài kiến dưỡng tâm sư trung cấp đại nhân, mời Hoa chấp sự đến đây một chút." Ninh Tiểu Xuyên nói, "Hoa chấp sự chính là chấp sự xếp thứ 6 tại dưỡng tâm điện kim bằng, là người quyền cao chức trọng, cũng chỉ có dưỡng tâm sư trung cấp đại nhân mới dám trực tiếp gọi Hoa chấp sự ra liên tiếp." Hoa chấp sự nghe nói có một vị dưỡng tâm sư trung cấp muốn gặp mình, liền lập tức cáo lỗi khách nhân, sau đó chỉnh sửa trang phục chỉnh tề, vội vàng đi tới. Vị dưỡng tâm sư trung cấp đại nhân đó đang ở đâu? Hoa chấp sự mặc dù hơi béo, nhưng đi rất nhanh, liền hỏi thăm thị nữ đi theo. Đang uống trà trong sương phòng, vị dưỡng tâm sư trung cấp đại nhân này nói hắn là bằng hữu của ngài. Thị nữ nói, Hoa chấp sự có chút kinh ngạc, trong đầu chợt hiện lên hình dáng của vài dưỡng tâm sư trung cấp. Hắn đẩy cửa sương phòng ra, liền trông thấy có một người trẻ tuổi ngồi bên cạnh bàn uống trà trên mặt đeo mặt nạ hoàng kim quần áo trên người cũng rất cầu kỳ tỉ mỉ là loại gấm vóc thượng hạng dưỡng tâm sư trung cấp trẻ tuổi này không giống bất kỳ người nào trong ký ức của hoa chấp sự hoa chấp sự lại tiến về phía trước hai bước liền cảm thấy một luồng áp lực cường đại người trẻ tuổi đeo mặt nạ hoàng kim tản mát ra một luồng khí thế uy nghiêm nhàn nhạt, nhạt hiển nhiên người trẻ tuổi này không chỉ là dưỡng tâm sư trung cấp mà còn là một cao thủ võ đạo hoa chấp sự đã lâu không gặp Ninh Tiểu Xuyên làm ra một cái thủ thế mời ngồi, sau đó cũng âm thầm dò xét vị chấp sự đại nhân này. Trước kia, Ninh Tiểu Xuyên chỉ biết hoa chấp sự là một cao thủ võ đạo, nhưng lúc ấy tu vi của Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn rất thấp, nên cũng không nhìn ra được nông cạn của hoa chấp sự. Với tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, tất nhiên có thể nhìn thấu hoa chấp sự, cảnh giới thoát tục tầng thứ bảy. Trong giới võ đạo, tu vi như vậy cũng có thể xem là không dễ đạt tới. Chỉ một chấp sự đã có tu vi thoát tục tầng thứ bảy, đại kim bằng vương phủ quả nhiên cao thủ nhiều như mây, khiến Ninh Tiểu Xuyên càng lúc càng. Kinh ngạc hơn, Hoa Chấp Sự hơi nghi hoặc, nói: "Các hạ là?" Ninh Tiểu Xuyên tháo mặt nạ hoàng kim xuống, cười nói: "Chấp Sự đại nhân, chẳng lẽ ngài không nhớ ta?" Sau khi Hoa Chấp Sự nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, trong mắt lập tức lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, sau đó lại khom người cúi đầu với Ninh Tiểu Xuyên, cười nói: "Thì ra là tiểu hầu gia, tiểu hầu gia ghé thăm dưỡng tâm điện kim bằng cũng không nhắc trước một tiếng, nếu để quận chúa điện hạ biết được, nhất định sẽ trách cứ ta chiêu đãi không được chu đáo." Hoa chấp sự đột nhiên nghĩ tới tình cảnh của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay trong hoàng thành, lại hối hận vì những lời vừa nói ra, lập tức thấp giọng nói. Nếu để quận chúa Điện Hạ biết Tiểu Hầu ra không có việc gì, nhất định người sẽ rất vui vẻ. Lần này Ninh Tiểu Xuyên bí mật gặp Hoa chấp sự, chính là muốn thăm dò cục diện hoàng thành hiện nay từ chỗ hắn. Ninh Tiểu Xuyên cười nói, chẳng lẽ hiện nay người trong hoàng thành đều cho rằng ta đã chất. Hoa chấp sự ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói, từ sau tế tự đại điển, kiếm các hầu phủ vẫn đang phái người tìm kiếm tiểu hầu gia đại kim bằng vương phủ chúng ta cũng phái tổ chức tình báo đặc biệt nghe ngóng nơi hạ lạc của tiểu hầu gia nhưng lại không có kết quả gì bây giờ có rất nhiều người đồn rằng người đã bị thiên niên cổ ma móc tim mà chất ninh tiểu xuyên chính là muốn kết quả như vậy liền hỏi thiên niên cổ ma gần đây có xuất hiện không sắc mặt của hoa chấp sự cực kỳ khó coi nói đại ma đầu này vẫn ở lại trong hoàng thành đã tàn sát ba vị hầu gia thiên cơ hầu vô nguyệt hầu minh nam hầu tất cả đều chết thảm trong nhà trái tim bị móc đi bất đắc kỳ tử bỏ mình chuyện này đã tạo nên chấn động rất lớn trong hoàng thành, phàm là vương hầu đạt tới cảnh giới võ tôn đều cảm thấy bất an. trước đây không lâu, ngọc lam đại đế còn phái ra thần long chiến sĩ để đối phó thiên niên cổ ma, trận chiến ấy phát sinh ở dị thời không, nghe nói cực kỳ thảm liệt, có bốn vị thần long chiến sĩ vẫn lạc, cuối cùng vẫn để thiên niên cổ ma đào tẩu. đáng sợ nhất chính là sau mỗi lần thiên niên cổ ma sát hại một vị cường giả, tu vi lại tăng lên một mảng lớn, chỉ e rằng cuối cùng sẽ có ngày ngay cả vương gia cũng không thể chế phục được nó. Bây giờ, vương hầu trong hoàng thành đều chờ lệnh điều động ra ngoài lĩnh binh đánh giặc, cũng không còn nhiều võ tôn dám ở trong hoàng thành nữa. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng kinh hãi không thôi, cho dù ma đế đến hoàng thành thì tuyệt đối cũng không đến mức khiến cho nhân vật cấp bậc võ tôn vừa nghe tin đã sợ mất mật, không ngờ thiên niên của ma này lại làm được. Có lẽ, nguyên nhân chủ yếu là vì cho dù ma đế đại khai sát giới, cũng sẽ không trốn trốn tránh tránh, xuất quỷ nhập thần giống như thiên niên của ma, quả thật khiến người khác khó lòng phòng bị. Còn một nguyên nhân trọng yếu khác, đó chính là thiên niên cổ ma quả thực có thể xem là bất tử chi thân, đây mới chính là lý do khiến tất cả võ tôn đều cảm thấy thúc thủ vô sách. Gặp phải một ma đầu tu vi cường đại, hơn nữa lại chuyên móc tìm võ tôn, những vương hầu này tất nhiên đều cảm thấy bất an, suốt sáng chờ lệnh xuất binh cũng là chuyện rất bình thường. Yên tâm đi, thiên niên cổ ma chắc chắn sẽ không rớt chóc quá nhiều tại hoàng thành, nếu như hắn còn tiếp tục rớt, học cung chi chủ nhất định sẽ ra tay chân áp hắn. Ta suy đoán rằng, sở dĩ thiên niên cổ ma đang rầm rộ rất chóc trong hoàng thành, chính là muốn đuổi các vị vương hầu ra khỏi thành, sau đó, hắn lại từ từ tiêu diệt những vương hầu này. Thân sắc của Ninh Tiểu Xuyên dần dần trở nên ngưng trọng. Nếu như thật sự đúng như những gì Tiểu Hầu ra từng nói, ta phải lập tức đi nhắc nhở cho vương ra. Hoa chấp sự nói, Ninh Tiểu Xuyên cười nói, đại kim bằng vương là người trí tuệ như thế nào chứ? Ta có thể nghĩ ra được mục đích của thiên, niên cổ ma, ông ấy nhất định cũng có thể nghĩ đến yên tâm đi, cho dù thiên nhiên cổ ma lợi hại, nhưng bây giờ vẫn không có khả năng giao động được căn cơ của triều đình, ít nhất bây giờ còn chưa giao động được. Một hơi rất năm vị vương hầu, mặc dù còn chưa thể dung chuyển căn cơ triều đình, nhưng cũng khiến cho triều đình mất đi thể diện, uy nghiêm bị quét sạch. Hơn nữa, thiên nhiên cổ ma càng không ngừng thôn vệ trái tim của cường giả, tu vi cũng sẽ không ngừng tăng lên, tương lai sẽ cường đại đến mức nào. Liệu tương lai có thể dung chuyển được căn cơ của triều đình hay không thì cũng khó mà nói trước được. Còn may là Ninh Tiểu Xuyên đã trốn đi, bằng không cũng khó mà thoát khỏi ma chảo của thiên niên của ma. Đồng thời, Ninh Tiểu Xuyên cũng lo lắng cho gia gia của mình, nếu như thiên nhiên cổ ma đối phó với ông ấy, cho dù tu vi võ đạo của gia gia đạt đến đăng phong tạo cực, cũng chưa chắc có thể phòng bị được mọi lúc mọi nơi. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp diệt trừ mầm họa này, có điều, bằng vào tu vi của ta hiện tại thì còn lâu mới là đối thủ của thiên nhiên cổ ma. Sử bà bà vẫn luôn truy đuổi thiên nhiên cổ ma, không biết lão nhân gia ấy đã vào hoàng thành chưa. Ninh Tiểu Xuyên chợt nghĩ tới sử bà bà thần bí, bà ta vẫn không ngừng truy tung thiên nhiên cổ ma, nhất định sẽ có biện pháp để ứng phó với hắn việc đối phó với thiên nhiên cổ ma, tất nhiên sẽ có những đại nhân vật trong triều đình suy nghĩ biện pháp. Ninh Tiểu Xuyên chỉ cần cẩn thận che giấu bản thân mà thôi, như vậy cũng không sợ đối phương sẽ tìm tới tận cửa. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, bên phía quan ngọc lâu, mặc dù Ninh Tiểu Xuyên chỉ nói nửa câu, thế nhưng hoa chấp sự đã hiểu được ý tứ của hắn. Chuyện tình giữa Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Xanh sớm đã bị tất cả mọi người trong hoàng thành biết được, có thể nói là rất nổi tiếng, ngay cả tiểu hài tử Mạc Tá cũng biết đôi chút. Hoa chấp sự biết Ninh Tiểu Xuyên rất quan tâm đến đệ nhất mỹ nhân hoàng thành này, liền nghiêm mặt nói: Quan Ngọc Lâu vẫn bình thường, thiên nhiên cổ ma cũng không đến đó. Nói một câu không nên nói, đó là trong khoảng thời gian tiểu hầu gia mất tích, vị ngọc cô nương này biểu hiện rất lãnh đạm, kém xa sự quan tâm của quận chúa nhà chúng ta đối với tiểu hầu gia. Nghe nói tiểu hầu gia xảy ra chuyện, quận chúa điện hạ đã mấy lần chạy đi cầu phó viện chủ mở ra thiên môn, nàng muốn ra khỏi thiên đế học cung, muốn đích thân tìm ngươi trở về. Thế nhưng quy củ của thiên đế học cung, hẳn là tiểu hầu gia cũng hiểu, không vượt qua tầng thứ bảy thông thiên kiều, thiên môn sẽ không mở ra cho nàng. Hoa chấp sự không rõ nội tình, nên tất nhiên không biết trong khoảng thời gian này ninh tiểu xuyên đều ở trong quan ngọc lâu cho nên đã hiểu lầm về ngọc ngưng xanh có điều thông qua hắn ninh tiểu xuyên cũng biết mộng ảnh không tiết lộ thân phận của ngọc ngưng xanh ra ngoài nếu thân phận của ngọc ngưng xanh bại lộ nhất định đã khiến dư luận xôn xao rồi nếu ninh tiểu xuyên nhắc đến quan ngọc lâu hoa chấp sự nhất định sẽ nói ra chuyện này nhưng nếu hoa chấp sự đã không nói vậy thì quan ngọc lâu cũng chưa xảy ra chuyện gì đôi khi ninh tiểu xuyên thực sự cảm thấy mình có chút không đoán được suy nghĩ của mộng ảnh yêu nữ này hành sự không theo lẽ thường nào ninh tiểu xuyên lại hỏi thăm hoa chấp sự về chủ dược địa tâm nham tương huyết để luyện chế đại địa độc tôn đan thế nhưng loại huyền dược cao cấp này quả thực quá thưa thất ngay cả dưỡng tâm điện kim bằng cũng không có hôm nay chuyện ta đến dưỡng tâm điện kim bằng vẫn mong hoa chấp sự sẽ giúp đỡ giữ bí mật ninh tiểu xuyên nói hoa chấp sự khẽ gật đầu nói đây là điều tất nhiên chẳng qua quận chúa điện hạ rất quan tâm tới an nguy của tiểu hầu ra nếu như ta không đem tin tức tốt này nói cho nàng biết nàng nhất định sẽ trách phạt ta a à, ninh tiểu xuyên nói không bao lâu nữa ta sẽ về thiên đế học công một chuyến sẽ đích thân trao đổi với quận chúa điện hạ nếu đã như vậy thì tất nhiên không còn gì tốt hơn trên mặt hoa chấp sự lộ ra nụ cười hiểu ý sau khi ninh tiểu xuyên rời khỏi dưỡng tâm điện kim bằng lại đến dưỡng tâm điện hoàng gia và dưỡng tâm điện thần lộ nhưng đều không tìm được địa tâm nham tương huyết huyền dược để luyện chế đại địa độc tôn đan quả thật khan hiếm thậm chí ngay cả ba đại dưỡng tâm điện cũng không thể tìm thấy cho dù thật sự có địa tâm nham tương huyết đoán chừng cũng đều bị vương hầu hoặc tông môn cất giấu tuyệt đối sẽ không lấy ra bán ninh tiểu xuyên có chút nhược trí không thể tìm được Địa Tâm Nham Tương Huyết thì cũng không có cách nào luyện chế được Đại Địa Độc Tôn Đan. Về Thiên Đế Học Cung tìm thử xem, lão gia hỏa phó viện chủ Tam sư võ viện hẳn là sẽ cất giấu rất nhiều đồ tốt, nói không chừng có thể tìm được Địa Tâm Nham Tương Huyết từ chỗ hắn. Ninh Tiểu Xuyên đi tới bên ngoài thiên môn, liền phân phó nô bộc đánh xe quay trở về U Linh Sơn Trang, sau đó một mình tiến vào thiên môn. Học viên khóa thứ nhất Thiên Đế Học Cung, Ninh Tiểu Xuyên, trở về Thiên Đế Học Cung, xin mở cửa. Ninh Tiểu Xuyên đứng dưới thiên môn, trong miệng phát ra một đạo sóng âm không lâu sau bên trong thiên môn cũng vang lên một thanh âm khảm học bài vào môn ấn nghiệm chứng thân phận ninh tiểu xuyên lấy học bài từ trong túi càn khôn ra bỏ vào chỗ lõm trên thiên môn khẽ ấn xuống một đường quang mang bạch sắc lập tức bao trùm lấy ninh tiểu xuyên một khắc sau ninh tiểu xuyên đã biến mất ở bên ngoài thiên môn tu vi võ đạo của ninh tiểu xuyên hiện nay đã không còn như xưa đã bước vào hàng ngũ cao thủ võ đạo tâm thần cũng cường đại gấp mấy chục lần có thể rõ ràng cảm giác được mình đang xuyên qua kẽ hở không gian phi hành vào đế hư đế hư không thuộc cùng một thế giới với ngọc lam đế quốc tựa như một hạt bụi lơ lửng trên thế giới chân thực cực kỳ nhỏ bé đương nhiên đối với võ giả bình thường mà nói thế giới đế hư vẫn to lớn vô cùng cùng tồn tại với vạn vật nhật nguyệt giao hòa khiến lòng người sản sinh sự kính sợ nếu như tu vi của ta cao đến một trình độ nhất định cho dù không thông qua thiên môn cũng có thể phá toái hư không dùng nhục thân vượt qua không gian tiến đến vị diện đế hư ninh tiểu xuyên khẽ lẩm bẩm âm thanh thiên đế nhận vang lên nếu là thế giới khác người có lẽ có thể thông qua phá toái hư không mà tiến vào thế nhưng đế hư là đạo tràng tu luyện do thiên đế mở ra, cho dù tu vi của ngươi có cao hơn, cũng khó có khả năng phá ra được. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm khiếp sợ, thiên đế quả thật không hổ là chân thần, mở ra đạo tràng tu luyện cũng giống như một tòa thế giới. Hơn nữa, có thể khẳng định một điều rằng, nơi này tuyệt đối chỉ là đạo tràng mà thiên đế mở ra lúc còn trẻ, sau khi trở thành trí cường, nhất định đã đi chu du khắp thiên hạ, đoán chừng rất ít khi quay trở lại đế hư. Thiên đế nhận nhắc nhở, đừng quên mục đích lần này chúng ta quay về thiên đế học cung bây giờ ta có thể khẳng định bên trong bạch vân động thiên nhất định có thể tìm được manh mối về thiên đế thần cung tại sao ngươi lại khẳng định như vậy ninh tiểu xuyên hỏi thiên đế nhận nói thiên đế bố trí một tòa thiên môn lớn như vậy tại hoàng thành chính là muốn tiếp dẫn người hữu duyên đến bạch vân động thiên ta đã tìm khắp đế hư chỉ có bạch vân động thiên là chưa tiến vào nếu như trong bạch vân động thiên không có manh mối lối vào thiên đế thần cung thì mới là chuyện lạ vụt bạch quang lại lần nữa lóe lên ninh tiểu xuyên đã tới thiên đế thành đứng trên thiên môn Ninh Tiểu Xuyên còn chưa kịp rời khỏi thiên môn thì biến cố liền phát sinh. Ầm ầm ầm, mặt đất chấn động, phía xa xa có một mảnh huyền thú đông nghịt lao tới, trên lưng mỗi một đầu huyền thú đều có một cao thủ võ đạo mặc khải giáp. Trong tay bọn hắn cầm trường mâu, vây quanh Ninh Tiểu Xuyên tại trung ương, trên mặt tràn ngập sát ý. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy chuyện này có chút không bình thường, nhưng quân sĩ chấp pháp đội này dường như là nhằm vào hắn mà tới. Đội trưởng đội chấp pháp Hàn Phú cưới một đầu đại địa tích dịch, từ bên trong đám quân sĩ chấp pháp đội đi ra, lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói: đúng là ninh tiểu xuyên bắt hắn lại cho ta hai tên quân sĩ chấp pháp đội cười lạnh một tiếng trên tay cầm xích sắt bằng huyền cương đi về phía ninh tiểu xuyên ánh mắt ninh tiểu xuyên trầm xuống quát chờ chút hàn phú mặc dù ngươi là đội trưởng chấp pháp đội của thiên đế học cung nhưng ngươi muốn bắt ta thì ngươi cũng phải cho ta biết lý do chứ ninh tiểu xuyên biết hàn phú vẫn luôn ngấp ngẽ, bắc minh thần công trên người hắn thậm chí sau khi hắn rời khỏi thiên đế học cung còn phái tôn hải hưng dẫn theo cao thủ chấp pháp đội đi rất hắn Chẳng qua, Ninh Tiểu Xuyên thật sự không ngờ rằng Hàn Phú lại dám trắng trận đối phó hắn, nên nhớ nơi này là thiên đế thành A. Ánh mắt Hàn Phú sắc bén như chim ưng, cười lạnh nói. Người muốn biết lý do, ta sẽ cho người một cái lý do. Người tàn sát học sinh đồng môn, chứng cứ vô cùng xác thực, người nói ta không có tư cách dẫn người về chấp pháp đường sao. Tàn sát đồng môn, đợi đã, người lấy gì chứng minh là ta tàn sát đồng môn. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm phẫn nộ, Hàn Phú vì muốn đạt được Bắc Minh thần công, thật sự là không từ thủ đoạn, việc này đã khiến Ninh Tiểu Xuyên nổi lên lửa giận hàn phú dường như đã sớm biết ninh tiểu xuyên sẽ không chịu ngoan ngoãn bó tay chịu trói liền nói dẫn nhân chứng nhân chứng trong đầu ninh tiểu xuyên lập tức sinh ra dự cảm bất hảo xem ra hàn phú đã sớm dự mưu rồi có điều ninh tiểu xuyên hiện nay đã không còn như xưa cho nên cũng không hề sợ hãi chút nào ngay cả minh chủ vân trung minh tiêu thành không ai sánh kịp cũng chất trong tay hắn tất nhiên hắn cũng sẽ không để hàn phú vào mắt một nam tử tuấn lãng từ trong chấp pháp đội đi tới trên người mặc học bào của thiên đế học cung ánh mắt thoáng ngớt qua ninh tiểu xuyên lập tức lộ ra ánh mắt cừu hận Khom người cúi đầu với Hàn Phú, nói. Chính là Ninh Tiểu Xuyên, ta tận mắt nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên rất tôn hải hưng. Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa nhíu mày, hắn có thể khẳng định là mình hoàn toàn không biết nam tử trẻ tuổi này. Thế nhưng, nam tử trẻ tuổi này tại sao lại dùng ánh mắt cầu địch để nhìn hắn? Hơn nữa, tôn hải hưng rõ ràng chất trong tay cao thủ ma môn thiên diệt đạo, tại sao hắn lại nói là bị ta rớt? Vì sao hắn lại giá họa cho ta? Chúng ta có cầu hận gì? Hàn Phú lướt nhìn thanh niên trẻ tuổi kia, cười nói. Nếu là người khác làm chứng xác nhận ngươi, có lẽ ta sẽ còn hoài nghi. Thế nhưng, Ninh Tiêu Kiếm chính là đệ tử của Kiếm Các Hầu phủ, thậm chí còn là đường huynh của ngươi, có hắn tự mình đứng ra làm chứng, tin rằng sẽ không oan cho ngươi. Xem ra Kiếm Các Hầu phủ, ngoại trừ tên hung thủ rất người là ngươi ra, vẫn còn một vài người chính trực như Ninh Tiêu Kiếm. Tất cả đều đã rõ, thì ra hắn là Ninh Tiêu Kiếm, trước khi Ninh Tiểu Xuyên thai tật khỏi hẳn thì Ninh Tiêu Kiếm đã là đệ nhất thiên tài của Kiếm Các Hầu phủ, là thần tượng một đời, giành được thành tích xếp hạng 12 thi vào Thiên Đế học cung, tạo nên không ít vinh quang cho kiếm các hầu phủ, thậm chí rất có khả năng trở thành người thừa kế kiếm các hầu phủ. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên chỉ cần đạt được khôi phủ một kỳ tại Thiên Đế học cung, liền khiến cho toàn bộ vinh quang huy hoàng của hắn bị dập tắt. Bây giờ, Ninh Tiểu Xuyên không chỉ trở thành tiểu hầu gia của kiếm các hầu phủ, thậm chí ngay cả phụ thân của Ninh Tiêu Kiếm Ninh Thiên Văn, từng một thời chấp trưởng quyền hành trong kiếm các hầu phủ, còn bị lão hầu gia trục xuất đến đất phong. Ninh Tiêu Kiếm tất nhiên ghi hận Ninh Tiểu Xuyên, muốn diệt trừ Ninh Tiểu Xuyên thật thống khoái, Ninh Tiêu Kiếm nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, khóe miệng khẽ cong lên, trong lòng thầm nghĩ. Ninh Tiểu Xuyên à Ninh Tiểu Xuyên, chờ đến khi ngươi rơi vào tay chấp pháp đội, trước tiên sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, để xem ngươi còn tư cách gì trở thành người thừa kế kiếm các hầu phủ. Hàn Phú đã từng hứa hẹn với hắn, chỉ cần hắn đứng ra làm chứng xác nhận Ninh Tiểu Xuyên, sau khi dẫn Ninh Tiểu Xuyên về chấp pháp đội, Bắc Minh thần công sẽ thuộc về hầu phủ, còn Ninh Tiểu Xuyên thì tùy ý để Ninh Tiêu Kiếm xử trí. Trong đầu Ninh Tiêu Kiếm đã nghĩ đến việc phải thu thập Ninh Tiểu Xuyên như thế nào chờ sau khi diệt trừ ninh tiểu xuyên người thừa kế của kiếm tắc hầu phủ vẫn phải để hắn lên làm thôi ninh tiểu xuyên lạnh lùng quan sát hết tất cả trong lòng cảm thấy nực cười chẳng lẽ hàn phú cảm thấy mình vẫn còn là ninh tiểu xuyên đã từng để mặc cho bọn hắn dẫn đến chấp pháp điện thẩm vấn sao người và vật không còn xưa chẳng bằng nay tu vi võ đạo sẽ quyết định ai đúng ai sai hàn phú nói nếu như ninh tiểu xuyên đã không còn lời nào để nói người đâu trói hắn ta lại mang về chấp pháp điện hàn phú người thật to gan hôm nay ta muốn xem ai dám trói hắn từ xa thanh âm của ngự thiến thiến truyền tới người còn chưa tới nhưng thanh âm đã đến trước trên không trung ngự thiến thiến đứng trên một đầu bạch hạc dài 4 mét mặc trường bào gấm vóc màu vàng mái tóc dài phiêu giật dáng người tuyệt lệ tựa như một vị tiên tử từ trong mây giáng xuống bạch hạc đáp xuống bên ngoài thiên môn liền khiến cho đám quân sĩ chấp pháp đội nháo nhào thối lui nàng từ trên lưng bạch hạc nhảy xuống nhẹ nhàng hạ xuống đất chấn trụ hai tên quân sĩ muốn tiến lên bắt giữ ninh tiểu xuyên không người nào dám đắc tội với thiến thiến quận chúa của đại kim bằng vương phủ Phụt phụt phụt, hơn 10 cao thủ võ đạo theo sát sau lưng ngựa Thiến Thiến, tựa như một đám huyễn ảnh đứng hai bên đường lớn, nhìn chằm chằm vào đám cường giả chấp pháp đội của Hàn Phú. Sau khi Hàn Phú biết tin Ninh Tiểu Xuyên trở về Thiên Đế Học Cung, liền lập tức chạy tới đây chặn đường Ninh Tiểu Xuyên, chính là vì muốn tránh mặt Thiến Thiến Quận Chúa. Thế nhưng không ngờ Thiến Thiến Quận Chúa vẫn chạy đến đây, lần này muốn đối phó Ninh Tiểu Xuyên cũng khó khăn hơn rồi. Trong lòng Hàn Phú thầm than một tiếng. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên từng đánh bại danh dương, thế nhưng Hàn Phú cũng không để Ninh Tiểu Xuyên vào mắt, đối phương chỉ là một tân sinh mà thôi. Người duy nhất khiến hắn kiêng kỵ, chính là vị thiến thiến quận chúa trước mặt. Quận chúa điện hạ, Ninh Tiểu Xuyên tàn sát đồng môn, tội ác cực lớn, ta là đội trưởng chấp pháp đội, phải theo lẽ công bằng mà làm, đưa hắn trở về chấp pháp đường thẩm vấn. Mong quận chúa điện hạ đừng vượt quyền, Hàn Phú không kiêu ngạo không xiểm định nói, Hàn Phú, người đang giáo huấn bổn quận chúa không hiểu pháp quy của Thiên Đế học công sao? Ngự Thiến thiến nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, thấy Ninh Tiểu Xuyên thực sự trở lại, tảng đá đè nặng trong lòng nàng, rốt cuộc cũng được nhấc xuống. Không dám, chỉ là, Ninh Tiểu Xuyên quả thật có tội, nếu như ta không bắt hắn lại, e rằng không thể giao phó được với chấp pháp trưởng lão. Hàn Phú nói, lúc này, Lan Phỉ công chúa cũng dẫn theo một đám cao thủ võ đạo chạy tới. Nàng ngồi trên một cỗ xa giá hoa lệ, trên người mặc tơ lụa, quý khí bức người, không giống như đang tu luyện trong Thiên Đế học cung, ngược lại càng giống như tới Thiên Đế thành để tu du ngoạn hơn. Thiến Thiến, nếu như hàn đội trưởng đã theo lẽ công bằng hành sự lại có người làm chứng mà ngươi vẫn quấy nhiễu thì đúng là ngươi không đúng rồi thanh âm của lan phỉ công chúa từ trong xa giá vang lên mang theo nụ cười thản nhiên hàn phú vội vàng hành lễ nói công chúa điện hạ nói rất đúng ngựa thiến tiến biết lan phỉ công chúa chính là nhằm vào nàng mà đến có lan phỉ công chúa ở đây làm khó e rằng lần này không dễ giải quyết rồi học viên của thiên đế học cung đều biết đại kim bằng vương và ngọc lam đại đế không hòa thuật. Ở trong học cung cũng chia thành hai phe phái, có người nghe theo hiệu lệnh của Ngự Thiên Thiến, có người lại gia nhập dưới trướng Lan Phỉ công chúa. Sau khi tiêu thành chất, Vân Trung Minh liền sụp đổ, trong Thiên Đế học cung cũng không còn thế lực một nhà độc đại nữa, Ngự Thiên Thiến và Lan Phỉ công chúa đại biểu cho hai trận doanh đã trở thành bố cục mới tại Thiên Đế học cung hiện nay. Lan Phỉ công chúa đại biểu cho hoàng tộc, đại biểu hoàng quyền, giành được sự ủng hộ của đa số học sư và học viên, thực lực mạnh hơn Ngự Thiên Thiến không ít. Đương nhiên, sức ảnh hưởng của Đại Kim Bằng Vương phủ cũng cực lớn lung lạc được không ít học viên và học sư, địa vị đủ sánh ngang Lan Phỉ công chúa. Lan Phỉ công chúa và Ngự Thiến Thiến đối đầu khắp nơi, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lan Phỉ công chúa và Ngự Thiến Thiến đang rằng co với nhau, Hàn Phú liền lập tức hạ lệnh cho hai tên cao thủ chấp pháp đội tu vi thần thể tầng thứ 9 xông lên bắt Ninh Tiểu Xuyên. Hai vị cao thủ chấp pháp đội cầm theo xích sắt, cười gần đi về phía Ninh Tiểu Xuyên. Bọn hắn căn bản không hề lo lắng Ninh Tiểu Xuyên sẽ phản kháng, nếu như dám chống lại lệnh bắt thì tội lại nặng thêm một bậc, Leng keng, xích sắt giống như hai đầu thiết xà, hướng về phía cổ của Ninh Tiểu Xuyên mà quấn tới. Ninh Tiểu Xuyên đứng bất động tại chỗ, vận khởi Vân Hà Quy Nguyên khí, một cái lồng ánh sáng đường kính 9m, liền từ thân thể phóng xuất ra, chấn bay hai tên cao thủ chấp pháp đội tu vi thần thể tầng thứ 9. Hai vị cao thủ chấp pháp đội nặng nề ngã xuống đất, giống như hồ lô lăn trên đất. Trong đó, một tên cao thủ chấp pháp đội vô cùng trật vật đứng dậy, giận dữ quát: "Ninh Tiểu Xuyên, ngươi dám chống lại lệnh bắt?" Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng chừng mắt nhìn hắn một cái, nói: nếu như ta thật sự chống lại lệnh bắt người cảm thấy người còn có thể sống sót mà đứng dậy sao tên cao thủ chấp pháp đội bị ninh tiểu xuyên trừng mắt một cái liền thối lùi một bước trong đầu phát ra tiếng nổ vang giống như màng nhĩ bị vỡ nát lúc ninh tiểu xuyên rời khỏi thiên đế học cung tu vi chỉ mới thần thể tầng thứ 8, bây giờ còn chưa đến một năm chẳng lẽ hắn đã bước vào thoát tục cảnh ninh tiểu xuyên cũng lời để ý đến tên võ giả thần thể tầng thứ 9 kia trực tiếp đi về phía ninh tiêu kiếm bộc phát khí thế võ tôn ra tinh khí thần tăng vọt tạo thành một không gian tinh thần éo thẳng tới chỗ ninh tiêu kiếm Ninh Tiêu Kiếm chính là tu vi thoát tục tầng thứ nhất, có thể xếp vào hàng ngũ cao thủ thế hệ trẻ, thế nhưng, dưới sự áp bách cường thế của Ninh Tiểu Xuyên, hắn chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Người tận mắt nhìn thấy ta rất chất tề thiên hầu phủ sao? Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên vô cùng lạnh lẽo, đứng cách Ninh Tiểu Xuyên năm bước chân. Huyền khí võ đạo trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên tán phát ra, khóa chặt lấy đối phương. Ninh Tiêu Kiếm cũng không ngờ tu vi của Ninh Tiểu Xuyên lại cường đại đến tình trạng này, quả thực giống như có một tòa núi cao ép lên đầu hắn, khiến hắn không thở nổi. Ninh Tiêu Kiếm cắn chặt răng, nói: không sai chính là ngươi chẳng lẽ ngươi không biết tội vu khống đồng môn cũng sẽ bị học công trọng phạt sao nếu như để lão hầu ra biết được ngươi liên hợp với ngoại nhân đối phó huynh đệ đồng tông e rằng ngươi cũng sẽ bị hầu phủ đầy lưu vong a à. ninh tiểu xuyên nói ninh tiêu kiếm nói ta làm việc quang minh lỗi lạc không hề vô tội người khác cũng không sợ bị ngươi uy hiếp ta uy hiếp ngươi ta chính là người thừa kế kiếm các hầu phủ bây giờ ta có thể đại biểu cho hầu phủ phế bỏ ngươi ngươi tin không ninh tiểu xuyên cực kỳ căm ghét đối với loại tiểu nhân như ninh tiêu kiếm Ninh Tiểu Xuyên, nơi này chính là thiên đế học cung, người muốn rất người diệt khẩu sao. Hàn Phú lạnh lùng nói, đây là tranh chấp nội bộ kiếm các hầu phủ chúng ta, Hàn đội trưởng tốt nhất đừng xen vào, không có lợi với người đâu. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không để Hàn Phú vào mắt, vỗ ra một đạo đại thủ ấn về phía Ninh Tiêu Kiếm. Hàn Phú giận không thể nuốt trôi, Ninh Tiểu Xuyên quả thật quá cản rỡ, không ngờ hoàn toàn không để đội trưởng chấp pháp đội như hắn vào mắt. Hôm nay nếu không giáo huấn hắn một phen, sau này còn lăn lộn được nữa sao? Hàn Phú từ trên lưng đại địa tích dịch nhảy xuống, thân thể đạp lên không chung một cái, cánh tay đánh ra một đạo trưởng quang trói lọi, một trưởng chớm xuống, đánh ra một đạo trưởng đao dài hơn 10 thước. Hàn Phú có tu vi thoát tục tầng thứ bảy, thiên tư tuyệt đỉnh, thể chất cường hoành, đạo trưởng đao này tất nhiên không phải trò đùa, thậm chí có uy năng phá núi đoạn sông. Ninh Tiểu Xuyên dường như đã biết trước Hàn Phú sẽ ra tay, huyền khí trên cánh tay đột nhiên đổi hướng, đánh về phía Hàn Phú. Đại thủ ấn liền bao trùm lấy trường đao và Hàn Phú, giống như muốn bóp nát Hàn Phú thành mảnh vụn. Trong lòng Hàn Phú thầm giật mình, lực lượng của đại thủ ấn này thật không phải chuyện đùa, khiến hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Làm sao có thể, Ninh Tiểu Xuyên mới bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ tu vi võ đạo của hắn đã cường đại đến mức có thể uy hiếp cả ta? Hàn Phú căn bản không tin, chỉ trong vòng một năm mà Ninh Tiểu Xuyên có thể từ thần thể tầng thứ 8 trưởng thành đến mức có thể uy hiếp được hắn. Huống chi, dưới tình huống không tiến vào thiên cung tu luyện, muốn đột phá nhanh đến mức này thì lại càng không thể. Nhưng sự thật đã nói cho hắn biết, tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay thật sự không yếu hơn hắn bao nhiêu. Hàn Phú một hơi bỏ ra 15 đạo trưởng đao, mỗi một đạo trưởng đao đều dài hơn 10 thước, quả thực giống như một trận sóng biển cuồn cuộn ập tới. Vạn kiếm hóa vũ, Ninh Tiểu Xuyên vỗ ra một trường, huyền khí võ đạo ngưng luyện thành thần thông võ đạo, vạn kiếm hóa vũ, 100 đạo hư ảnh kiếm khí lập tức bay ra ngoài, nghiền nát toàn bộ trưởng đao của Hàn Phú. Mưa kiếm bay tới, lập tức đánh tan huyền cương hộ thể của Hàn Phú, gần như sắp loạn kiếm đâm chất hắn. Hàn Phú giật mình kinh hãi, còn may là tu vi võ đạo của hắn cao tuyệt, năng lực ứng biến cũng cực nhanh, lập tức triển khai thần thông thân pháp, thân thể thối lui hơn 10 trượng, tránh đi kiếm vô công kích. Thế nhưng, góc áo của hắn vẫn bị chớm dụng một mảnh, có thể thấy được vừa rồi giao thủ hung hiểm đến mức nào. Ninh Tiểu Xuyên và Hàn Phú giao phủ chỉ trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, tu vi võ đạo của những võ giả ở đây lại kém xa hai người. Cho nên bọn hắn chỉ thấy Hàn Phú công kích về phía Ninh Tiểu Xuyên, sau đó rất nhanh liền bị Ninh Tiểu Xuyên đánh lui, ngay cả góc áo trên người cũng bị chớm dụng. Mà Ninh Tiểu Xuyên thì vẫn đứng tại chỗ, không chút sức mẻ. Toàn trường đều yên tĩnh, gần như tất cả mọi người đều không thể tin tưởng vào hai mắt của mình. Hàn Phú dù sao cũng là khôi thủ khóa thứ ba của Thiên Đế Học Cung, đã tu luyện trong Thiên Đế Học Cung hơn 10 năm. Tạm thời không nói là vừa rồi Hàn Phú có khinh địch hay không, chỉ bằng việc Ninh Tiểu Xuyên có thể đánh lui hắn, cũng đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi rồi. Ngự Thiến Thiến vốn đang lo lắng cho Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng, sau khi thấy một màn vừa rồi, trong lòng cũng giật mình không nhỏ. Phó đạo của Ninh Tiểu Xuyên tiến cảnh quá nhanh, quả thực còn nhanh hơn cả nàng tu luyện trong thiên cung. Lan Phỉ công chúa cũng từ trong xa giá bước ra, một lão giả đứng sau lưng nàng khẽ nói một câu. Ánh mắt của Lan Phỉ công chúa lập tức tập trung lên người Ninh Tiểu Xuyên, trong mắt nhiều hơn vài phần sắc thái kinh ngạc, trên mặt thậm chí lộ vẻ vui mừng. Ninh Tiêu Kiếm tất nhiên cũng bị dọa phát khiếp, chỉ trong một năm ngắn ngủi, Ninh Tiểu Xuyên đã trưởng thành đến mức khiến cho hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Các ngươi muốn kiến thức Bắc Minh thần công, ta sẽ để các ngươi kiến thức một chút. Ninh Tiêu Kiếm, ngươi liên hợp với ngoại nhân, đối phó với tiểu hầu gia của kiếm các hầu phủ, đây là tử tội, thế nhưng, nể tình ngươi và ta đồng tông đồng tộc, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Ninh Tiểu Xuyên đối phó với địch nhân, cho tới nay đều chưa từng nhân từ nương tay với bất kỳ kẻ nào. Phanh, một trường của Ninh Tiểu Xuyên vỗ lên vai Ninh Tiêu Kiếm, điều động lực lượng ma kiếm, điên cuồng hấp thu huyền khí võ đạo trong cơ thể Ninh Tiêu Kiếm. Nửa ngày sau, huyền khí võ đạo trong cơ thể Ninh Tiêu Kiếm đã bị Ninh Tiểu Xuyên hút sạch. Có điều, Ninh Tiểu Xuyên lại không hút máu của hắn, bảo lưu cho hắn một mạng. Ầm, ừ, Ninh Tiểu Xuyên ném Ninh Tiêu Kiếm bay ra ngoài, rơi vào trong rãnh nước, tựa như ném một con chó chất. Ninh Tiểu Xuyên, người quá cản rỡ rồi. Hàn Phú trầm giọng nói, Hàn Phú rốt cuộc cũng hiểu tại sao tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên lại tiến bộ thần tốc như vậy. Thì ra đều là vì Bắc Minh thần công, chính vì vậy, hắn lại càng thèm khát loại thần công này hơn. Vừa rồi giao thủ với Ninh Tiểu Xuyên, mặc dù thất bại, nhưng chẳng qua là do hắn không sử dụng toàn lực, khinh thị như thế nào mà thôi. Nếu như toàn lực ra tay, hắn vẫn có 10 phần lòng tin có thể trấn áp Ninh Tiểu Xuyên. Hàn đội trưởng, chẳng lẽ muốn tự mình ra tay bắt ta? Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề có chút hảo cảm nào đối với Hàn Phú. Lúc Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi Thiên Đế Học Cung, Hàn Phú liền phái cao thủ chấp pháp đội đi bắt hắn, muốn chiếm lấy Bắc Minh thần công. Còn may là Ninh Tiểu Xuyên đột phá cảnh giới, cho nên mới đánh tan cao thủ chấp pháp đội, bằng không chưa chắc có thể bình yên đứng được ở đây. Hàn Phú ngẩng đầu, hai tay xoa vào nhau, ánh mắt sắc bén, nói: "Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, pháp luật kỳ cương của Thiên Đế Học Cung, không phải ai cũng có thể vi phạm. Nếu ngươi thức thời, nên ngoan ngoãn theo ta đến chấp pháp đội, bằng không một khi ta ra tay, nếu như thương tổn tới ngươi, vậy thì cũng đừng trách ta ra tay quá ác." Ninh Tiểu Xuyên không hề yếu thế chút nào, nói, vậy phải xem Hàn đội trưởng có thật sự có bản lĩnh để bắt ta hay không. Hàn Phú cười lạnh, huyền khí võ đạo trong cơ thể tràn ra, hóa thành hỏa diễm, bao trùm lấy hai chân. Hắn bước ra một bước, chỉ trong giây lát đã xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, một trường vỗ tới, đánh ra hỏa diễm chói mắt. Hàn Phú tu luyện ngũ hành thần thể, có thể khống chế, hỏa hành lực, thân thể tựa như hóa thành một vầng thái dương, khiến cho mỗi một tấc da thịt đều tản mát ra từng hạt hỏa tinh, khiến cho không khí bị đốt nóng phát ra tiếng tanh tách. Hai chân Ninh Tiểu Xuyên trầm xuống, Phiến đá dưới chân vỡ ra, trong tay phát ra một tiếng thú gầm, hơn 10 đạo thiểm điện từ trong tay bay ra, ngưng tụ thành một đầu thần thú trên nắm quyền. Hàn Phú không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại dám liều mạng với hắn, trong lòng cười một tiếng, nói: "Thật đúng là không biết trời cao đất rộng." Hắn không lưu tay nữa, lực lượng trên cánh tay lập tức tăng thêm 3 phần, thế công kích càng mạnh mẽ hơn. Phanh, hai người liều mạng, mặt đất chấn động mãnh liệt, tạo thành khe nứt. Kiến trúc hai bên đường sụp xuống, vách tường bị ép sập, tạo thành một đống phế tích. Ngự thiến, thiến đứng ở đằng xa, vốn còn lo lắng cho Ninh Tiểu Xuyên, nhưng thấy hắn có thể chống lại Hàn Phú mà không rơi vào thế hạ phong, thì trong lòng cũng an tâm hơn một chút. Mục lão sư, Vân sư phụ, xin các vị hãy thi triển đạo thuật, bố trí trận pháp, cố định lại không gian xung quanh, bằng không hai người bọn họ chiến đấu, nhất định sẽ tạo thành hư tổn lớn đối với Thiên Đế Thành. Lan Phỉ công chúa nói, hai lão giả mặc đạo bào thi triển ngự phong thuật, thân thể bay lên, lơ lửng giữa không trung. Trong tay đánh ra từng viên huyền thạch, cố định trong linh huyệt giữa hư không, bố trí thành trận pháp, phong bế toàn bộ không gian. Ngự Lan Phỉ, ngươi làm như vậy là có ý gì? Ngự Thiên Tiến có chút không vui mà nói. Lan Phỉ công chúa thản nhiên nói, Tu Vi võ đạo của hai người bọn họ cường đại như vậy, nếu như toàn lực tranh đấu, tất sẽ khiến Thiên Đế thành tổn hại vô cùng. Ta chỉ đang bảo vệ Thiên Đế thành mà thôi. Người sáng suốt đều nhìn ra được. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên tiến bộ thần tốc, thế nhưng Tu Vi võ đạo dù sao vẫn không bằng Hàn Phú. Bây giờ không gian đã bị cố định, nếu như Ninh Tiểu Xuyên bị Hàn Phú đánh bại, chẳng phải ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có sao? Nếu như chỉ là võ giả thoát tục tầng thứ bảy bình thường căn bản không thể tạo thành uy hiếp với ninh tiểu xuyên thế nhưng hàn phú lại không phải là võ giả thoát tục tầng thứ bảy bình thường thể chất của hắn kinh người có thực lực vượt cấp rất người tạo thành áp lực rất lớn đối với ninh tiểu xuyên hỏa phương linh hàn phú thi triển ra một chiêu thần thông võ đạo tuyệt diệu trong tay ngưng tụ ra hơn 10 đầu hỏa phượng linh vũ dài hơn 10 thước giống như thần diễm thiên đao chớm sượt qua bên hông ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên thi triển thất thải na di muốn lướt ra ngoài tránh né nhưng lại phát hiện không gian bị cố định cho nên hoàn toàn áp chế tốc độ mà mình vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo Hàn Phú trầm giọng cười một tiếng, lại lần nữa huy động hỏa phượng linh vũ chớm tới, bước Ninh Tiểu Xuyên vào trong góc, giống như muốn dồn hắn vào chỗ chất. Tinh Nguyệt Đồng Thiên, Ninh Tiểu Xuyên tránh qua một bên, lòng bàn tay đánh ra một đạo ánh sao, đâm thẳng vào mắt Hàn Phú, khiến cho hắn chỉ có thể thu hồi hỏa phượng linh để phòng ngự. Ầm, bên trong tinh quang đầy trời, một đạo nguyệt nhận màu bạc chớm tới, đánh tan thần thông của Hàn Phú, đánh lên ngực hắn, lưu lại một đạo vết đao đẫm máu. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên giành được tiên cơ, lập tức công kích tới, một đạo diệt thế sóng kiếm liền đâm về phía ngực Hàn Phú. Đầu ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên phóng ra một đạo kiếm khí cực lớn, phong tỏa không gian trong phạm vi 10 mét, giống như một mặt kính, chấn nát khối huyền thạch giữa không trung thành bụi phấn. Hàn Phú chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến cảm giác đau nhói, trong lòng cực kỳ kinh hãi, vô cùng tập trung huyền khí tại vị trí trước ngực. Phanh, trong ngực Hàn Phú bay ra một đạo ngân quang, ngăn cản diệt thế sóng kiếm, thế nhưng thân thể vẫn bị lực trùng kích cường đại đẩy lui, bay xa hơn 7 trượng. Ngân quang bao quanh một cái cổ kính lớn bằng bàn tay, rơi vào trong tay Hàn Phú. Đây là một cái hộ tâm kính, Hộ tâm kính này cấp bậc ít nhất cũng là huyền khí ngũ phẩm, bên ngoài lưu động huyền khí màu vàng, mang theo một luồng ý vị cổ xưa hàm súc. Hàn Phú cầm hộ tâm kính trong tay vung lên, quang mang trên mặt kính phản xạ, lập tức đánh sập một tòa lầu gỗ cao 3 tầng bên cạnh Ninh Điểu Xuyên, tòa nhà bằng gỗ lập tức bốc cháy hừng hực. Chiếc gương này là huyền khí thất phẩm, ta muốn nó rồi. Âm thanh của Thiên Đế nhận vang lên trong huyền thú giám, lộ vẻ hưng phấn vô cùng. Huyền khí thất phẩm, ngay cả một vài võ tôn cũng không có được huyền khí thất phẩm, Hàn Phú làm sao có thể có được huyền khí thất phẩm? Đúng rồi, Hàn Phú chính là khôi thủ khóa thứ ba, lúc ấy nhất. Định là nhân vật phong vân, được ban thưởng một kiện huyền khí thất phẩm, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ninh Tiểu Xuyên, tu vi của ngươi có thể trưởng thành đến mức này, quả thật nằm ngoài dự đoán của ta, chẳng qua, trước mặt, ánh thế kính, tất cả thần thông võ đạo của ngươi đều không thể chịu nổi một kích. Hàn Phú tự tin nói, thật sao? Vậy ngươi thử xem, Ninh Tiểu Xuyên nói, Hàn Phú giẫm mạnh một cái, nhảy lên một cái ban công cao ngất, dùng ánh thế kính chiếu về phía tòa kiến trúc sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt kính lập tức hiện ra hình ảnh tòa kiến trúc đáng sợ nhất chính là không ngờ hình ảnh lại phóng ra khỏi mặt kính đánh xuống ninh tiểu xuyên một đám kiến trúc khổng lồ giống hệt như kiến trúc trong nội thành sau lưng ninh tiểu xuyên từ trong gương bay ra ngoài che khuất toàn bộ ánh sáng mặt trời giống như muốn đẻ chất ninh tiểu xuyên dưới đống kiến trúc này ninh tiểu xuyên cuối cùng cũng đã hiểu tại sao chiếc gương này được gọi là ánh thế kính ý tứ chính là chỉ cần là vật bị chiếc gương này chiếu xạ đều có thể từ trong gương bay ra công kích đối thủ quả nhiên không hổ là huyền khí thất phẩm huyền diệu vô song uy lực cực lớn có lực lượng hủy diệt thành trì Ninh Tiểu Xuyên mặc dù không thể sử dụng ma kiếm, cũng không thể triệu hoán hư ảnh tổ sư dưỡng tâm điệt, nhưng trong lòng lại không hề sợ hãi chút nào, liền thi triển thần thông vạn kiếm hóa vũ, trên bầu trời lập tức nổi lên mây đen dày đặc, mưa lớn cấp tốc chút xuống. Hơi nước ngưng tụ thành kiếm, bay ngược lên trên, đánh nát khối kiến trúc nội thành từ bên trên rơi xuống. Bàn chân Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên giẫm mạnh lên đất một cái, thân thể bắn lên, xuyên qua khe nứt của kiến trúc. Hơn vạn thanh thủy kiếm ngưng tụ thành một thanh cửa kiếm dài hơn 30 thước, bổ thẳng về phía Hàn Phú. Hàn Phú đứng ở trên mái nhà, chiếu ánh thế kính về phía Ninh Tiểu Xuyên, trong gương không ngờ cũng bay ra một đạo cửa kiếm dài hơn 30 thước, chớm tới Ninh Tiểu Xuyên. Phanh, hai thanh cửa kiếm đồng thời vỡ ra, hóa thành từng tia kiếm khí cực nhỏ. Không ngờ ngay cả thần thông võ đạo cũng thể chiếu xạ. Ninh Tiểu Xuyên không tin có tà, liền đánh ra thần thông võ đạo, tinh nguyệt đồng thiên, lập tức ngàn vạn điểm tinh quang chiếu sáng cả thiên đế thành, một đạo nguyệt nhận ngân sắc chớm thẳng ra ngoài. Trên mặt gương ánh thế kính cũng hiện ra cảnh tượng, tinh nguyệt đồng thiên, lập tức đánh nát thần thông võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, huyền khí thất phẩm huyền diệu, không phải là thứ mà người có thể tưởng tượng đâu. Hàn Phú cười mỉa mai, đem ánh thế kính hướng về phía Thông Thiên Kiều, trên mặt kính lập tức xuất hiện một cây cầu đá khổng lồ. Thông Thiên Kiều hơn 100 mét, liền từ trong ánh thế kính bay ra, lao thẳng tới Ninh Tiểu Xuyên, đè sập cả một đám kiến trúc, khiến tất cả biến thành phế tích. Ninh Tiểu Xuyên muốn triển khai Nộ Phong chi dực, nếu như có thể phi hành chiến đấu với hầu phủ, thì ít nhất cũng có thể đứng ở thế bất bại. Thế nhưng, song dực vừa mở ra, thì lại phát hiện không gian bị cố định, căn bản là không thể phi hành đáng chết ninh tiểu xuyên hung hăng chừng mắt nhìn lan phỉ công chúa một cái nếu không phải nàng hạ lệnh cố định không gian ninh tiểu xuyên hoàn toàn có thể phô bày ra ưu thế tốc độ và khả năng phi hành như vậy cũng không phải sợ ánh thế kính của hàn phú chờ sau khi thu thập hàn phú xong sẽ chừng trị ngươi hàn phú mặc dù chiếu thông thiên kiều vào mặt kính thế nhưng thông thiên kiều bay ra ngoài còn lâu mới cường đại như thông thiên kiều chân chính chẳng qua là dựa vào trận pháp bên trong ánh thế kính đem huyền khí và đất đá ngưng tụ thành hình thái thông thiên kiều mà thôi Ninh Tiểu xuyên có thể khẳng định rằng bên trong ánh thế kính nhất định cũng có một tiểu thế giới. Chuyên cung cấp tài nguyên vật chất cho ánh thế kính, dùng để ngưng tụ thành nội thành và thông thiên kiều làm thủ đoạn công kích. ầm, um, Ninh Tiểu xuyên một trường bổ đôi thông thiên kiều, chân đạp lên cầu gãy, đánh ra một đạo diệt thế sóng kiếm về phía mi tâm của Hàn Phú. Hàn Phú lại một lần nữa khởi động ánh thế kính, muốn dùng mặt kính để chiếu xạ ra diệt thế sóng kiếm phản kích Ninh Tiểu xuyên. Thế nhưng lần này hắn đã tính sai, phía trên ánh thế kính căn bản không bay ra diệt thế sóng kiếm. Trong lúc cấp bách, Hàn Phú chỉ có thể dùng ánh thế kính để ngăn cản diệt thế sóng kiếm. Phanh, diệt thế sóng kiếm lập tức đánh thẳng lên ánh thế kính. Một luồng lực lượng khổng lồ từ trên ánh thế kính lập tức tràn vào trong cánh tay Hàn Phú, chấn cho cánh tay hắn run lên, thoáng cái đã lùi về sau hơn 10 bước, lúc này mới đánh tan được luồng lực lượng kia. Điều này làm sao có thể? Không ngờ ánh thế kính lại không thể chiếu xạ ra thần thông võ đạo của ngươi. Hàn Phú khiếp sợ không thôi, từ khi hắn có được ánh thế kính đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Ánh Thế Kính chính là một kiện huyền khí, do Hàn Phú dùng huyền khí của mình để cung cấp năng lượng. Bất luận là võ giả hay là tu sĩ đạo môn, tất cả đều tu luyện huyền khí. Cho nên Ánh Thế Kính mới có thể mượn thần thông hoặc đạo thuật mà họ thi triển, chiếu xạ lại, phản công đối phương. Thế nhưng, diệt thế sóng kiếm mà Ninh Tiểu Xuyên thi triển, lại không phải thần thông võ đạo, cũng không phải thuật pháp đạo môn, mà là thức thứ nhất của diệt thế kiếm đạo. Thứ tạo nên diệt thế sóng kiếm cũng không phải huyền khí, mà là diệt thế chi khí bất luận là ánh thế kính hay là hàn phú đều không có diệt thế chi khí tất nhiên cũng không thể chiếu xạ được hình ảnh của diệt thế sóng kiếm ninh tiểu xuyên lại lần nữa đánh ra một đạo diệt thế sóng kiếm một đạo sóng kiếm khí lại trùng kích ra ngoài hàn phú không dám khinh suất dùng ánh thế kính ngăn cản liền đánh ra một đoàn hỏa diễm triệt tiêu diệt thế sóng kiếm vụt vụt ninh tiểu xuyên điều động bảy đạo diệt thế chi khí trong cơ thể tập trung lại thành một tia ngưng tụ thành một đường sóng kiếm vận hành trong huyết mạch phóng ra từ đầu ngón tay diện tích sóng kiếm bao trùm cực lớn, trong phạm vi 10 thước đều biến thành trận vực sóng kiếm. Hàn Phú vì muốn thăm dò lực lượng của đạo sóng kiếm này, liền ném một thanh chiến kiếm cấp bậc huyền khí nhị phẩm tới, chiến kiếm vừa lọt vào khu vực diệt thế sóng kiếm, liền bị nghiền nát trong nháy mắt, biến thành hơn 10 đoạn sắt vụn. Thật mạnh, Hàn Phú vội vàng hướng ánh thế kính về phía thiên cung, trên mặt kính liền chiếu ra một tòa thiên khuyết cung điện vô cùng khổng lồ. Cung điện từ trong mặt gương bay ra, ngăn cản trước người của hắn. Phanh, diệt thế sóng kiếm liền bắn xuyên cung điện, tạo thành một cái hố lớn đường kính đến 1 mét cuối cùng bị ánh thế kính của Hàn Phú ngăn cản. Không đợi Hàn Phú kịp thở vào một hơi, Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa đánh ra một đạo diệt thế sóng kiếm. Diệt thế sóng kiếm chính là thức thứ nhất của diệt thế kiếm đạo. Thức thứ hai của diệt thế kiếm đạo là diệt thế kiếm phách, uy lực so với diệt thế sóng kiếm còn cường đại hơn, có thể triệu hoán ra hư ảnh tổ sư diệt thế đạo, có thể mượn một tia lực lượng của tổ sư diệt thế đạo. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên đã sử dụng thân phận xuyên công tử để thi triển diệt thế kiếm phách, nếu như bây giờ lại thi triển ra thì nhất định sẽ bại lộ thân phận. Cho nên, hắn chỉ có thể sử dụng diệt thế sóng kiếm để công kích Hàn Phú. Hàn Phú mặc dù dùng ánh thế kính ngăn cản diệt thế sóng kiếm, nhưng huyền khí của bản thân cũng tiêu hao rất nhiều, sau khi ngăn cản chín đạo diệt thế sóng kiếm của Ninh Tiểu Xuyên, cũng mệt đến vã mồ hôi, huyền khí trong cơ thể đã tiêu. Hao hơn nữa, không thể tiếp tục sử dụng ánh thế kính được nữa, bằng không thì sẽ bị Ninh Tiểu Xuyên làm kiệt sức mà chất. Trong đầu Hàn Phú thầm nghĩ như vậy, đang định thu hồi ánh thế kính thì Ninh Tiểu Xuyên đã xuất hiện bên cạnh người hắn, vỗ ra một trường đánh lên vai hắn phanh một đạo thiểm điện tràn vào trong người hàn phú khiến toàn thân hàn phú run rẩy không ngừng da chóc thịt bong lông tóc dựng thẳng trong cơ thể có vài chục sợi huyết mạch đã bị chân đứt ninh tiểu xuyên ta cảm thấy chuyện ngươi tàn sát đồng môn còn có rất nhiều điểm nghi vấn không thể vội vàng kết luận cần phải kiểm chứng thêm hàn phú bị trọng thương không thể không xuống nước bây giờ mới phát hiện điểm nghi vấn sao lúc ngươi muốn bắt ta tại sao không nói ninh tiểu xuyên lại chớm ra một đạo thiểm điện bổ lên cánh tay hàn phú đánh cho cánh tay của hắn cháy đen khói xanh không ngừng bốc lên Keng, xương tay của Hàn Phú gãy thành sáu đoạn, ánh thế kính cũng theo đó mà rơi xuống đất. Ninh Tiểu Xuyên phất ống tay áo một cái, liền thu lấy ánh thế kính. Đây chính là một kiện huyền khí thất phẩm, giá trị liên thành. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên cũng đã được chứng kiến sự lợi hại của ánh thế kính, nếu như để cho hắn thi triển, khẳng định là càng phát huy được uy lực lớn hơn. Hàn Phú cũng mặc kệ ánh thế kính, chỉ sợ bị Ninh Tiểu Xuyên diệt sát, trong lòng khiếp đảm vô cùng, không ngừng thối lui, nói: "Chuyện này cũng không thể trách ta, ta cũng là bị Ninh Tiêu kiếm đầu độc, người thực sự muốn đổ oan cho ngươi chính là hắn." cuối cùng cũng bắt đầu chó cắn chó ninh tiểu xuyên lại đánh ra một đạo thiểm điện đánh bay hàn phú ra ngoài nói nói như vậy có nghĩa là ngươi cũng biết ta bị oan uổng ninh tiểu xuyên đã từng rất chất hơn 10 vị học sinh của thiên đế học cung có thể thấy được ninh tiểu xuyên tuyệt đối không phải hạng người nhân từ mềm tay đây cũng chính là nguyên nhân mà hàn phú sau khi bị ninh tiểu xuyên đánh bại liền chủ động nhận thua bởi vì hắn biết nếu mình không chịu thua ninh tiểu xuyên chắc chắn sẽ rất hắn có gì quan trọng hơn tính mạng chứ hàn phú nằm dạp trên mặt đất khóe miệng ứa mấu nói tiểu hầu ra tất nhiên là bị oan uổng rồi có câu nói này của hàn đội trưởng ta cũng an tâm rồi ninh tiểu xuyên ngồi xổm xuống thân thiên vỗ vai hàn phú toàn thân hàn phú đều run rẩy chỉ sợ ninh tiểu xuyên thi triển bắc minh thần công nuốt chừng huyền khí trong cơ thể hắn như vậy thì hắn cũng xong rồi ninh tiêu kiếm vừa rồi không phải cũng bị ninh tiểu xuyên đặt tay lên vai sau đó thi triển bắc minh thần công hút sạch huyền khí trong cơ thể biến thành một phế nhân hay sao tiểu hầu ra chuyện này hàn phú ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra một nụ cười cực kỳ khó coi trong mắt lộ ra thần sắc cầu khẩn đây cũng không phải là chuyện lớn gì hà nội trưởng đứng lên đi ninh tiểu xuyên lại duỗi tay ra lần nữa trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái cứ như vậy là xong ư ninh tiểu xuyên là loại người dễ nói chuyện như vậy sao hàn phú luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn nắm lấy bàn tay của ninh tiểu xuyên đến lúc đứng dậy nhìn thấy ninh tiểu xuyên biến mất khỏi đống phế tích xung quanh hàn phú mới thực sự xác nhận mình không xảy ra chuyện gì ninh tiểu xuyên đứng tại trung tâm đường lớn vận chuyển lực lượng toàn thân đánh lên trận pháp từng viên huyền thạch hạ phẩm lơ lửng giữa không trung đều bị chấn nát không gian bị cố định cũng lập tức được giải phóng ninh tiểu xuyên bình thản bước ra khỏi trận pháp ánh mắt hướng về phía trước xa giá của lan phỉ công chúa lúc này đã biến mất ở cuối con đường dưới sự hộ tống của một đám cao thủ võ đạo ngươi trốn được sao ninh tiểu xuyên nhìn chằm chằm vào xa giá của lan phỉ công chúa cũng không hề đuổi theo muốn đối phó với lan phỉ công chúa hắn có phương pháp trực tiếp nhất đơn giản nhất không cần thiết phải liều mạng với đám cao thủ dưới trướng của nàng tiểu xuyên ngựa tiến tiến đi tới đứng trước mặt ninh tiểu xuyên nàng mặc một chiếc váy dài xanh nhạt tiên liên tâm cung trong người tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, của hoa sen tựa như một gốc bích liên giữa hồ tu vi võ đạo của ngự thiến tiến tiến bộ cực kỳ thần tốc đã đạt tới thần thể tầng thứ 9, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của ninh tiểu xuyên có điều nàng chính là quận chúa của đại kim bằng vương phủ dưới trướng có rất nhiều cường giả võ đạo bán mạng vì nàng giúp nàng kiếm điểm tích lũy nàng liền có thể dễ dàng tiến vào thiên cung tu luyện võ giả tu luyện trong thiên cung một ngày có thể sánh ngang với tu luyện ở bên ngoài một năm nàng đạt tới thần thể tầng thứ 9, cũng không có gì là khoa trương ngựa thiến thiến vốn cho rằng sau khi nhìn thấy ninh tiểu xuyên mình sẽ có rất nhiều điều muốn hỏi thế nhưng lúc thực sự nhìn thấy hắn lại không hỏi được một câu nào cuối cùng nàng đành khắc chế tâm tình của mình cười nói thực ra nếu như hôm nay ngươi không trở về thiên đế học cung ta cũng sẽ rời khỏi thiên đế học cung để đi tìm ngươi ninh tiểu xuyên nói ngươi vượt qua được tầng thứ bảy thông thiên kiều rồi ngựa thiến thiến khẽ gật đầu nở nụ cười xinh đẹp đáp đúng vậy hôm nay vừa mới xông qua chúc mừng ninh tiểu xuyên chỉ nói hai chữ đơn giản nhưng đã bao hàm hết thảy toàn bộ cảm xúc của hắn lúc này có thể dùng cảnh giới thần thể tầng thứ 9 để vượt qua tầng thứ bảy thông thiên kiều điều này chứng tỏ thiên phú của nàng không thấp hơn danh dương đây là một chuyện rất đáng để cao hứng thực ra loại người như hàn phú ngươi nên diệt trừ hắn mới đúng không nên lưu lại tính mạng của hắn nói không chừng sẽ để lại hậu hoạn vô cùng ngựa thiên tiên nói ninh tiểu xuyên cười nói thiên tư võ đạo của hàn phú xem như không tệ nếu rất thì đáng tiếc quá nếu như có thể làm việc cho ta, ta cũng không ngại mà lưu lại cho hắn một mạng. Ninh Tiểu Xuyên tự tin là có thể khống chế được Hàn Phú, cho nên mới lưu lại tính mạng của hắn, dự định thu phục hắn trở thành người của U Linh Sơn Trang. Ninh Tiểu Xuyên cũng không lập tức đi vừa Thông Thiên Kiều ngay, mà cùng Ngựa Thiến Thiến trở lại Tam Sư Võ Viện, chuẩn bị đi thăm Ninh Hinh Nhi trước. "Tiểu Hồng, tiểu Hồng." Ninh Hinh Nhi từ trong Tam Sư Võ Viện chạy ra ngoài, liền trông thấy Ninh Tiểu Xuyên và Ngựa Thiến Thiến đang đứng ở bên ngoài, lập tức ngây người, trong đôi mắt chảy ra một giọt nước mắt, liền vội vàng chạy tới, ôm lấy cổ Ninh Tiểu Xuyên. Ca gương mặt nhu thuận ninh hinh nhi của ninh hinh nhi ghé sát ngực ninh tiểu xuyên đôi mắt xinh đẹp đỏ lên ninh tiểu xuyên cũng rất nhớ ninh hinh nhi với hắn mà nói ninh hinh nhi chính là người thân nhất của hắn trên thế giới này tu vi của ninh hinh nhi cũng tiến bộ rất nhanh đã đạt tới thần thể tầng thứ bảy tốc độ tu luyện tương đối nghịch thiên nếu không phải xuất hiện dị số như ninh tiểu xuyên trong vòng 2 năm nàng nhất định sẽ trở thành đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của kiếm các hầu phù Grau, grau, grau. tiểu long màu đỏ ngậm một quả trái cây lớn đôi nhân nhỏ vội vàng chạy ra ngoài một tiểu hổ màu đen thì đuổi sát sau lưng nó, đôi mắt giống như mã não, nhìn chằm chằm trái cây trong miệng tiểu long, miệng không ngừng rãi ra nước miếng. Đột nhiên, tiểu long màu đỏ dừng lại, nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt lập tức sáng lên, liền ném trái cây trong tay cho tiểu hổ màu đen, sau đó chạy tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên, không ngừng kêu ngao ngao với hắn. Ninh Tiểu Xuyên nghe hiểu được lời của nó, liền duỗi ra một cánh tay. Tiểu hồng bay lên cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên, đậu lên vai hắn, sau đó ghé sát lỗ tai của Ninh Tiểu Xuyên, chu lên liên hồi. Nó đã nở rồi ninh tiểu xuyên gà tay một cái đánh bay tiểu hồng tiểu ra hỏa này quả là ồn ào ánh mắt tiểu hồng sáng lên vội vàng chạy tới dưới chân ninh tiểu xuyên duỗi móng vuốt ra kéo kéo ống quần của ninh tiểu xuyên muốn ninh tiểu xuyên dẫn nó ra khỏi thiên đế học cung bây giờ không được đợi mấy ngày nữa ta sẽ dẫn người ra ngoài gặp nó ninh tiểu xuyên nói tiểu hồng tất nhiên là không chịu xong chảo trống xuống đất đứng thẳng người lên ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn chằm chằm vào ninh tiểu xuyên miệng phát ra tiếng ngao ngao liên tục Tiểu Hồng, người đừng làm phiền ca ca nữa, chờ ca ca giải quyết xong chuyện của thiên đế học cung, nhất định sẽ mang người ra ngoài. Ninh Hinh nhìn nắm lấy cổ Tiểu Hồng nhấc lên, sau đó trực tiếp nhét vào ống tay áo. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy Tiểu Hổ màu đen ngồi cách đó không xa, trong miệng nhai trái cây, quả thật giống như một con chó màu đen đang giữ nhà. Ồ, tại sao nó cũng ở đây? Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào Tiểu Hổ màu đen, Ninh Hinh nhìn ngoắc ngoắc tay với nó, gọi, Tiểu Hắc, người qua đây. Tiểu hồ màu đen ngồi ở ngưỡng cửa nghiêm túc gặm trái cây, nghe thấy Ninh Hinh Nhi hét lớn, liền ngẩng đầu lên, duỗi móng vuốt chỉ chỉ vào mình, bộ dạng giống như đang nói, người đang kêu ta à? Ninh Hinh Nhi khẽ gật đầu, tiểu hồ màu đen ngậm trái cây trong miệng, ngồi dưới chân Ninh Hinh Nhi, sau đó lại gặm trái cây. Ninh Hinh Nhi nói, tiểu hắc là bạn của tiểu hồng, chẳng qua bọn chúng luôn ầm ý, không chịu an phận, cách đây không lâu còn ăn sạch cả huyền dược tam phẩm mà phó viện chủ khổ tâm chăm sóc. Phó viện chủ nghe được tin dữ này, liền ngất xỉu ngay tại chỗ, bây giờ vẫn còn đang truy nã hung thủ. May mắn là phó viện chủ không biết là do hai tiểu gia hỏa này gây ra, bằng không thì tối nay chúng ta đã có thịt rồng thịt hổ để ăn rồi. Tiểu hổ ngồi dưới chân Ninh Hinh Nhi nghe được chữ ăn, hai mắt lập tức tỏa sáng. Nó nhìn chằm chằm Ninh Hinh Nhi, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, không hề biết là Ninh Hinh Nhi đang nói đến ăn thịt rồng thịt hổ. Ninh Hinh Nhi không biết thân phận của tiểu hổ này, nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì lại biết rất rõ. Đầu tiểu hổ màu đen này chính là huyền thú vương giả trong Quỷ Mộng Hoang Lâm, là huyền thú cấp 7 khiếu thiên hổ. Nếu như nó ở trạng thái cuồng bạo, chiến lực có thể sánh ngang với võ tôn, Ninh Tiểu Xuyên cũng không nói thân phận thực sự của Tiểu Hổ cho Ninh Hinh Nhi biết, để nàng xem nó là sủng thú cũng tốt. Như vậy thì lúc Ninh Tiểu Xuyên không ở đây, Tiểu Hổ ít nhất cũng có thể bảo hộ nàng. Hắc hắc, con chó nhỏ nhà ai đây? Tại sao lại xấu xí như vậy? Không ngờ lại còn ăn chay, có phải là không có thịt ăn không? Để ta dẫn người đi săn ít thịt rừng nhé. Nhạc Minh Tùng mặc một bộ đại bào rộng thùng thình, vuốt hai chòm râu trên miệng, dáng vẻ khoan thai tự đắc. Rào, Tiểu Hổ vừa nghe nói như vậy, lập tức lửa giận bừng bừng, bổ nhào lên, xô ngã Nhạc Minh Tùng xuống đất, không ngừng vung móng vuốt xé tan áo bảo của nhạc minh tùng thành từng mảnh bà nội nó chó của nhà ai đây đại gia liều mạng với ngươi nhạc minh tùng đứng dậy vèn ống tay áo lên muốn phân cao thấp với tiểu hồ một phen Phốc, nhạc minh tùng lại lần nữa bị đẩy ngã nhào xuống đất xoẹt xoẹt áo bảo trên người nhạc minh tùng đã bị xé nát vụn tiểu hồ màu đen lại vật lộn với nhạc minh tùng đại chiến mấy chục hiệp ninh tiểu xuyên thấy bọn họ đánh nhau một hồi mới gọi tiểu hắc trở về tiểu hắc buông nhạc minh tùng ra xù lông trên người lên Hung Hăng liếc nhìn Nhạc Minh Tùng đang thở hổn hển trên mặt đất, lúc này mới quay đầu rời đi. Bộ dạng uy vũ thần khí như một khách làng chơi đến thanh lâu, chỉ thiếu điều nói một câu, lần sau đại gia lại đến tìm ngươi. Nhạc Minh Tùng nằm trên mặt đất, áo bào trên người đã bị tiểu hắc xé thành sợi, trên tay, ngực, đùi đều có vết cắn, nửa ngày sau mới từ dưới đất đứng dậy, hai tay ôm lấy quần lót đã rách tươm, nhìn tiểu hắc mà khóc không ra nước mắt, lắp bắp: "Tên cầm thú nhà ngươi." rào, trong miệng tiểu hắc lại phát ra một tiếng hổ khiếu, "Được rồi, đại gia ta không so đo với ngươi." ta đi thay một bộ y phục khác đã nhạc ninh tùng cũng không dám nói tiếp nữa hai tay che lấy hạ thân xám xịt chạy đi tiểu hắc định đuổi theo nhưng lại bị ninh tiểu xuyên gọi trở về đi vào tam sư võ viện đến chỗ ở của ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên lấy ra một kiện huyền khí lục phẩm loại phòng ngự đưa cho ninh hinh nhi kiện huyền khí lục phẩm này là lấy được từ trong túi càn khôn của thiên thần tử năng lực phòng ngự rất mạnh với cảnh giới võ đạo của ninh hinh nhi hiện tại nếu như xuất hiện huyền khí lục phẩm này ra hoàn toàn có thể chặn được một kích của võ giả thoát tục cảnh Ngự tiến tiến căn bản không cần Ninh Tiểu Xuyên đưa nàng huyền khí, tài nguyên tu luyện của nàng, thậm chí còn nhiều hơn cả Ninh Tiểu Xuyên, căn bản là không dùng hết. Mộ Dung Vô xong đâu rồi? Ninh Tiểu Xuyên hỏi, Ninh Hinh Nhi nói, hắn đi vào lãnh địa của dân bản thổ lịch lãm rèn luyện rồi, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không quay về đâu. Nhạc Minh Tùng sau khi đổi một kiện học bào sạch sẽ khác, mới quay trở lại, ánh mắt nhìn Tiểu Hắc chằm chằm, hừ lạnh một tiếng, nói: "Vừa rồi chẳng qua là ta nhường ngươi mà thôi, kỳ thật ta khinh thường giao thủ với một đầu súc sinh, người có thân phận cao quý như ta không thể á à, đừng tới đây đừng tới đây ninh tiểu xuyên ta chỉ đùa nó một chút mà thôi mau gọi nó lại tiểu hắc chính là huyền thú thất phẩm trí tuệ không hề thấp hơn nhân loại tất nhiên có thể nghe hiểu được nhạc minh tùng nói gì liền muốn xông lên vật lộn với nhạc minh tùng ninh tiểu xuyên liền vội vàng gọi tiểu hắc lại nói nhạc huynh mời ngồi thật ra có một việc mà ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi nhạc minh tùng thấy tiểu hắc không xông lên mới lập tức yên tâm ưỡn ngực bày ra bộ dạng cao nhân đắc đạo ngồi bên cạnh bàn cười nói ninh tiểu đệ có vấn đề gì thì cứ hỏi đừng khách khí với ta không phải là ta khoác lác nhưng trong thiên hạ này có rất ít chuyện mà ta không biết là liên quan tới phương diện luyện khí ninh tiểu xuyên đã từng nhìn thấy bản lĩnh luyện khí của nhạc minh tùng quả thật siêu việt thường nhân luôn có thể luyện chế ra được những huyền khí cổ quái kỳ lạ trong đó còn có một ít huyền khí mà ngay cả trên điển tịch cũng không được ghi chép lại nhạc minh tùng lại càng thêm tự tin thấp giọng nói ninh tiểu đệ người không phải là không biết a ta chính là hàng xóm của đệ tử của luyện khí sư đệ nhất thiên hạ tri thức liên quan đến luyện khí, nếu như ngay cả ta cũng không biết, e rằng trong thiên hạ này cũng không có ai biết được. Nói nhỏ một chút, chuyện này chỉ có thể nói nhỏ, tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết được. Mặc dù nhạc minh tùng nói rất nhỏ giọng, nhưng trong phòng này lại rất lớn, ngựa thiến thiến và ninh hinh nhi tất nhiên cũng nghe thấy rõ, ngay cả tiểu hồng nấp trong tay áo của ninh hinh nhi cũng nhô đầu ra, nhìn chằm chằm nhạc minh tùng. Ninh Tiểu Xuyên muốn thành lập Thần Kiếm Cung, tất nhiên muốn tận sức mời chào luyện khí sư, chỉ dựa vào những luyện khí sư của tư đồ gia tộc, còn lâu mới có thể thành lập được Thánh Địa Luyện Khí đệ nhất thiên hạ, bên trong thiên đế học cung có không ít luyện khí sư ưu tú cho nên ninh tiểu xuyên dự định sẽ mời chào nhân tài trong thiên đế học cung sau khi ninh tiểu xuyên nói dự định này cho nhạc minh tùng nhạc minh tùng lập tức vỗ bàn một cái nói hay biện pháp hay nhưng mà mời chào nhiều luyện khí sư như vậy làm gì mời chào mình ta là đủ rồi ngươi một mình ngươi là đủ ninh tiểu xuyên ngạc nhiên nói nhạc minh tùng thấp giọng nói ngươi nghĩ xem ta là thân phận gì ta dù sao cũng là hàng xóm của đệ tử của luyện khí sư đệ nhất thiên hạ nếu như ta tỏa trấn thần kiếm cung vậy thì những luyện khí sư khắp toàn bộ ngọc lam đế quốc còn không tranh nhau gia nhập hay sao đến lúc đó e rằng người muốn bái ta làm thầy cũng không ít trên trán ninh tiểu xuyên lập tức ứa ra mồ hôi to như hạt đậu vội vàng ho khan hai tiếng nói nhưng không phải là ngươi không thích quá khoa trương sao ta rất khiêm tốn a à. nhạc minh tùng nghiêm túc nói chúng ta dù sao cũng có giao tình sinh tử vì ngươi ta có thể khoa trương một lần vì bằng hiếu mà hy sinh bản thân ta cảm thấy rất đáng ninh tiểu xuyên cố nặn ra một nụ cười nói còn chưa biết ở phương diện luyện khí, nhạc huynh đã đạt tới trình độ nào rồi. Chuyện này, trình độ không quan trọng, quan trọng nhất là tâm tính luyện khí. Chân lý đại đạo của luyện khí sư là gì? Tổng kết lại chỉ có 8 chữ, tâm tính kiên định, sắt đá không đổi, hừ, các người tuyệt đối không được truyền 8 chữ này ra ngoài. Đây chính là lời mà luyện khí sư đệ nhất thiên hạ đã nói ra, mỗi một chữ đều đáng giá ngàn vàng. Nhạc Minh Tùng thoáng dừng lại một chút, thần sắc khẽ đổi, nói. Nếu như, thôi bỏ đi, Ninh Tiểu Xuyên nói, có gì thì ngươi cứ nói, Nhạc Minh Tùng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nói, trong truyền thuyết, thiên đế đã lưu lại một quyển, kỳ môn khí điển, bên trên không chỉ ghi lại phương pháp luyện chế huyền khí, mà còn có cả trí tôn hoàng khí, thứ thần khí, thần khí. Nếu như có thể đạt được quyền, kỳ môn khí điển, này, chúng ta lại càng có thể dễ dàng luyện chế ra được những huyền khí cao cấp hơn, nhất định có thể khiến cho uy danh của thần kiếm cung khuếch đại, trở thành thánh địa luyện khí đệ nhất ngọc lam đế quốc. Thiên đế thực sự có lưu lại một quyển kỳ môn khí điển sao? Ninh Tiểu Xuyên hơi hoài nghi, vẫn luôn cảm thấy nhạc minh tùng có chút không đáng tin cậy nhạc minh tùng nghiêm giọng nói nhất định có bằng không tại sao ta phải đến ngọc lam đế quốc hắc hắc ý tứ của ta là quê hương của thiên đế ở ngọc lam đế quốc quyền, kỳ môn khí điển này nhất định bị hắn giấu ở một nơi bí mật nào đó nói không chừng là giấu ở thiên đế mộ lâm hoặc là thiên cung thần sắc ninh tiểu xuyên khẽ động nói nhạc huynh không phải là người ngọc lam đế quốc cái này hắc hắc nhạc minh tùng xoa tay bưng chén trà đặt trên bàn nhấp một ngụm cười nói đúng vậy ta đến từ một bộ lạc nam nam nhỏ nói ra các ngươi cũng sẽ không biết còn không bằng không nói ninh hinh nghi nghi hoặc nói không phải người công bố mình là hàng xóm của đệ tử của luyện khí sư đệ nhất thiên hạ sao chẳng lẽ đệ tử của luyện khí đại sư cũng ở trong một bộ lạc nàng cảm thấy nhạc minh tùng không giống võ giả từ trong bộ lạc nguyên thủy đi ra cảm thấy lời nói trong miệng nhạc minh tùng không có câu nào là thật nhạc minh tùng rất thong dong bình tĩnh nói ý nghĩ của cao nhân không phải là thứ mà những phàm phu tục tử như chúng ta có thể tưởng tượng được đệ tử của luyện khí đại sư đệ nhất thiên hạ quả thật ở trong một bộ lạc nguyên thủy nhà của ta ở bên cạnh sơn động của hắn Hắn nói là vào trong bộ lạc của ta để tìm khoáng mạch, là tìm nguyên vật liệu, cho nên mới ở lại chỗ đó, cứ như vậy kéo dài mấy chục năm. Ta cũng theo hắn học được một thân bản lĩnh luyện khí. Hắn nói rất trôi chảy, khiến người ta không thể không tin tưởng. Nếu như trên đời thật sự có Kỳ môn khí điển, khẳng định sẽ không nằm ở Thiên Đế Mộ Lâm, Thiên Đế Mộ Lâm trên thực tế chỉ là ngụy trang, nơi đó cũng không phải là nơi mộ táng Thiên Đế. Ninh Tiểu Xuyên nói, Ninh Tiểu Xuyên vẫn tương đối quan tâm chuyện, Kỳ môn khí điển nếu như thật sự có thể tìm được kỳ thư luyện khí mà Thiên Đế lưu lại, như vậy thì chuyện thần kiếm cung có thể dương danh thiên hạ cũng chỉ là vấn đề thời gian nhạc minh tùng cũng không hỏi ninh tiểu xuyên tại sao lại biết thiên đế mộ lâm chỉ là ngụy trang nghiêm túc nói như vậy xem ra kỳ môn khí điển nhất định ở trong thiên cung rồi ninh tiểu đệ người vào học cung chi chủ có quen biết trong thiên cung có rất nhiều nơi chúng ta không thể tiến vào người nhất định có thể đi vào nếu như ngươi có thể tìm được kỳ môn khí điển để ta xem miễn phí trong ba ngày ta có thể giúp ngươi luyện khí trong ba năm thế nào Thiên cung là đạo tràng tu luyện của thiên đế, e rằng cho dù là học cung chi chủ cũng không thể hiểu thấu chiết thiên cung, bằng vào tu vi của ta, những nơi có thể tiến vào cũng không nhiều. Có điều, ta sẽ cố hết sức, có câu nói này của Ninh Tiểu Đệ, còn lo gì đại sự không thành, cạn chén. Nhạc Minh Tùng nâng chung trà lên, hào sảng uống một hơi cạn sạch, quả thật là cạn chén, ngay cả lá trà cũng bị nuốt luôn không để thừa. Sau khi gặp ba người Nhạc Minh Tùng, Ngự Thiến Tiến và Ninh Hinh Nhi, Ninh Tiểu Xuyên liền đi tìm phó viện chủ. Lúc nhìn thấy phó viện chủ thì hắn đang ngồi sầu não trên ghế, nhíu mày thật sâu không ngừng than thở đáng thương giống như một trung niên mất vợ lão nhân tuổi già mất con tiểu xuyên người về rồi à ngồi đi phó viện chủ hữu khí vô lực nói ninh tiểu xuyên vốn định đến hỏi thăm phó viện chủ có địa tâm nham tương huyết hay không thế nhưng nhìn thấy bộ dạng của phó viện chủ lúc này liền không hỏi nữa nói phó viện chủ dường như có tâm sự phó viện chủ lập tức chửi ầm lên ghê tởm quá độc ác huyền dược lão tử chồng hơn nửa đời lại bị người khác trộm sạch trong một đêm nếu để ta bắt được tên tiểu tặc kia nhất định phải chặt hắn thành tám khúc Ngươi nói xem có kỳ quái không? Bên ngoài dược biển rõ ràng có bố trí kết giới và trận pháp, không ngờ tặc tử kia lại có thể phá vỡ kết giới trận pháp vào trong trộm huyền dược đi. Xem ra hắn nhất định là một cao thủ võ đạo, hơn nữa còn tinh thông cả trận pháp, chẳng lẽ là lão bất tử huyền chân tử? Nếu như phó viện chủ biết được tiểu tặc trộm đi huyền dược của hắn chính là đầu tiểu long và tiểu hổ của Ninh Tiểu Xuyên, e rằng người đầu tiên mà phó viện chủ muốn chặt thành tám khúc sẽ là Ninh Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên, người khẩn trương cái gì? Phó viện chủ nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, tò mò hỏi. Không có a, à, Ninh Tiểu Xuyên giả vờ nghiêm túc lắng nghe, cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên. Phó viện chủ nói, tại sao vừa rồi nhịp tim của ngươi nhanh hơn nửa nhịp? Cái này, thực ra ta cũng đau đớn vô cùng, dưỡng tâm sư chúng ta bồi dưỡng huyền dược không dễ dàng, thu thập huyền dược khắp nơi, dốc cạn tâm lực tài bồi, nhưng lại bị người khác trộm đi trong vòng một đêm, tiểu tặc này quả thực đáng ngũ mã phanh thây. Ninh Tiểu Xuyên lòng đầy căm phẫn mà nói, "Phanh, phó viện chủ vỗ bàn một cái, nói, "Đúng, quá ghê tởm, thật đáng hận, nếu như để ta bắt được, ta trước tiên sẽ trẻ hắn thành tám khúc, sau đó lại ngũ mã phanh thay hắn. Hai, người nói xem tạp tử kia có phải là diêm lão quỷ không? Bây giờ đừng nói là muốn phó viện chủ lấy ra một gốc, bia tâm nham tương huyết, e rằng nói hắn tùy tiện lấy ra một gốc huyền dược tứ phẩm, cũng là chuyện rất khó rồi. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên biết phó viện chủ đang rất nổi nóng, lại nghi thần nghi quỷ, bất kể người nào cũng là đối tượng hoài nghi của hắn, vì không muốn bị hắn nghi ngờ, cho nên Ninh Tiểu Xuyên lập tức cáo từ rời đi. Từ phòng luyện đan của phó viện chủ đi ra, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng thở phào một hơi, lẩm bẩm, xem ra phải tới nơi khác tìm địa tâm nham tương huyết rồi trên trời một mảnh tà dương đỏ rực một nửa mặt trời đã chìm xuống đường chân trời nếu đã trở lại thiên đế học cung ninh tiểu xuyên liền dự định sẽ tiến vào quỷ mộng hoang lâm để bái kiến nữ tử thần bí nữ tử thần bí đã truyền thụ cho ninh tiểu xuyên rất nhiều thứ trên cơ bản có thể xem là một nửa sư tôn của ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên lại đi tới sơn cốc ở sâu trong quỷ mộng hoang lâm nơi này chính là nơi ở của nữ tử thần bí thế nhưng ninh tiểu xuyên tìm hơn nửa ngày cũng không phát hiện một nhân ảnh nào trong sơn cốc một cái động kim ti vẫn trôi lơ lửng trên mặt hồ sóng gợn lăn tăn, nhưng trong động đã rất lâu rồi không có người ở, không phát hiện ra một tia khí tức sinh mệnh nào. Rào, tiểu hồ màu đen từ trong bụi cỏ nhảy ra, đáp xuống bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt sắc bén như mã não cũng nhìn chầm chầm vào cái động trên mặt hồ, miệng mấp máy nói gì đó với Ninh Tiểu Xuyên, nhưng trong miệng lại không phát ra thanh âm nào. Người nói là nửa năm trước nàng đã rời đi rồi, Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, hỏi, nàng đi đâu, tiểu hồ lắp đầu như lắc trống, hiển nhiên nó cũng không biết nữ tử thần bí đã đi đâu. Có lẽ nàng đã rời khỏi Ngọc Lam Đế Quốc rồi, với tu vi của nàng, e rằng chỉ khi rời khỏi Ngọc Lam Đế Quốc thì mới tìm được cơ hội đột phá cao hơn. Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên nghĩ vậy, vụt, thân hình Ninh Tiểu Xuyên bay lên cao, hạ xuống trên mặt nước, mũi chân điểm nhẹ một cái, trên mặt nước tản ra từng vòng gợn sóng nhỏ, thân thể lại nhảy lên cao lần nữa, hạ xuống bên cạnh cái động kim ti. Động kim ti này lơ lửng trên mặt hồ, cách mặt hồ hơn 10 mét. Đứng bên hồ nhìn cái động kim ti thì cảm thấy nó cũng không lớn lắm, nhưng khi Ninh Tiểu Xuyên đứng ở gần động Kim Ti, mới phát hiện cái động này quả thực to đến thần kỳ, đường kính dài đến hơn 70 mét, bằng một cái sân bóng tiêu chuẩn. Đây không phải là một cái động sao, quả thật nhìn nó giống như cái hố trời hơn, e rằng cho dù là một đầu thần long nằm trong động, cũng sẽ không cảm thấy chật trội. Ninh Tiểu Xuyên khẽ đưa tay, ngón tay vừa mới tiến vào trong động, một vầng ánh sáng kim sắc liền từ trong hư không hiện ra, ngăn cản ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên lại. Bên ngoài vầng sáng kim sắc, có từng đạo trận pháp vận chuyển, trong đó không chỉ có trận pháp phòng ngự, mà còn có trận pháp công kích cấp cao còn may là ninh tiểu xuyên đã sớm phòng bị không tùy tiện xông vào trong động bằng không thì nhất định đã bị trọng thương xuyên qua từng tầng trận pháp ninh tiểu xuyên mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên động kim ti có một tòa cung điện màu trắng đang lơ lửng đó là nơi ở của nữ tử thần bí ninh tiểu xuyên cung kính vái ba lần với tòa cung điện bên trong động kim ti lúc này mới chuẩn bị rời đi nhưng đúng lúc này bên trong tòa cung điện nho nhỏ không ngờ lại bay ra một đoàn quang mang kim sắc phá tan tầng tầng trận pháp lơ lửng trên đầu ninh tiểu xuyên Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy rõ ràng, bên trong hào quang màu vàng là một cái lông vũ xích hồng sắc, dài chừng 7 mét, bốc lên hỏa diễm thiêu đốt, sợi lông vũ này quả thực giống như một cái quạt hương bồ khổng lồ. Ninh Tiểu Xuyên đưa tay muốn chạm vào cái lông vũ, thế nhưng bên trên lại truyền tới một luồng lực lượng cực nóng, khiến cho làn da hắn phát bỏng. Hắn liền vội vàng vận chuyển long hổ huyền khí trong cơ thể, bao phủ lấy bàn tay, xuyên qua kim quang, thận trọng cầm lấy lông vũ trong tay. Mặc dù chỉ là một cái lông vũ, nhưng lại nặng đến vạn cân, nóng rực như nham thạch, nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên dùng Long Hổ Huyền Khí bao trùm bàn tay, e rằng bàn tay đã bị nhiệt độ cực cao thiêu đốt thành cho bụi rồi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức thi triển nộ phong chi rực, thân thể bay lên cao hơn trăm trượng, cầm cái lông vũ đỏ thẫm dài 7 mét này vung lên, một luồng sóng nhiệt từ trong lông vũ tràn ra, cuốn đi núi sông trong phạm vi trăm dặm. Xoẹt xoẹt, trên mặt đất, từng tòa đại sơn đều bị ngọn lửa thiêu đốt, mặt đất biến thành biển lửa, toàn bộ quỷ mộng hoang lâm đều giống như bốc cháy. Huyền thú trong núi nháo nhào bỏ chạy, không ngừng gào thét, hỗn loạn vô cùng, còn tưởng rằng thiên tai hàng lâm, Ninh Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ hơn, uy lực của cái lông vũ này quả thật dọa người, chỉ vung một cái, không ngờ lại khiến núi sông trong phạm vi hơn 10 dặm đều bốc cháy, khiến cho bầu trời đêm bị nhuộm thành đỏ rực. Đứng trên không chung, nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy bên dưới là một mảnh biển lửa, hơn nữa thế lửa còn không ngừng lan tràn ra. Tiểu Hắc, nhanh cứu hỏa, Ninh Tiểu Xuyên vội vàng triển khai thần thông, vạn kiếm hóa vũ, trên bầu trời lập tức chút xuống một trận mưa to. Nếu như không ngăn cản thế lửa lan tràn, e rằng toàn bộ quỷ mộng hoang lâm đều sẽ xong đời. Phiếu thiên hổ cũng hiểu rõ lợi hại liền vội vàng hóa thân thành bản thể thân hình bành trướng gấp trăm lần uống một ngụm nước xông vào sau đó điên cuồng phun ra ngoài dưới tình huống ninh tiểu xuyên và khiếu thiên hổ cuống cuồng cứu hỏa suốt hai canh giờ cuối cùng cũng dập tắt được hỏa diễm một người một hồ đều mệt đến mức chật vật ninh tiểu xuyên lại lấy cái lông vũ ra tỉ mỉ quan sát trong mắt tràn ngập kính sợ lẩm bẩm đây rốt cuộc là lông vũ của chim gì trước kia chưa bao giờ thấy qua a à, hẳn là của phượng hoàng thanh âm của thiên đế nhận vang lên Phượng Hoàng, Ninh Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ hơn. Lúc ở địa cầu, Ninh Tiểu Xuyên cũng đã từng nghe nói đến Phượng Hoàng, chẳng qua đó chỉ là thần điều trong truyền thuyết mà thôi. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có loại thần điều này? Thiên đế nhận nói, thì ra nàng là một đầu Phượng Hoàng, khó trách có thể áp chế được ta 200 năm, lông vũ Phượng Hoàng này nếu ở trên người ngươi, chỉ dẫn tới họa sát thân cho ngươi, tốt nhất ngươi nên giao nó cho ta bảo quản A. Ninh Tiểu Xuyên cười nói, trong tay của ta nắm giữ thiên đế nhận, cũng không gặp phải họa sát thân A. Thiên đế nhận có chút nghẹn lời, thở dài nói, Người trẻ tuổi, người còn chưa hiểu hết sự hung hiểm trên đời này, bảo vật càng tốt, càng là mầm tai vạ. Giao Phượng Hoàng Linh cho ta, ta sẽ giúp ngươi chống đỡ hết thảy tai vạ ngầm, còn có thể miễn phí ra tay giúp ngươi 10 lần. Thiên đế nhận càng muốn, thì càng chứng tỏ Phượng Hoàng Linh chân quý, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên lại càng không muốn giao nó cho đối phương. Ninh Tiểu Xuyên lại nhìn về phía động kim ti, sau đó nhìn Phượng Hoàng Linh trong tay, trong lòng thầm nghĩ. Phượng Hoàng Linh này nhất định là do nữ tử thần bí cố ý lưu lại cho ta, có lẽ nàng đoán được ta sẽ còn quay lại nơi này. Ta bái động kim ti ba lần, Phượng Hoàng Linh liền tự động bay ra ngoài, nếu lúc đó ta không bái, đoán chừng Phượng Hoàng Linh cũng sẽ không từ trong cung điện bay ra. Ninh Tiểu Xuyên cất Phượng Hoàng Linh vào túi càn khôn, về sau cố gắng không lấy nó ra trước mặt người khác. Thiên đế nhận nói đúng, bảo bối càng tốt, càng dễ dẫn tới họa sát thân. Ninh Tiểu Xuyên ở lại trong sơn cốc chờ đợi một đêm, tu luyện thiên địa huyền khí. Loại công pháp tu luyện này, sau khi đạt tới tầng thứ bảy, Ninh Tiểu Xuyên sẽ không thể tiến bộ thêm, chỉ có thể hấp thu huyền khí gấp 64 lần. Không tìm thấy công pháp tu luyện, thiên địa huyền khí tầng thứ 8, thì tốc độ hấp thu huyền khí và luyện hóa đan dược cũng chỉ có thể ngừng lại tại trình độ này. Mặc dù tốc độ hấp thu huyền khí của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay có thể sánh ngang rất nhiều võ tôn, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng với hiện tại, càng muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn. Ninh Tiểu Xuyên lấy cốt châu màu trắng ra, đặt trong lòng bàn tay. Nữ tử thần bí đã từng nói, cốt châu này có thể giúp hắn tu luyện thiên địa huyền khí, như vậy viên cốt châu màu trắng này chắc chắn có ẩn dấu bí mật nào đó. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đã phát hiện ra cốt châu này có hai bí mật thứ nhất là lúc tu luyện thiên địa huyền khí nếu như nắm cốt trâu trong tay có thể tăng cường tốc độ hấp thu huyền khí thứ hai cốt trâu có thể phóng thích ra một lượng huyền khí rất lớn hình thành một đại linh huyệt ninh tiểu xuyên cũng không biết làm thế nào để kích phát cốt trâu màu trắng lần trước cốt trâu biến thành linh huyệt chính là vì gặp phải linh nhất quốc sư tại thái tử cung trong lúc chiến đấu cốt trâu tự phát huy phá hết lồng giam thiên địa mà linh nhất quốc sư bố trí ra ninh tiểu xuyên truyền một đạo long hổ huyền khí vào cốt châu muốn dùng huyền khí để khống chế nó thế nhưng cốt châu dường như cách biệt với huyền khí bất luận ninh tiểu xuyên truyền vào bao nhiêu long hổ huyền khí thì nó cũng không hề phản ứng chút nào ninh tiểu xuyên lại sử dụng huyết dịch để dung luyện cốt châu nhưng nó vẫn không hề phản ứng chút nào bình tĩnh để ta cẩn thận hồi tưởng lại xem lúc ấy cốt châu phát sinh biến hóa là vì linh huyệt đúng rồi chính là linh huyệt ninh tiểu xuyên nắm cốt châu màu trắng trong tay lặng lẽ vận chuyển thiên địa huyền khí cảm mộ linh hồn trong không khí cùng lúc đó cốt châu trong tay ninh tiểu xuyên chậm rãi phát sinh biến hóa không ngờ lại từ trong tay hắn bay ra ngoài lơ lửng giữa không trung, phát ra quang mang nhu hòa màu trắng sữa. Lấy cốt châu làm trung tâm, một luồng huyền khí nồng đậm dũng mãnh tràn ra, còn nồng đậm hơn cả huyền khí trong sơn cốc, thậm chí đạt đến tình trạng hóa lỏng. Tiểu Hồ ghé vào dưới chân Ninh Tiểu Xuyên, ngơ ngác nhìn chằm chằm cốt châu, thè lưỡi liếm môi, dường như rất muốn nhào tới nuốt chửng cốt châu. Ninh Tiểu Xuyên vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng tâm thần đã ly thể, dường như một tia linh hồn đã bay lên không trung, tập trung vào cốt châu. Mặt ngoài cốt châu tràn ngập văn tự dày đặc, chừng mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, mấy ức văn tự, mỗi văn tự đều cực kỳ nhỏ, không thể nào phân biệt nổi. Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển tâm thần tới cực hạn, chừng lớn hai mắt, chừng đến mức con mắt có chút đau, lúc này mới miễn cưỡng nhìn thấy được mấy dòng chữ trong đó. Võ giả tu luyện, thiên địa huyền khí tầng thứ 7 có thể thấy được. Đạo thuật giả gồm lục đạo ngũ thuật, lục đạo, phù đạo, trận đạo, khí đạo, võ đạo, đan đạo, tâm đờ sao o. Ngũ thuật, chú thuật, pháp thuật, ngũ hành thuật, tâm niệm thuật, thần thông thuật. Mỗi một đạo có thể thông đại đạo, mỗi một thuật có thể thành đại thuật. Ninh Tiểu Xuyên còn chưa xem hết những lời này thì đầu đã đau muốn nứt ra, tâm thần thiếu chút nữa là tan rã. Chữ trên cốt châu quả thực quá nhỏ, mỗi lần xem một chữ đều sẽ hao phí một lượng lớn tâm thần. Tâm thần quay trở về trái tim Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Tiểu Xuyên lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, đại não sưng phù, thiếu chút nữa là tạo thành thương tổn không thể chữa trị. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng vận chuyển, thiên địa huyền khí, bắt đầu điều tức, lúc hắn mở mắt ra lần nữa, sắc trời đã sáng hẳn. Chỉ nhìn mấy dòng chữ mà mất cả đêm rồi, Ninh Tiểu Xuyên cứng lưỡi, không nói nên lời. Cốt Châu này cũng quá dọa người rồi, những ghi chép trên này quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng khiến người ta rung động không thôi. Trên Cốt Châu có nói, Võ đạo chỉ là một trong lục đạo, thần thông thuộc về một thuật trong ngũ thuật. Loại thuyết pháp này, trước kia Ninh Tiểu Xuyên chưa từng nghe thấy, nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến giới võ đạo chấn động mạnh. Ninh Tiểu Xuyên tạm thời thu hồi Cốt Châu, dự định đợi sau khi tu vi cường đại hơn sẽ nghiên cứu, tối hôm qua cực kỳ hung hiểm, chỉ thiếu chút nữa là trọng thương, thật là nguy hiểm. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng quay trở về Tam Sư Võ Viện, sau đó theo đám người ngự thiến thiến, nhạc minh tùng, Ninh Hinh Nhi, Kim Tước Hy, cùng đến Thiên Đế Thành. Ninh Tiểu Xuyên quay trở về Thiên Đế Học Cung, một trong số mục đích chính là muốn khảo thí, xem rốt cuộc thiên phú của mình. Đã đạt đến trình độ nào, vượt qua thông thiên kiều chính là biện pháp khảo thí tốt nhất. Lần trước, Ninh Tiểu Xuyên vượt qua thông thiên kiều, chỉ mới là tu vi thần thể tầng thứ 9, bây giờ hắn đã là thoát tục tầng thứ 5, tu vi tăng lên gấp mấy lần, tin tức ninh tiểu xuyên đánh bại hàn phú đã lan truyền khắp thiên đế học cung gây nên chấn động cực lớn rất người đều không tin thế nhưng tin tức này lại được lưu truyền từ trong miệng các vị học sư liền khiến người khác không thể không tin được đến rồi đến rồi ninh tiểu xuyên và thiến thiến quận chúa đã đến thiên đế thành rồi bọn họ đang đi về phía thông thiên kiều ninh tiểu xuyên nhất định là muốn vượt ải thông thiên kiều rồi nghe nói thể chất ninh tiểu xuyên rất nghịch thiên thậm chí còn đánh bại đội trưởng chấp pháp đội hàn phú trong thiên đế học cung này e rằng cũng chỉ có linh hư tôn giả mới có thể so sánh với hắn linh hư tôn giả chính là tiên nhân hạ phàm không phải thể chất phàm nhân không thể quơ đúa cả nắm được ninh tiểu xuyên chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã đột phá từ huyền khí cảnh lên tới thoát tục cảnh tầng thứ năm đột phá hơn 10 cảnh giới quả là quái thai không phải người một thiếu nữ thiên tài của một hầu phủ có chút si mê nói nếu như kỳ lệnh hầu phủ chúng ta có thể kết thông ra với kiếm các hầu phủ thì tốt rồi đại tỷ người đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa trong đầu ninh tiểu xuyên chỉ có đệ nhất mỹ nhân hoàng thành ngọc ngưng xanh mà thôi ngươi không thấy thiến tiến quận chúa triển khai thế công mãnh liệt như vậy cũng không thể giữ chân được ninh tiểu xuyên sao ngươi cảm thấy mình có thể so sánh với thiến tiến quận chúa sao có một người tạt cho một gáo nước lạnh xanh dương lưng mang thiết kiếm đứng trên lầu hai nhìn chằm chằm ninh tiểu xuyên đi trên đường lớn một năm trước địa vị của hắn và ninh tiểu xuyên vẫn ngang nhau nhưng một năm sau hắn đã không còn tư cách làm đối thủ của ninh tiểu xuyên nữa Ninh Tiểu Xuyên dường như cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng rực, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua Danh Dương, khẽ mỉm cười gật đầu với hắn, sau đó tiếp tục bước về phía Thông Thiên Kiều. Nếu là một năm trước, Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ rất Danh Dương để trảm thảo trừ căn. Nhưng mà bây giờ thì hắn không cần làm vậy nữa, không phải vì hắn mềm lòng, mà là vì Danh Dương đã không còn bất kỳ uy hiếp nào đối với hắn. Chỉ cần Danh Dương đừng có đến gây chuyện với hắn, hắn cũng sẽ không hạ sát thủ với đối phương. Ninh Tiểu Xuyên phát triển thật quá nhanh, chúng ta căn bản không thể đuổi kịp hắn. Ngự Thiên địch thở dài một hơi, Đừng nói là những cao thủ siêu quần bạt tụy như danh dương, ngự thiên địch, mà ngay cả những lão sinh khóa thứ hai, khoa thứ ba, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, mặc dù bọn hắn đều là những thiên tài hàng đầu, thế nhưng ở trước mặt Ninh Tiểu Xuyên thì tài trí cũng không khác gì bình thường. Âm âm âm, Lan Phỉ công chúa từ phía xa đi tới, đứng bên ngoài thông thiên kiều. Nàng dẫn theo rất nhiều cao thủ võ đạo, thủ hộ hai bên xa giá, hiển nhiên nàng vẫn sợ hãi Ninh Tiểu Xuyên sẽ trả thù nàng. Ninh Tiểu Xuyên chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Lan Phỉ công chúa, sau khi cười lạnh một tiếng, liền trực tiếp tiến thẳng vào thông thiên kiều, sau khi Ninh Tiểu Xuyên tiến vào thông thiên kiều, tất cả thiên đế thành đều sôi trào giống như ong vỡ tổ, mọi người bắt đầu sôi nổi nghị luận. Các ngươi nói xem Ninh Tiểu Xuyên lần này có thể xông qua được tầng thứ mấy của thông thiên kiều. Ta cảm thấy hắn ít nhất cũng có thể xông qua được tầng thứ 11, bởi vì Hàn Phú cũng vừa mới xông qua được tầng thứ 11. Thiên tư của Hàn Phú cũng rất cao a, với cảnh giới thoát tục cảnh tầng thứ 7, đã có thể thông qua tầng thứ 11 thông thiên kiều. Ta nghe nói, có rất nhiều võ giả thoát tục cảnh tầng thứ 9, đều không thể xông qua được tầng thứ 11. Ninh Hinh Nhi cũng rất quan tâm đến Ninh Tiểu Xuyên, bởi vì thành tựu của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay khiến nàng cảm thấy rất tự hào, liền nói: "Thiến Thiến tỷ tỷ, tại sao võ giả thoát tục tầng thứ 9 đều không thể vượt qua tầng thứ 11 thông thiên kiều?" Ngự Thiến Thiến nói: "Thông thiên kiều không chỉ xem trong cảnh giới võ giả, mà càng chú ý đến thiên phú và tiềm lực của võ giả. Người phải biết rằng, cùng là võ giả thoát tục tầng thứ 9, nhưng có đôi khi sức chiến đấu cũng chênh lệch gấp 10 lần. Những người thiên tư không đủ cao, không vượt qua được tầng thứ 11 thông thiên kiều, cũng là chuyện rất bình thường." vậy ca của ta có thể vượt qua tầng thứ 11 thông thiên kiều được không? Ninh Hinh Nhi hỏi, ngựa tiến tiến nhìn chằm chằm vào thông thiên kiều, kiên định đáp. Nhất định hắn có thể, nàng có lòng tin tuyệt đối với Ninh Tiểu Xuyên. Các người mau nhìn xem, tốc độ Ninh Tiểu Xuyên vượt ải thật nhanh, cột sáng thứ 10 đã phóng lên rồi, hắn vượt qua tầng thứ 10 thông thiên kiều rồi. Một thiên tri kiều nữ kinh hô, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, Ninh Tiểu Xuyên đã vượt qua 10 tầng thông thiên kiều, tốc độ vượt ải cực nhanh, quả thực trước nay chưa từng có, khiến tất cả học viên ở đây đều rung động vô cùng. Ngay lúc âm thanh của thiên tri kiều nữ kia vừa dứt, cột sáng thứ 11 trên thông thiên kiều lại sáng lên. Ninh Tiểu Xuyên đã vượt qua tầng thứ 11 thông thiên kiều. Nhanh như vậy đã vượt qua tầng thứ 11, chuyện này, chuyện này cũng quá khoa trương rồi. Rất nhiều người đều cho rằng, Ninh Tiểu Xuyên muốn vượt qua tầng thứ 11 cũng sẽ hết sức chật vật. Thế nhưng, bọn hắn đều đã đoán sai, Ninh Tiểu Xuyên chỉ mất không đến thời gian ba nhịp hô hấp thì đã vượt qua tầng thứ 11 rồi.